Lúc này ba người hòa thành hai con ác quỷ khôi lỗi đột nhiên tụ lại một chỗ, lưng dựa vào nhau hình thành thế trận phòng thủ hình hoa mai, sau đó phóng xuất ra bảo vật phòng ngự của bản thân. Những bảo vật nó hóa thành từng đoàn linh quang chấp động, trong nháy mắt đã bố trí đến 5, 6 tầng bảo hộ dày đặc. Hai ác quỷ khôi lỗi thậm chí đồng loạt há mồm phun ra âm khí đậm đặc màu trắng, bao phủ lấy thân hình năm người vào trong. Cùng lúc đó, trong tai Hàn Lập cũng truyền đến thanh âm của ngân phát lão giả. Hàn sư đệ, ma vật kia xem ra rất lợi hại, không bằng chúng ta tụ lại một chỗ thì ổn thỏa hơn hàn lập nghe vậy thì cười khổ một tiếng xem ra ba người này có thể không có lộ tuyến đồ của trụy ma cốc mà xông được đến nơi đây thì thật sự cũng có một chút thủ đoạn hắn không cần quá quan tâm đến vị trình sư huynh nữa bất quá cách đó mặc dù thoạt nhìn có vẻ an toàn hơn một chút nhưng lại chịu nhiều hạn chế nhất định mọi người phải hành động ăn ý với nhau mới có hiệu quả trong khi đó hắn lại không am hiếu phối hợp cùng người khác nên tự mình xuất thủ thì tốt hơn trong lòng mới nghĩ như vậy thì ma quang cũng đã áp đến trên đỉnh đầu Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày, thanh quang chợt lóe, một tầng linh quang bảo hộ xuất hiện. Tiếp theo hai tay hắn dương lên, liên tiếp điểm chỉ về phía ma quang. Hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí dài tầm một trượng đan sen vào nhau rồi bắn nhanh ra, dễ dàng đánh cho hắc tử ma quang thất linh bát lạc. Hàn Lập thay thế thì ngẩn ra rồi lập tức liếc mắt nhìn xung quanh một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài, hạ cánh tay xuống. Mặc dù ma quang trên đỉnh đầu đã bị đánh tan, nhưng hắc tử quang mang đã lấp lóe xung quanh, thân hình hắn đã bị bao vây vào trong. Giờ phút này ma quang của cổ ma tối thiểu cũng đã bao trùm trong phương viên hơn 10 dặm, thành thế thật sự vô cùng kinh người. Động tác trong tay Hàn Lập mới chỉ hoãn một chút mà ma quang phía trên đã lóe lên rồi phục hồi như cũ, áp xuống thêm một lần nữa. Lần này Hàn Lập phất tay áo, phóng xuất ra tiểu thuẫn, sau khi tạo thêm một tầng vòng bảo hộ nữa thì đứng yên, không làm gì nữa. Lập tức hắn đã bị hắc tử quang mạc bao phủ vào trong ánh mắt hàn lập chấp động vài cái tựa hồ không có chuyện gì phát sinh nhưng hắn vẫn nhíu mày hắn không tin cổ ma phát tán ra ma quang rộng lớn mà chẳng để làm gì một lát sau hắn rút cuộc cũng đã nhận thấy được cái gì đó sắc mặt nhất thời âm trầm mặc dù thân thể không có gì khác thường nhưng hai tầng vòng bảo hộ mới phóng xuất ra lại xuất hiện hiện tượng pháp lực bị hao tổn mặc dù cực kỳ nhỏ nhưng nếu duy trì liên tục thì có thể tưởng tượng được hậu quả không ngờ hắc tử quang mạc này lại có thể trực tiếp hấp thu pháp lực của tu sĩ Hàn Lập trong lòng kinh sợ, sau khi ngẫm nghĩ liền nắm chặt hai tay thành quyền, trên tay đã xuất hiện hai đạo điện hồ thô to, tiếp theo điện quang chợt lóe, bắn nhanh ra, sau khi nhập vào hai tầng bảo hộ mới nổ tung. Tách tách âm thanh vang lên, mặt ngoài của hai tầng bảo hộ có vô số đạo điện hồ nhỏ li ti chớp động không ngừng. Ma quang vừa tiếp cận liền sợ hãi, bị đẩy ra xa khoảng vài tấc. Hiện tượng pháp lực đang bị hấp thu một cách quỷ dị lập tức dừng lại. Hàn Lập lúc này mới thở phào một hơi, thần niệm khẽ động, ra lệnh cho thiên tuyệt ma thi cùng đám khôi lỗi tiến lên trước một bước, bao quanh lấy hắn. Hàn khí sau lưng của mười mấy con cự quy trực tiếp bốc lên, hình thành từng cái từng cái băng chùy nhọn hoắt lấp lánh. Toàn bộ những hành động trên nhìn như không ít nhưng kỳ thật chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc này sắc mặt hàn lập mới không chút thay đổi, lam quang trong mắt chấp động, thi triển thần thông thanh minh linh nhãn. Nhưng sau khi liếc nhìn phía trước một chút thì hắn liền giật nảy mình. chương 846, Tái chiến ma hồn. Không biết vì sao mà cho dù đã sử dụng Minh Thanh Linh nhãn nhưng Hàn Lập vẫn không thấy bóng dáng của ma hồn đâu. Điều này khiến lòng hắn trầm xuống, nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén bất an trong lòng. Sau đó lam quang trên người lấp lóe không ngừng, điều động linh lực toàn thân tập trung vào hai mắt. Nhất thời lam quang trong hai mắt chấp lóe kinh người, Hàn Lập đã vận dụng Minh Thanh Linh nhãn đến cực đỉnh. Rốt cuộc sau khi nhìn qua một lần Hàn Lập cũng thấy được nhưng hắn lập tức biến sắc linh quang trên người mười mấy cự quy khôi lỗi ở sau lưng chấp động, hơn một ngàn đạo nhũ băng lớn nhỏ đồng thời lao vút ra, bao phủ lấy một chỗ không lớn nào đó. Hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, ma hồn hai đầu bốn tay xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba cánh tay cầm pháp kỳ, viên hoàn, tiểu kiếm ba loại bảo vật nhẹ nhàng vung lên ngăn cản thế công của băng trùy. Pháp kỳ phun ra hà quang màu đen, cuồn cuộn bay tới, tiểu kiếm sau khi múa lên thì xuất hiện kiếm khí đầy trời, về phần kiện cổ bảo viên hoàn nọ không biết hắn dùng thủ pháp gì mà chỉ cần phất tay nhẹ nhàng thì đã có vô số tiểu hoàn dày đặc bắn ra, thanh thể cực kỳ kinh người. Băng trùy đầy trời chưa kịp hạ xuống thì đã bị uy lực của mấy pháp bảo kia đánh cho tan nát. Hàn khí màu trắng trong nháy mắt đã trải rộng ra xung quanh hơn 10 trượng, nhiệt độ lập tức hạ xuống. Nhưng ma hồn lại không chút để ý đến tình cảnh đó, mà ngược lại mỉm cười âm trầm, thân hình lần nữa biến mất vào trong ma quang. Sắc mặt hàn lập có chút khó coi, lè lưỡi liếm môi trên một cái. Tên ma hồn trước mắt chính là đối thủ khó giải quyết nhất tính từ khi hắn bước chân vào tu tiên giới cho đến nay, chỉ cần sơ sẩy một chút là mạng sống của hắn sẽ đi tong. Tuy bây giờ Hàn Lập đã vận dụng Minh Thanh Linh Nhãn đến cực điểm nhưng thân ảnh ma hồn ẩn trong ma quang vẫn vô cùng mơ hồ, thậm chí vì độn tốc của đối phương quá nhanh nên hắn vẫn không thể nhìn rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể thấy một cái bóng nhàn nhạt chợt ẩn chợt hiện. Chỉ khi nào thân hình ma hồn hơi hoãn lại thì hắn mới miễn cưỡng thấy được. Do đó Hàn Lập lập tức rơi vào thế hạ phong hơn nữa vì toàn lực thi triển minh thanh linh nhãn thực quá sức chịu đựng trong một thời gian dài nên hắn không thể duy trì liên tục chỉ cần linh nhãn hơi yếu một chút thì ngay cả bóng dáng đối phương hàn lập cũng không thể nhìn rõ hàn lập trong lòng buồn bực đối sách duy nhất chính là trong khoảng thời gian ngắn phá được thuật ẩn thân của đối phương hoặc bức đối phương không dùng nó nữa khiến đối phương cho rằng ẩn nấp trong ma quang cũng chẳng có ích lợi gì nếu không việc đấu với loại đối thủ thần xuất quỷ trước mặt khiến cho hắn sờn tóc gáy trong lòng nghĩ như vậy nhưng động tác của Hàn Lập không dừng lại. Tay hắn vỗ vào túi linh thú đeo bên hông, một đám phệ kim trùng to lớn vù vù bay ra. Hàn Lập không chỉ huy phệ kim trùng công kích mà trong miệng khẽ hô một tiếng, trùng vân liền hóa thành vô số đóa kim hoa, tứ tán bay đi. Trong chớp mắt, khắp nơi trong khuôn viên 20 trượng xung quanh Hàn Lập đã xuất hiện kim quang lập lòe. Cứ như vậy, cho dù Hàn Lập không thể sử dụng Minh Thanh Linh nhãn để tìm kiếm tung tích ma hồn nhưng chỉ cần đối phương vừa tiến vào phạm vi về kim trùng thì hắn lập tức sẽ cảm ứng được, không cần sợ hãi bị đánh lén bất ngờ. Ngay khi đàn trùng mới bày ra, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng hử lạnh. Tiếp theo hắc quang chợt lóe, thân hình ma hồn lại xuất hiện. Cái đầu phía trước của hắn đang nhìn chòng chọc những điểm tinh quang quanh thân Hàn Lập, trên mặt hiện lên vẻ khó coi. Nhưng ngay lập tức hai hàng lông mày dựng đứng, hai cái đầu lâu đã đổi vị trí cho nhau đầu lâu ác quỷ liền cười hung ác với hàn lập hàn lập dùng mình càng thêm cảnh giác lúc này chỉ thấy đầu lâu ác quỷ phía đối diện há mồm vô thành vô tức phun ra một mảng sóng khí màu đen những nơi mà sóng khí đi qua vệ kim trùng không tự chủ được bị cuốn vào trong tiếp theo từng con từng con đông ngả tây nghiêng từ trên không trung rất xuống nhất thời đàn trùng do hàn lập bố trí ở trước ma hồn đã biến mất quỷ đầu nhách miệng, lộ ra nụ cười hung tàn tiếp theo thân hình hắn nhoáng lên muốn bay tới sắc mặt hàn lập trầm xuống, đột nhiên điểm chỉ, một đoàn điện hồ to bằng hột đảo bắn ra. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã đến trước chán của quỷ đầu. Đây cũng là một phương pháp áp xúc ích tà thần lôi thành quả cầu mà hắn lĩnh ngộ được trong huyến cảnh khi phục dụng tạo hóa đan. Bây giờ xuất kỳ bất ý bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với điện hồ bình thường nên sức uy hiếp cũng lớn hơn một chút. Ma hồn vì không kịp phòng bị nên giật nảy cả mình. Lôi cầu kia thực quá nhanh, vô luận là hắn muốn tránh hay thi triển thần thông để ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Hắn chỉ có thể há mồm, một đạo tử ảnh như độc xà lóe lên, trực tiếp va chạm với lôi cầu. ầm âm, âm thanh vang lên, kim quang lấp lóe, lôi cầu đã nổ tung, còn đạo tử ảnh kia thì bị bắn ngược lại. Mùi cháy nhanh chóng tản ra, quỷ đầu kêu thảm một tiếng, ánh mắt ác độc quét về phía hàn lập. Đạo tử ảnh vừa rồi chính là cái lưỡi dài quái dị của hắn tuy nhiên không biết vì sao nó có thể khắc chế ích tà thần lôi nhưng uy lực của điện hồ cũng khiến nó ăn phải quả đắng thụ thương không nhỏ hàn lập thấy mình đánh lén không có tác dụng nhưng trên mặt chẳng lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn hắn lập tức cười lạnh một tiếng trong miệng phát âm thanh bén nhọn nguyên bản những con phệ kim trùng đã rơi xuống đột nhiên vỗ vỗ hai cánh tiếp tục đằng không bay lên trở về vị trí cũ ma hồn thấy thế thì trên gương mặt lóe lên vẻ kinh dị ánh mắt nhìn về phía vệ kim trùng càng thêm ngưng trọng lúc này nhóm người ngân phát lão giả thấy hàn lập giao thủ với ma hồn thì cũng xuất ra bảo vật tấn công một khẩu bạch sắc phi kiếm một thanh lam sắc ngọc xích cùng một bộ ba pháp bảo hình thoi hung hăng công kích về phía đối thủ ma hồn chỉ lạnh lùng nhìn mấy kiện pháp bảo kia một cái rồi đồng thời vung tay ném ba bảo vật đã bị ma hóa ra lập tức chúng hóa thành một phiến dị quang màu đen cuốn tới ngăn cản thế công của ba người ngân phát lão giả và điều khiển pháp kỳ tiểu kiếm viên hoàn chính là cái đầu người phía sau Tiếp theo không biết cái đầu này thi triển pháp quyết gì mà dị quang bành trướng lên gấp mấy lần, trong nháy mắt đã hình thành một cái quang trảo cực to bao vây lấy toàn bộ bảo vật của nhóm người Trình Sư huynh. Sau đó ma hồn chỉ không ngừng rót pháp lực vào, còn lại thì chẳng làm gì nữa. Xem ra ma hồn muốn thu thập đối thủ khó giải quyết nhất chính là Hàn Lập trước rồi sau đó mới đến lượt nhóm Tu sĩ kia. Hàn Lập thấy vậy liền nhíu mày nhưng lúc này cái đầu người phía sau của ma hồn đột nhiên mở miệng. Đám phi trùng kia không sợ hám ba ma công của bổn tôn, theo ta được biết thì ở thế giới này chỉ có vài loại linh trùng có khả năng này mà thôi xem hình dáng thì chúng chính là phệ kim trùng danh khí không nhỏ rồi nhưng do chúng vẫn chịu ảnh hưởng của ma công nên không phải là dạng đã trưởng thành như trong truyền thuyết nếu không số lượng nhiều như thế dưới tình huống không có ma khí thích hợp trong tay bổn tôn cũng phải thối lui ba bước chỉ đáng tiếc thân thể hiện tại của ta không phải là bản thể bằng không ta sẽ cho người kiến thức một chút sự lợi hại của ma điệp thánh giới loại linh trùng chưa trưởng thành ở nhân giới này chính là thuốc bổ tốt nhất cho ma điệp ma hồn sau khi lạnh lùng nói liền liếc mắt nhìn về phía cổ ma đang áp bức ngụy vô nhai từ từ lui về phía sau sắc mặt lóe lên vẻ quái dị hàn lập khẽ nhếch miệng mặt không chút thay đổi phất tay áo vài chục đạo phi kiếm lập tức bắn ra bay lượn xung quanh thân hình hắn hắn liên tiếp đánh ra từng đạo từng đạo pháp quyết kim quang trên những thanh phi kiếm này lấp lóe không ngừng huyễn hóa ra vô số ảo ảnh với mục đích bố trí đại canh kiếm trận Hai mắt trên cái đầu ác quỷ của ma hồn đột nhiên lóe lên hung quang. Một khi ngươi đã muốn chết thì ta cũng không có thời gian để mà dây dưa. Cắn nuốt thêm một nguyên anh thì ta càng nắm chắc phần thắng khi đấu với tên gia hỏa kia. Ta cũng không cần thân thể này nữa nên sẽ cho ngươi thấy lợi hại chân chính của ma công thánh giới chúng ta. Ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Ma hồn không biết là cảm ứng được sự uy hiếp của phi kiếm hay là thực sự không muốn nhẫn nhịn, dây dưa nữa nên không cho Hàn Lập cơ hội bố trí kiếm trận. Sau khi cười điên cuồng, thân hình ma hồn liền trở nên mơ hồ, hai tay trần xuất hiện trong đám phi trùng. Trong lòng hàn lập trầm xuống, bất chấp việc bày kiếm trận, thần thức điều khiển phệ kim trùng tấn công. Phệ kim trùng tuy có sự sợ hãi khi thấy hình dáng của ma hồn nhưng dưới sự chỉ huy của hàn lập, hung tính đại phát, ùn ùn tấn công đối phương. Bạch quang trên người hồ yêu khôi lối cũng chợt lóe, phối hợp cực kỳ ăn ý với phi trùng, công kích về phía ma hồn. Thiên tuyệt ma thi thì bước lên, chặn trước mặt hàn lập còn cửa quy khôi lỗi phía sau thì lại không sử dụng băng chùy nữa mà đồng thời há miệng trực tiếp phun ra hơn chục đạo quang trụ thô to trong nháy mắt ma hồn đã lọt vào trận thế công kích hàn lập không hy vọng khôi lỗi linh trùng mà thì có thể ngăn chặn ma hồn chỉ cần chúng chỉ hoãn một chút thời gian để cho hắn bố trí xong đại canh kiếm trận là được theo suy tính của hắn thì một loạt công kích to lớn như thế tuy không làm gì được đối phương nhưng việc dây dưa kéo dài thời gian hẳn không thành vấn đề nhưng Hàn Lập đã đánh giá thấp sự lợi hại của ma hồn hai đầu bốn tay. Cái đầu ác quỷ của ma hồn phát ra vài tiếng kêu lẻng sẻng như kim loại va chạm với nhau, bốn cánh tay vung lên, mười ngón tay của hắn bỗng nhiên vặn vẹo biến hình, kết xuất từng cái từng cái pháp quyết cổ quái. Trong nháy mắt một luồng hắc mang chói mắt từ trong thân hình của ma hồn phun ra. Hào quang chói là khiến người khác không dám nhìn thẳng, tiếp theo từng đợt từng đợt khí lãng xuất hiện, đánh cho phệ kim trùng, khôi lỗi siêu vẹo hơn 10 đạo quang trụ màu lam lập tức hóa thành hư vô. Ngay lúc này, hai cái đầu của ma hồn đồng thời há mồm, một tiếng thét dài thê lương cao vút vang lên, khiến cho không gian xung quanh chấn động run rẩy, kéo theo âm thanh ầm ầm không ngừng. Sau đó khí lãng trong nháy mắt tiêu tán đi, hắc mang đã trở nên ảm đạm. Một tầng vải cứng dài, màu đen bóng loáng, cực kỳ cổ quái giống như chiến giáp xuất hiện trên thân thể ma hồn, phát tán ra khí thế cao ngất tận trời lúc này cái đầu ác quỷ của nó nhìn về phía Hàn Lập mang theo một tia hung tàn. Mà Hàn Lập khi thấy cảnh này, lập tức trợn mắt há hốc móm, trong lòng cực kỳ kinh hãi. chương 847, ma kiếm tái hiện, ma hồn đã biến thân thêm lần nữa. Lúc này hắn nhe răng cười, sau đó thân hình như cơn gió nhẹ thoáng biến mất. Thiên tuyệt ma thi trước người Hàn Lập vốn đang bất động bỗng gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay liền động. Vô số trảo ảnh xanh biếc, phát ra tiếng xé gió suy suy phá không, chụp xuống phía trước hắc quang chấp động, thân hình quỷ mị của ma hồn hai đầu bốn tay bổng nhiên xuất hiện trong chảo ảnh. Trên mặt hiện lên một tia lãnh khốc, ma hồn phất nhẹ cánh tay về phía chảo ảnh, nhất thời chảo mang của nó lại càng thêm dày đặc, âm thanh càng bén ngọn. Hai bên vừa tiếp xúc, hắc mang dễ dàng xé rách chảo ảnh xanh biếc, cánh tay quỷ dị dài thêm ra vài thước, trong tích tắc bàn tay hóa thành một đạo hắc ảnh cắm phập vào lồng ngực cứng như thép của thi tiêu. Năm ngón tay rút ra, trên người thiên tuyệt ma thi đã xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, thì huyết đen ngòm cuồn cuộn tuôn ra. Tu sĩ bình thường nếu chúng phải đòn tấn công đó thì không chết cũng phải bị thương nặng nhưng thi tiêu chỉ cảm giác đau nhức ở trước ngực một chút, ngoài ra còn kích thích bản tính hung tàn cuồng ác của nó. Thi tiêu không hề lùi lại, lục quang trên một cánh tay lập tức chấp động, hóa thành một cây tiêm chùy tam sắc đâm về phía ma hồn. Ma hồn khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, không biết là do hắn cảm thấy sinh mạng lực của thi tiêu quá mạnh mẽ hay là do tiêm chùy tam sắc kia. Nhưng ngay sau đó, ma hồn cười lạnh một tiếng, hai cánh tay như huyễn ảnh lóe lên trước ngực. Tiêm trùy tam sắc vừa tới liền bị một đôi bàn tay đen nhánh kẹp cứng, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Cái đầu quỷ của ma hồn nhe răng cười ác độc, hai tay đồng thời dùng sức, ý muốn ngạnh bẻ đôi tiêm trùy. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, không chờ ma hồn thực hiện ý định đó, toàn thân viên trùy bổng tự bạo, từ trong đó bay ra một đám trùng vân tam sắc, không chút khách khí tấn công ma hồn mặc dù ma hồn đã vận hành ma công đến mức tột đỉnh nhưng vì khoảng cách quá gần nên hắn liền bị một màn dị biến này làm cho kinh hãi mắt thấy trùng vân sắp đánh tới trên mặt ma hồn liên hiện lên một tia tàn khốc đột nhiên há mồm phun ra một vòng tròn sóng âm màu đen đem toàn bộ tam sắc trùng vân bao vây vào trong một màn quỷ dị xuất hiện tam sắc phệ kim trùng bị bao bọc trong âm công màu đen thân hình đình trệ không thể bay lên tiếp theo một trận âm thanh bang bang vang lên từng con phi trùng tự động nó tung hóa thành một trời mưa máu về độ cứng rắn của thân thể thì tam sắc vệ kim trùng dù sao cũng không thể so sánh của kim sắc vệ kim trùng một đám trùng vân đã bị ma hồn có tu vi đại tăng phát ra ma âm đánh thành cho bụi không còn một con nhưng ngay lúc đó thì cánh tay kia của thi tiêu cũng vừa đánh tới sắc mặt ma hồn lộ ra vẻ thiếu nhẫn nại trở nên băng hàn thân hình nhoáng lên liền biến mất một khắc sau hắn đã ở phía sau thi tiêu vung nắm tay màu đen nhẹ nhàng đánh tới động tác nhìn như thong thả nhưng không biết vì sao thi tiêu chỉ có thể kịp nhích đầu qua một chút, nắm tay đã tới trước mặt. Cùng lúc một đoạn gai xương dài khoảng một thước từ nắm tay bắn ra, trực tiếp xuyên thủng qua đầu thi tiêu, thân mình thi tiêu run lên, mọi động tác lập tức dừng lại. Ma hồn phát ra tiếng cười âm trầm, hỏa diễm màu đen trên gai xương đột nhiên bùng cháy, sau khi hắn thu lại nó thì thân hình thi tiêu run rẩy vài cái rồi rơi thẳng xuống đất. Từ lúc ma hồn tiến vào trùng vân cho đến khi tiêu diệt thi tiêu, quá trình nhìn như rất dài nhưng kỳ thật mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lúc đầu khi Hàn Lập thấy ma hồn tiến đến gần, còn Thiên Tuyệt Ma Thi thì tiến ra nghênh đón liền không suy nghĩ nhiều, thân hình hắn bay về phía sau để duy trì khoảng cách với đối thủ. Đồng thời hắn điểm chỉ về phía kiếm quang màu vàng kim đang ở trên đầu, tất cả kiếm quang nhất thời bị hắn dùng kiếm quyết tụ tập lại, từng phiến từng phiến kiếm ảnh hóa thành từng tầng từng tầng kim quang. Hàn Lập chính đang muốn điều khiển chúng tấn công ma hồn. Nhưng không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó mà ma hồn hai đầu sáu tay đã tiêu diệt Thiên Tuyệt Ma Thi rồi. Hàn Lập hít một hơi khí lạnh, trong lòng phát khổ, đồng thời cũng vô cùng đau lòng. Hắn cực khổ lắm mới bồi luyện được thiên tuyệt ma thi nhưng không ngờ mới đem nó sử dụng một lần tại đây mà đã bị ma hồn dễ dàng đánh rớt. Tuy thân thể ma thi cứng rắn, rơi xuống mặt đất chưa biết sinh tử nhưng xem bộ dáng cho dù chưa chính thức chết đi thì cũng vô phương tái chiến. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập lại nhất tâm nhị dụng, dùng thần thức điều khiển thêm lần nữa. Đám hồ yêu khôi lỗi đã ổn định lại thân hình, bạch quang chấp động, tiếp tục công kích về phía ma hồn. Cử quy khôi lối cũng giống như hàn lập, một mặt tản ra bốn phía xung quanh, một mặt phun ra từng đạo quang trụ băng thuộc tính. Từng đạo kiếm ảnh đang xoay quanh trên đầu hàn lập cũng chụp xuống ma hồn. Ma hồn hừ lạnh một tiếng, bốn cánh tay khẽ vung lên, từ nơi chỗ khủy tay và nắm tay mọc ra từng gai xương đen nhánh, hình thái không đồng nhất, có cong có thẳng nhưng cái nào cũng nhọn hoắt, toát ra khí tức âm hàn, vô cùng sắc bén. Không chờ hồ yêu khôi lỗi tới gần, thân hình ma hồn vù một tiếng, liền biến mất vô tung vô ảnh bỗng nhiên mất đi mục tiêu công kích, hồ yêu khôi lỗi không khỏi hoang mang ngơ ngác. Lúc này hắc mang chợt lóe, ma hồn vô thanh vô tức xuất hiện phía sau một con khôi lỗi, bốn cánh tay phá không đánh tới. Âm thanh xé gió vang lên, từng đạo hắc mang chấp động, con hồ yêu khôi lỗi đó trong nháy mắt đã bị đánh nát, hóa thành một đống phế vật. Thân hình vừa động, ma hồn lại biến mất rồi xuất hiện bên canh một con khác. Con hồ yêu khôi lỗi này liền bị một gai xương thô to xuyên thủng ngực. Nó lập tức dừng cử động, rơi ngay xuống đất. Hàn lập ở xa xa thấy thế thì vừa sợ vừa giận, chỉ huy kim sắc kiếm ảnh không ngừng truy kích ma hồn. Nhưng ma hồn một hồi biến mất, một hồi xuất hiện tại một nơi không rõ, cộng thêm tu vi tăng mạnh phối hợp cùng công pháp ản thân nên vô cùng khó chơi, hổ yêu khôi lỗi không cách nào vây công được. Đối với phương thức cận chiến, Hàn Lập luôn tự phụ cao minh hơn các tu sĩ khác nhiều nhưng hôm nay vừa nhìn thấy thủ đoạn của ma hồn khiến hắn lạnh cả người. Cùng với ma hồn cận thân chiến đấu căn bản chỉ là múa dìu qua mắt thợ, cho dù hắn cố vận dụng thanh minh linh nhãn cũng vô phương tìm ra vị trí của ma hồn. Trong lúc chưa kịp suy nghĩ nhiều, ma hồn đã giết chết mất con hổ yêu khôi lỗi cuối cùng, sau đó lãnh đạm liếc nhìn Hàn Lập. Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng đó, trong lòng Hàn Lập trầm xuồng, hơi có chút sợ hãi. Từ lúc kết thành Nguyên Anh cho tới nay, cái cảm giác bất an đã biến mất từ lâu này hôm nay lại một lần nữa xuất hiện. Hàn Lập thở ra một hơi, cố gắng bảo trì chấn định. Hiện tại xem ra, với độn tốc quỷ dị, gần như thuần di của đối phương thì muốn bố trí đại canh kiếm trận là một việc rất khó khăn chỉ có thể dùng những thủ đoạn khác để kéo dài thời gian mà thôi sau khi cân nhắc cẩn thận hàn lập điểm chỉ về phía kim sắc kiếm ảnh trên không trung kiếm quang lập tức bay trở về bên trên đỉnh đầu của hắn sau đó kim quang chuyển động xung quanh hóa thành tầng tầng kiếm khí dày đặc bảo vệ hàn lập tiếp theo hai tay hàn lập bắt quyết từng tiếng sấm trên người vang lên từng đạo kim hồ thô to từ trong cơ thể hiện ra đồng thời chứa nhiều tia lôi điện mỏng manh đan sen vào nhau, hình thành một tầng kim sắc điện y lấp lóe không ngừng, trông cực kỳ bắt mắt. Đồng thời hắn hé miệng phun ra một quang cầu màu tím. Bụp một tiếng, từ sắc hỏa diễm bùng lên, sau đó một tiếng chim lảnh lót từ hỏa cầu truyền ra. Một con hỏa điều màu tím thân thể dài khoảng một thước xuất hiện, vỗ vỗ hai cánh, không ngừng bay quanh hàn lập, phát ra từng tia từng tia lửa, trông vô cùng diễm lệ. Đây chính là tử la thiên hỏa do hàn lập luyện hóa được từ trước tới nay hàn lập liên tiếp xuất ra thủ đoạn tựa hồ khiến cho ma hồn cảm thấy hứng thú cái mặt quỷ của nó vẫn nhe răng cười âm độc nhưng đứng yên tại chỗ tựa hồ muốn xem hàn lập còn có thần thông gì sau đó mới muốn diệt nhanh thắng gọn hàn lập mặt không chút thay đổi ánh mắt chấp động liếc nhìn bộ dáng dữ tợn của ma hồn một chút bàn tay lật lại một thanh tiểu kiếm màu đỏ quái dị hiện ra kiếm này chỉ dài khoảng vài tấc nhưng toàn thân đỏ như máu mà ở trong thân kiếm có một tia hắc khí không ngừng di chuyển trông rất quỷ dị vật này chính là huyết ma kiếm mà lần trước Hàn Lập lấy được từ trên người bạch y nữ tử. Huyết sắc tiểu kiếm vừa mới hiện thân, không chờ Hàn Lập thúc dục đã tự bay lên, một mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập cả không gian. Hàn Lập biết sử dụng nó đưa lại hậu hỏa không nhỏ nhưng đây là lúc sinh tử lâm đầu, không thể để ý nhiều được. Lúc này hắn hé miệng, phun một đoàn tinh khí màu xanh lên thân tiểu kiếm. Huyết quang trói mắt, tiểu kiếm to ra, dài khoảng một trượng, phiêu phù trước người. Thân sắc Hàn Lập ngưng trọng cầm lấy chuôi kiếm, sau khi liếc mắt một cái liền nhẹ nhàng huy động. Lập tức một lượng lớn chân nguyên từ trong cơ thể không ngừng bị tiểu kiếm hút lấy. Hắn không khỏi cả kinh, vội vàng cắt đứt pháp lực, trong lòng thầm nghĩ nó thực sự quá tà môn. Sau đó Hàn Lập cầm chặt kiếm, lạnh lùng nhìn ma hồn. Vẻ mặt của ma hồn đang giữ tợn nhưng khi vừa nhìn thấy lấy ra huyết ma kiếm, thân sắc đột nhiên đại biến, lóe lên một tia khác thường, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm nọ. Hàn Lập thấy thế thì không khói ngẩn ra, trong lòng có chút kinh nghi rất tốt, không nghĩ tới ngay cả thánh khí mà năm xưa chúng ta lưu lại thế giới này ngươi cũng có được. Bây giờ nếu đem thánh khí giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng rời khỏi nơi đây. Một lát sau, ma hồn rút cuộc khẳng định thanh huyết ma kiếm trong tay hàn lập chính là vật mà hắn muốn, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, mở miệng đưa ra điều kiện. Thánh khí, thứ này là pháp khí của thượng cổ ma giới các ngươi. Hàn lập cảm thấy kinh ngạc, khẽ nhớn mày hỏi, hư, chuyện của thánh giới bọn ta, ngươi không đáng để biết ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý hay không mà thôi. Ma hồn không muốn nói thêm, chừng hai mắt, dùng âm thanh băng hàn trả lời. Nếu các hạ là tu sĩ nhân loại, vì cái mạng nhỏ này tại hạ đáp ứng cũng không sao nhưng mà các hạ lại là hắc hắc. Hàn lập lướt mắt một cái, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng. chương 848, hắc nhận, ma hồn nghe lời này nhưng không có tức giận như hàn lập tưởng. Ngược lại hắn còn nhíu đôi mắt màu ngân bạch, quét về phía kiếm ảnh, từ sắc hỏa điều và huyết ma kiếm mấy lần rồi trở nên lạnh lẽo. Hàn lập không nói một lời, phong lôi xí sau lưng từ từ xuất hiện, pháp lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn lưu chuyển. đang lúc này một thanh âm nổ tung to lớn từ phía xa truyền lại, Hàn lập và ma hồn đều ngẩn ra, không nhịn được nước mắt một cái. chỉ thấy ở đó quang mang chớp lóe, mấy đạo hào quang màu sắc khác nhau đang phá vỡ vòng bao vây màu đen khiến nó trong nháy mắt đã biến mất. một lần nữa viên hoàn tiểu kiếm pháp kỳ ba kiện pháp bảo bị ma hóa hiện hình chỉ là ma quang trên thân của bọn chúng ảm đạm tựa hồ thụ thương không nhỏ vì ma hồn toàn tâm toàn ý đối phó với hàn lập nên nhất thời sơ ý xem thường nhóm người ngân phát lão giả ba người này tuy chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nhưng ai ai cũng đã tranh đấu lâu năm kinh nghiệm đầy mình không biết bọn họ đã thi triển bí thuật gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể hợp lực phá cấm của ma hồn nhưng vừa rồi bọn họ cũng đã chứng kiến thân pháp quỷ dị của nam lũng hầu trong lòng cực kỳ khiếp sợ tự nhiên không dám chủ động ỉ vào hàn lập nữa mà mỗi người đều chỉ huy vài kiện pháp bảo, công kích ma hồn từ xa, hy vọng có thể tạo được một chút tác dụng. Ba người đều rất rõ rằng hàn lập chính là chủ lực đối kháng ma vật, nếu hắn chết đi thì kết quả bọn họ chắc cũng chẳng tốt hơn là bao. Vì lúc này nhóm người trình sư huynh có thể trợ giúp hàn lập một tay nên trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Nếu bọn họ cấp cho hắn đủ thời gian bố trí đại canh kiếm trận, vậy thì càng tốt rồi. Hàn Lập ngẫm nghĩ như thế nên không khỏi liếc mắt nhìn ma hồn phía đối diện một cái. Ma hồn nhìn những bảo vật đang công kích tới rồi liếc về phía Hàn Lập cười âm lạnh, thân hình bỗng nhiên di động. Sau khi để lai một đạo tàn ảnh, ma hồn đã biến mất. Hàn Lập thấy thế liền nhanh chóng dùng thanh minh linh nhãn quét xung quanh, kết quả lập tức làm hắn giật nảy mình. Không ổn, ba người cẩn thận, Hàn Lập hét lớn một tiếng, sau đó không nói gì nhiều, dùng thần thức điều khiển, cự quy khôi lỗi tản ra bốn phía, dương cổ lên, phun ra từng đạo, từng đạo lam sắc quang trụ, mục tiêu chính là bốn phía xung quanh Ngân Phát lão giả. Đám người Ngân Phát lão giả và Thiên Tinh chân nhân là những kẻ lịch duyệt, vừa nghe Hàn Lập đề tỉnh, cộng thêm đã nhìn thấy thân pháp quỷ dị của ma hồn nên bọn họ lập tức minh bạch đối phương đã bỏ qua Hàn Lập, tấn công về phía mình. Trong lòng ba người cực kỳ kinh hãi, chỉ có thể âm thầm kêu khổ mà thôi. Ma hồn sau khi thấy Hàn Lập thi triển nhiều thủ đoạn, lại có thêm huyết ma kiếm nên thấy không dễ dàng hạ được đối phương một cách nhanh chóng. Ngoài ra bọn ngân phát lão giả lại ở bên cạnh chọc ngoáy nên hắn mới thay đổi chủ ý, chuẩn bị đem những tên ngáng đường kia diệt sạch, sau đó mới thu thập kẻ thế đan lực bạc hàn lập. Hơn 10 đạo quang trụ thô to nổ tung xung quanh ba tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, khí băng hàn lập tức tràn ngập bốn phía. Hắc ảnh chấp lên, ma hồn hiện hình ở một nơi chỉ cách ba người thiên tinh chân nhân có hơn chục trường. Đám người ngân phát lão giả tuy trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị độn tốc cực nhanh của ma hồn khiến mặt biến sắc. Cũng may ba người tựa hồ phối hợp cực kỳ ăn ý, Lúc này Trình Sư Huynh và lão giả kia dương hai tay lên, một người ném ra một lượng lớn phù lục, một người lại tế xuất ra một con hỏa hồ, còn thiên tinh chân nhân thì bắt pháp quyết, thân hình hai con ác quỷ khôi lỗi phía sau lập tức nhoáng lên cùng với hỏa hồ dưới sự yểm trợ của phù lục, đồng thời bay ra khỏi vòng bảo hộ. Phù lục vừa bay ra bên ngoài lập tức hóa thành từng mảng hỏa vân to lớn, liên miên bất tuyệt, còn hỏa hồ thì nhún người bay vào trong biển lửa, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung hỏa hồ chính là một loại linh thú chân quý tinh thông hỏa độn thuật. Ma hồn tuy thấy hai con ác quỷ khôi lỗi khí thế bất phàm tấn công mình nhưng mặt vẫn chẳng đổi sắc, bốn tay vung lên. Một trận âm thanh chói tai xuất hiện, tiếp theo là tiếng sẹt, sẹt, hai đoàn ô mang chói lóa đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Năm ngón tay chụp tới, xé hai quang đoàn màu đen thành bốn phần, mỗi tay cầm lấy mỗi cái rung lên. Hắc quang đại phóng, bốn thanh quang nhận quái dị đã hình thành. Những quang nhận này tuy không dài, chỉ khoảng hai thước nhưng từ nhọn đến thô, lại có chút cong cong giống như nghiêu đao. Nhưng quỷ di chính là cả thân chúng không ngừng rung động khiến không gian xung quanh vặn vẹo, biến dạng, âm thanh chói tai liên tục vang lên, thật sự khó tin. Tuy nhiên khi quái nhận hình thành thì cái đầu người phía sau nhăn lại, vẻ mặt đau đớn và trắng bệch, dường như tinh huyết của nó bị rút ra gần một nửa. Mà sắc mặt cái đầu ác quỷ ở phía trước càng trở nên hung lệ, vùng quái nhận lên, vù một tiếng, chúng giống như được nổ mạnh bắn ra, tấn công về phía một con ác quỷ khôi lỗi màu xanh nhạt. Con khôi lỗi kia tự nhiên không biết sợ là gì nên không chút do dự, há mồm, phun ra một cổ âm khí màu xám rồi âm khí hóa thành một mảng vụ lãng cuốn tới. Ngoài ra hai tay nó dương lên, thanh quang chấp lóe bắn ra 10 sợi tia âm hàn từ đầu ngón tay, lóe lên rồi biến mất trong âm khí. Con khôi lỗi màu đỏ đậm còn lại sau khi phun ra âm khí thì hồng quang trên người xuất hiện, từ trong tay lại bắn ra thêm một đạo hào quang màu đỏ nữa. Lúc này hỏa vân ở phía trên cũng cuồn cuộn đánh về phía ma hồn. Trong nháy mắt ma hồn đã bị ba mũi giáp công, nhưng sắc mặt hắn không chút thay đổi, nhẹ nhàng huy vũ quái nhận, lập tức bốn đạo quang mang hình bán nguyệt giao thoa xuất hiện, hóa thành hai chữ thập màu đen cực to, chạm về phía hai con khôi lỗi. Nhưng bởi vì thân hình ma hồn hơi trì hoãn, cho nên lợi dụng cơ hội này, một cự trảo phủ đầy hỏa diễm to khoảng vài thước đột nhiên móc xuống, năm cái móng sắc bén như dao tấn công trực tiếp thiên linh cái của ác quỷ hàn ti màu xanh cùng hào quang màu đỏ lập tức phóng từ âm khí ra công kích về phía thân thể ma hồn bốn tay của ma hồn khẽ động quang nhận trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ hiện ra từng tầng quang lãng sau đó hóa thành từng tầng quang cầu màu đen cuồn cuộn thanh thi và hồng quang vừa tiếp xúc lập tức kêu thảm bị cuốn vào bên trong và nổ tung màn này vừa phát sinh thì hỏa diếm cự trào nhất thời kinh hãi ngừng lại muốn thu hồi trở về nhưng đã quá muộn một đạo hắc mang hình bán nguyệt đã lóe lên cự chảo lập tức rơi xuống, máu huyết bay tứ tung. Lại một thanh âm thảm thiết chói tai từ trong hỏa vân vang lên. Thân sắc bạo ngược trên mặt ma hồn chợt lóe, cái lưỡi màu tím liếm liếm hổ huyết dính trên lớp áo giáp, sau đó hú lên một tiếng, thân hình lại biến mất vô ảnh vô tung, một lát sau đã thấy hắn xuất hiện ở giữa hỏa vân. Hỏa vân quay cuồng một trận, mấy đoạn tàn chi của hỏa hồ dính đầy máu tiếp tục rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt mà ma hồn đã phá thế công của hai ác quỷ khôi lỗi rồi tiêu diệt hỏa hồ, điều này khiến cho ba người thiên tinh chân nhân trơn mắt há hốc mồm. Lão giả nguyên anh kỳ xa lạ kia chính là chủ nhân của linh thú nên trên mặt còn hiện lên vẻ đau lòng. Còn ma hồn thì cười quỷ dị một tiếng, thân ảnh lại biến mất thêm lần nữa. Hắc mang đột nhiên lóe lên trong âm khí màu xám, hai âm thanh âm, âm trước sau vang lên. Sắc mặt của thiên tinh chân nhân đang điều khiển hai ác quỷ khôi lỗi bỗng trở nên trắng bệch, không còn chút máu, sau đó lão không chút do dự, phất tay áo, một trận cuồng phong thổi bay âm khí, tại nguyên địa lúc này chỉ có tàn hài bị chém thành mấy khúc của hai con khôi lỗi, còn ma hồn lại chẳng thấy đâu. Ba người trong lòng chấn kinh, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía và vỗ tay vào túi chữ vật để lấy ra bảo vật khác. Không gian ở một chỗ rất gần nào đó bỗng nhiên dị độc, một tòa hắc sắc cự phong cao vài chục trượng xuất hiện, sau đó hung hăng đập xuống. Đó chính là thiên trọng phong do Hàn Lập Tế xuất ra khi thấy tình hình nguy cấp, trong nháy mắt đã di chuyển đến bên cạnh để trợ giúp ba người một chút. Kết quả không đợi hắc sắc cự phong hạ xuống, Hắc quang ở chỗ trống trải không người kia đã lóe lên, ma hồn mang theo hàn ý liền xuất hiện. Hắn vung tay lên phía trên, bốn đạo quang nhận liên ngưng tụ thành một đạo hắc sắc cự nhận dài khoảng một trượng, phát ra từng tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm sét. Hai tay ma hồn cầm chặt hắc sắc cự nhận, không chút trì hoãn chém về phía Thiên Trọng Phong. Một đạo đạo mang màu đen vô thanh vô tức bắn ra. Thiên Trọng Phong lóe lên quang hoa chói mắt, cả toàn núi rung động kịch liệt, ở giữa bắt đầu xuất hiện một cái khe nứt hắc sắc sơn phong đã bị chém thành hai nửa hai nửa đó liền rơi xuống đất ma hồn không chút chậm trễ mắt liếc về phía ba người ngân phát lão giả đang được bao bọc bởi năm sáu tầng hộ trảo sắc mặt hiện lên vẻ bất hảo rồi hai tay nắm cự nhận tiếp tục chém tới một đạo đao mang màu đen quỷ dị lại xuất hiện sắc mặt đám người ngân phát lão giả và thiên tinh chân nhân nhất thời trắng bệch không còn chút máu tuy được bao bọc bởi nhiều tầng bảo hộ nhưng bọn họ không cho rằng chúng có thể ngăn cản được đòn công kích mạnh mẽ như thế Ba người kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, linh quang trên người đồng thời đại thịnh, trong nháy mắt đã biến thành ba đạo hào quang, phá vòng bảo hộ bay về ba hướng khác nhau. Trong đó ngân phát lão giả bay về phía Hàn Lập còn thiên tinh chân nhân và lão giả lạ mặt kia lại bay về phía ngụy vô nhai. Hàn Lập đứng ở xa xa cũng đang bị dọa giật nảy mình vì cú công kích phá hủy thiên trọng phong của ma hồn nhưng khi thấy hành động của ba người thì trong lòng thầm kêu không tốt. Với độn tốc cực kỳ khủng bố của đối phương thì chắc chắn ba người kia giữ nhiều lành ít nhưng hắn bây giờ lại đang bận rộn thực hiện mấy bước cuối cùng để bố trí đại canh kiếm trận nên không thể bay tới cứu giúp. Một mặt hắn nhanh chóng đánh mấy đạo pháp quyết ra xung quanh, một mặt dùng thần thức chỉ huy cự quy khôi lỗi phóng băng chủy ra. Hiện tại Hàn Lập không cầu thế công trên có thể thương hại đối phương mà chỉ cầu nó có thể trì hoãn hành động của ma hồn một chút để ba người ngân phát lão giả chạy trốn kịp. chương 849, Ma Uy bạo ngược, đao mang đen thùi quả như sắc bén như dao dễ dàng đem mấy tầng vòng bảo hộ chém thành hai nửa lập tức mấy vòng bảo hộ trong tiếng bạo liệt biến thành nhiều điểm linh quang. Mà ma hồn một đao chém ra thấy cảnh ba người bỏ chạy tứ tán, ánh mắt đặt ở ba đạo độn quang vừa chuyển, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Lúc này hơn một ngàn mai băng chùy cũng bay tới đỉnh đầu, vây nó vào trong. Ma hồn hai tay hơi hơi nhoáng lên một cái, cự nhận màu đen trong tay hào quang chấp động một lần nữa biến thành tiêm mang chói mắt, hai tay lại chia ra. Hắc mang hóa nhỏ trong nháy mắt biến thành hai cây quang màu màu đen dài chừng hai trường cánh tay trước sau dùng sức vung lên, một cây bắn nhanh về phía lão giả, một cây khác bay theo hứa ưng ngược lại về phía lão giả tóc bạc. Mà ma hồn vừa dẫm chân, thân hình chợt hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng tới hướng thiên tinh chân nhân. Tiếng tiêm minh vang lớn, hai cây hắc mâu chợt lóe biến mất trên đường một cách quỷ dị. Mà ma hồn thân hình lung lay mấy lần liền giống như quỷ mị xuất hiện ở hơn 10 trượng ngoài, trong nháy mắt trốn khỏi phạm vi công kích của băng trùy vị tu sĩ đang toàn lực phi độn chợt nghe được phía sau có tiêm minh. Trong lòng ngẩn ra không kịp nghĩ nhiều liền đem một vật vốn cầm sẵn trong tay tế ra ngoài. Nhất thời một mặt bát lăng ngân bài bắn ra, hóa thành một quầng sáng màu bạc đưa hắn bao vây trong đó. Lão giả trong lòng yên tâm vội vàng quay đầu nhìn về phía phía sau. Kết quả trước mắt một mảnh rỗng tuếch, không có đồ vật gì. Lão giả ngây người ngẩn ngơ, chưa hiểu được sao lại thế này thì tiếng tiêm minh lại vang lên ngay gần trong gang tấc. Hắc quang chợt lóe, hắc Mâu yêu dị hiện lên ngoài một trượng lấy thế xét đánh không kịp bưng tay bắn nhanh đến quang mạc. Lão giả khuôn mặt kinh hãi, hắc mang ngân quang đan vào nhau. Nhưng theo một tiếng phốc hắc Mâu quanh thân vặn vẹo, quầng sáng bị xuyên thủng y như tờ giấy. Hắc màu đâm vào bụng lão giả liền nổ tung, lão giả thậm chí không kịp kêu tiếng nào thân hình liền biến thành thịt nát bắn tung tóe ra bốn phía. Một nguyên anh thần tình mờ mịt bị bao trong quầng sáng xuất hiện tại chỗ, tựa hồ còn chưa tin thân thể mình đã bị hủy như vậy nhưng chỉ một lát trần chờ vốn hắc mang đã bạo liệt lại một lần nữa ngưng kết thành một cái lưới lớn đem Nguyên Anh trong nháy mắt gắn vào trong đó. Lúc này Nguyên Anh mới hoảng sợ tỉnh ngộ, vội vàng hai tay bắt quyết niệm thần chú. Bên ngoài cơ thể Ngân Quang chợt lóe vài cái liền lập tức biến mất, thi triển thuấn di thuật. Ngân Quang chấp động, Nguyên Anh hiện ra thân hình. Chiếc lưới màu đen không chút khách khí có rút lại rất nhanh trong chớp mắt đem Nguyên Anh bao vây thành một khối quang cầu cực đại huyền phù bất động giữa không trung mà một cây hắc mâu khác bắn nhanh về phía trình lão cũng giống như thuấn di hiện ra sau lưng lão trình. Ngân phát lão giả vốn trước khi nhập cốc còn chưa khôi phục được nguyên khí giờ phút này đối mặt với thế công quỷ dị như vậy càng không thể phản ứng gì được chỉ có thể ở thầm kêu một tiếng không tốt liền chuẩn bị nguyên anh xuất khiếu để cầu mạng sống. Nhưng vào lúc này không gian dao động kịch liệt xuất hiện ngay bên cạnh. Tiếp theo một đạo kiếm quang màu đỏ dài hơn trượng hiện lên phía trước hắc mâu kiếm quang đỏ tươi như máu tà khí tận trời không chút khách khí chém về phía hắc mâu hắc mang huyết quang đan vào nhau sau một tiếng bạo liệt truyền ra liền đồng quy vu tận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngân phát lão giả trong lòng mừng rỡ vội vàng nhìn về phía hàn lập chỉ thấy hàn lập sắc mặt nghiêm trọng tái nhợt tay cầm huyết kiếm chậm rãi buông xuống cũng hướng về phía lão giả miễn cưỡng mỉm cười trình sư huynh tự nhiên đối với hàn sư đệ thần tình cảm kích sau đó toàn thân pháp lực cổ động trong nháy mắt đã bay tới bên cạnh hàn lập nhưng thiên tinh chân nhân lại không may mắn như vậy. Hắn nhìn thấy cách đó không xa lão giả thân thể bị hủy nguyên anh bị nhốt sắc mặt trở nên sám ngoét. Độn quang thế nhưng trong nháy mắt lại nhanh hơn ba phần. Mà đúng lúc này bóng người trước mặt chấp lên, thân ảnh yêu dị hai đầu bốn tay hiện ra. Thiên tinh chân nhân trong lòng run lên lập tức ngừng lại độn quang, đồng thời cũng không kịp nghĩ nhiều liền hé miệng, phun ra một thanh tiểu kiếm trông y như thủy tinh. Sau đó kiếm này được pháp quyết thúc dục trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo bạch sắc kiếm quang loạn trảm khắp nơi ma hồn cũng không nói lời nào thân hình uốn éo quỷ dị biến mất ngay tại chỗ kiếm quang tự nhiên tất cả đều chạm tới rồi khoảng không thiên tinh chân nhân trong lòng trầm xuống linh quang quanh thân chợt lóe liền bay lên không hướng về phía trước bay đi nhưng thân hình vừa động liền cảm thấy hộ thể linh quang rung mạnh đồng thời liên tiếp mấy tiếng trầm đục truyền ra hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể chợt bị mất đi khống chế thân hình dừng lại một chút không tốt thiên tinh chân nhân quá sợ hãi thốt lên tiếng vòng bảo hộ vỡ tan theo đó truyền ra một con ma chảo đen thùi mang theo tiếng xé gió suy suy liền xuyên thủng bụng lão bắt được nguyên anh trong đan diển vốn đang muốn xuất độn ra ngoài cánh tay vừa kéo thiên tinh chân nhân thân thể tứ chi mềm nhũn nhất thời mất đi khả năng hành động sau đó ngọn lửa màu đen nổi lên thân thể trong nháy mắt bị ma diễm bao vây hóa thành một đống cho bụi đúng lúc thiên tinh chân nhân sợ tới mức hồn phi thiên ngoại ma thủ năm ngón tay chợt buông lỏng nguyên anh đột nhiên lại được tự do lần này nguyên anh kinh hỉ phi độn ra ngoài không kịp nghĩ nhiều tới ngọn nguồn việc này liền bạch quang chấp động Nguyên Anh Thuấn Di đến hơn 10 trượng ở ngoài. Nhưng không chờ nó lại Thuấn Di tiếp ma hồn đứng xa cười lạnh một tiếng liền há mồm. Một đạo tử ảnh chợt lóe bắn ra, Nguyên Anh ở xa bị cái lưỡi màu tím xuyên thủng thân thể sau đó Nguyên Anh của thiên tinh chân nhân vừa được tự do đã bị cuốn vào trong cái mồm đỏ lòm như chậu máu của ma hồn. Nhấm nháp mấy cái khuôn mặt hung ác của ma hồn hắc quang chấp động lộ ra vẻ vừa lòng sau đó nó hướng về phía quang cầu đang vây chặt nguyên anh cách đó không xa vẫy tay một cái quang cầu bắn nhanh đến cũng bị cổ ma há miệng nuốt vào trong bụng sau khi liên tiếp nuốt hai cái nguyên anh ma hồn cảm thấy trong cơ thể hồn lực đề thăng không ít lúc này mới xoay người lại nhìn về phía con cá duy nhất lọt lưới là ngân phát lão giả cùng hàn lập đang đứng ở bên cạnh đầu lưới nhọn liếm liếm trên môi nhanh chóng rụt về trên gương mặt giữ tợn lộ ra vẻ mặt vô cùng đắc ý xa xa ngân phát lão giả nhìn thấy thiên tinh chân nhân cùng một người bạn tốt khác đều bị ma hồn cắn nuốt nguyên anh. Sắc mặt tuy rằng chưa phải sợ hãi vạn phần nhưng cũng cực kỳ khó coi. Lão biết rõ nếu không phải mình phi độn về phía Hàn Lập hơn nữa Hàn Lập lại ra tay tương trợ thì tình trạng của lão cũng không tốt hơn chút nào. Mà Nguyên Anh tu sĩ ở ngoài cốc vốn được mọi người vô cũng ngưỡng mộ nhưng ở trước mặt ma vật lại chẳng đấu nổi một hiệp. Đây thật sự là một việc khó tin hàn lập có thể cùng ma vật dây dưa lâu như vậy mà chỉ hơi xuống hạ phong liền có thể thấy được đúng là thần thông quảng đại lúc trước gắng sức mượn sức vị hàn sư đệ này quả là chuyện cực kỳ chính xác trình lão trong lòng nghĩ như vây không khỏi nắm chặt tay liếc mắt nhìn hàn lập đang đứng bên cạnh hàn lập tuy sắc mặt âm trầm dị thường nhưng ánh mắt lại bình tĩnh không loạn hắn đã bố trí xong đại canh kiếm trận tự biết có sức đánh một trận cho nên rất tự tin còn tùy ý liếc mắt một cái về chiến trường cách đó mấy trăm trường ở đó một con cổ ma khác vẫn ôm trong lòng tâm tư thả ra ma diễm đen thui trải dài mấy trăm trượng đem đóa độc vân của Ngụy Vô Nhai vây vào giữa, không ngừng công kích. Nguyên bản độc vân xanh biết rộng vài mẫu giờ phút này chỉ có tầm một mẫu lớn nhỏ trông như lung lay sắp đổ. Nhưng thật ra lệnh Hồ lão tổ cùng nữ tử áo trắng dựa vào lục vân che chờ tạm thời không có việc gì cũng liều mạng thúc dục vài món bảo vật để ngăn cản uy lực ma hỏa. Hàn Lập thầm thở dài biết dám người Ngụy Vô Nhai không thể kiên trì bao lâu. Bất quá hắn cũng không thể tính toán nhiều chỉ có thể trước mắt chuyên tâm đối phó ma hồn xem liệu có thể dựa vào đại trận diệt sát hắn hay không. Lúc này ma hồn cũng không chút hoang mang bay vụt về phía Hàn Lập. Hàn Lập ánh mắt khẽ nhíu không nói hai lời khoát tay tế ra một khối ngọc phù. Theo sau ô quang chấp động một con quỷ thủ màu đen trực tiếp hướng về phía ma hồn đón đầu chụp tới. Đồng thời Hàn Lập lại vung tay áo hơn 10 khẩu thanh sắc phi kiếm theo cổ tay bay ra. Sau đó thanh quang đại phóng kiếm quang lại ngưng tụ thành một cây cự kiếm thanh thế kinh người. Hàn Lập hai tay bắt quyết niệm thần chú hướng về phía ma hồn nhẹ nhàng chỉ tay. Cự kiếm nhoáng lên một cái lúc sau trong nháy mắt biến mất trong không trung. Ngay sau đó tuy ra sau nhưng đến trước cả quỷ thủ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu ma hồn không chút khách khí chém xuống. Ma hồn trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, hai tay trà sát lại một thanh cự nhận màu đen xuất hiện ở trong tay nó, chém về phía cự kiếm đang hạ xuống. Cổ ma đã nhận ra phi kiếm này là bản mệnh pháp bảo của Hàn lập liền nảy ra ý định độc ác một đao chém đứt cực kiếm làm cho đối thủ tâm thần đại tồn. Về phần đối phó với quỷ chảo đang bay tới cổ ma liền khinh thường nhấc tay. Một cỗ ma khí màu đen minh mông theo tay phun ra trong nháy mắt hóa thành một cái xúc tua màu đen liền đem quỷ chảo cuốn lấy vây chặt vào giữa. Quỷ chảo liều mạng xé rách bốn phía ma khí nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Ma khí giống như dòi trong ống xương hễ chặt đứt lại liền lại không thể thoát khỏi mảy may mà lúc này cự nhận màu đen cùng cửa kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng nổ kinh người hắc mang thanh quang giao nhau toàn bộ cự nhận phát ra tiếng vù vù trầm thấp không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình hiện ra chấn động như sóng gợn có điều cửa kiếm tuy rằng bị ép lui về phía sau nhưng linh quang chấp động không hề tổn hao gì ma hồn cả hai đầu cùng lắp bắp kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại hai khuôn mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn nó tự nhiên không biết mấy cây thanh trúc phong vân kiếm tuy rằng bồi luyện không lâu cũng không có sảm nhập canh tinh nên uy lực hữu hạn nhưng năm xưa đã được hàn lập dùng luyện tinh luyện chế qua một lần nên sự cứng rắn vượt xa pháp bảo bình thường, nhân giới e là không có vật nào có thể trong nháy mắt chém gãy nó. Ma hồn lợi dụng sự chấn động cao độ của ma khí hình thành ma nhận tuy rằng sắc bén vô cùng có thể so sánh với phi kiếm lợi hại nhất của nhân loại tu sĩ nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn chặt đứt thanh cửa kiếm do hơn 10 khẩu thanh trúc phong vân kiếm hình thành tự nhiên là chuyện lòng có dư mà lực không đủ, ngay khi ma hồn cực kỳ sửng sốt cự kiếm đột nhiên vang lên tiếng sấm vô số đạo điện quang màu vàng chợt bắn ra từ thân kiếm. Kim quang lóe ra cự nhận vốn đại chiếm thượng phong vừa tiếp xúc với diện hồ liền nhanh chóng tan rã. Cự kiếm không bị ngăn cản liền thuận thế mang theo diện hồ hung hăng chém xuống. Chương 850, khốn ma. Ma hồn không nghĩ rằng cự kiếm là pháp bảo kim lôi trúc nên cả kinh. Bất quá, bằng độn tốc quỷ dị của hắn, hắc quang chợt lóe, thân hình liền xuất hiện ở xa hơn 10 trượng cự kiếm tự nhiên chém vào hư không. Sau khi ma hồn dừng lại thì sắc mặt đã trở nên âm trầm, bốn bàn tay chập lại, xuất hiện thêm hai khối hắc sắc quang cầu. Hắc quang chấp động, hai khối quang cầu hóa thành hai quang mâu màu đen, âm thanh ông minh vang lên. Ma hồn cắn lưới của mình, phốc, phốc hai tiếng, hai ngụm tinh huyết từ miệng phun ra, kích lên trên hắc mâu. Quang mâu lập tức run rẩy một trận, sau đó hóa thành màu đỏ. Mà ma hồn sau khi phun ra hai ngụm tiên huyết, hai cái đầu đồng thời hiện lên vẻ uể oải, Tựa Hồ lần làm phép này làm hắn tổn hao không ít nguyên khí. Thanh sắc cửa kiếm lại một lần nữa hiện ra trên đỉnh đầu ma hồn, tiếp tục chém xuống. Lúc này bốn cánh tay ma hồn không do dự vung lên, hai cây huyết mâu trong tay nhắm ngay cửa kiếm bắn tới. Huyết mang chợt lóe rồi biến mất, ầm, ầm hai tiếng nổ vang lên. Kim Hồ không ngừng chấp lóe nhưng hai cây quang mâu lại không bị tiêu diệt mà còn va chạm vào thân kiếm. Kết quả cửa kiếm bị đánh vang ra mấy trượng, xoay vống vài lần, linh quang trên thân kiếm cực kỳ tán loạn trở nên vô cùng ảm đạm. Sắc mặt Hàn Lập đang chỉ huy cự kiếm ở phía xa trở nên đỏ gắt nhưng sau khi thanh khí lóe lên thì đã hồi phục lại bình thường. Vì tâm thần của hắn tương thông với cự kiếm nên cũng chịu ảnh hưởng, may mà thần thức hắn cường đại, điểm tổn thương đó không tính là gì. Nhưng Hàn Lập cũng không dám trần chờ, điểm chỉ về phía xa xa. Cự kiếm ông Minh một tiếng, sau đó hóa thành hơn 10 đạo thanh mang đột nhiên tản ra, sau đó quay trở về. Còn muốn chạy, đem mấy thanh phi kiếm này lưu lại hãng nói ma hồn vừa thấy phi kiếm bỏ chạy lập tức lớn tiếng quát sau đó ngoắc một cái về phía hai cây huyết sắc quang mâu quang hoa chợt lóe huyết mâu trong nháy mắt đã hóa thành hai huyết sắc đại thủ nhanh chóng đuổi theo một khi nhìn thấy hàn lập sử dụng nhiều pháp bảo kim lôi trúc như thế hắn đương nhiên không chịu để hàn lập dễ dàng thu hồi lại mà ma hồn chính mình cũng xoay tròn một cái ma khí toát ra lượng lớn hóa thành một đoàn ô vân bay sát theo sau hàn lập thấy thế trong lòng mừng thầm nhưng nét mặt không chút biểu tình có vẻ trần tĩnh dị thường Ngân Phát lão giả ở một bên có chút đứng ngồi không yên, lúc này tay lật lại, một thanh tiểu kiếm màu vàng xuất hiện, muốn trợ giúp Hàn Lập. "Xin sư huynh đừng vội ra tay, chờ khi vây khốn ma hồn kia, sư huynh xuất thủ cũng chưa muộn." Phi kiếm trong tay lão giả chưa kịp xuất ra, âm thanh của Hàn Lập đã truyền đến tai. Ngân Phát lão giả nghe vậy liền ngẩn ra, sau dò xét xung quanh, có chút giác ngộ, lập tức dừng lại. Lúc này huyết sắc đại thủ phía xa rõ ràng nhanh hơn mấy thanh phi kiếm nhiều thanh sắc cửa kiếm bay được một chút đã bị hai đại thủ trước sau cản lại. Tuy mắt thấy hai huyết thủ to lên gấp mấy lần, định chụp về phía phi kiếm nhưng hàn lập lại không chút hoang mang, tay liền bắt pháp quyết. Phi kiếm vốn nhìn như bay tán loạn phát ra một tiếng ông minh, đột nhiên liên kết lại một chỗ, hóa thành một phiến thanh hà phá không bay đi. Độn tốc trong phút chốc đã nhanh hơn gấp đôi, hai huyết sắc đại thủ đương nhiên chụp vào không khí, trong lúc đó thanh sắc phi kiếm đã bay về tới đỉnh đầu hàn lập. Ma hồn ở trong ô vân kinh nộ, hành động vừa rồi của đối phương thật có vài phần cố ý trêu chọc y sắc mặt ma hồn hiện giờ âm trầm như nước phất tay về phía hai huyết sắc đại thủ hai đạo huyết quang bay vụt trở lại sau đó xoay một vống rồi rơi vào trong tay hắn ma hồn hé miệng kêu to một tiếng ma khí quanh mười trượng ào ào xông tới hàn lập mà thân hình ma hồn nhoáng lên một cái đã biến mất vô ảnh vô tung thấy ma khí áp đỉnh hàn lập không khỏi nhướn mày hắn phất tay kim sắc điện hồ trên người bắn ra hóa thành một tấm lưới điện lớn chặn ma khí lại đồng thời sử dụng thanh minh linh nhãn để quan sát tình hình. Nhưng lập tức trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc. Bốn phía trống không, không có bóng dáng của ma hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, đồng dạng cũng chẳng thấy đâu. Hàn Lập ngây người, sờ sờ cầm nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, nghĩ đến cái gì đó, nhất thời cầm lấy cánh tay ngân phát lão giả, không nói hai lời, hóa thành một đạo câu vồng bắn đi. Ngay lúc này, ở chỗ Hàn Lập vừa đứng có hai đạo huyết mang lóe sáng, bắn thẳng lên phía trên. Tiếp theo thân ảnh ma hồn hiện ra ở một chỗ phía dưới cách đó khoảng mấy trượng, hai cái đầu đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Lúc đánh lén, hắn vốn cho rằng đã nắm chắc đến 9 phần thành công. Hàn Lập trong lòng mắng to ma hồn âm độc, nghĩ đến vụ tập kích từ bên dưới, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì cho dù có linh nhãn thần thông cũng thiếu chút đã bị chảm thành hai nửa. Hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào lớp áo giáp bằng tam sắc vệ kim trùng và một tầng hộ thể linh quang bàng bạc trên người là có thể ngăn được đao mang của đối phương. Ngân Phát lão giả ở một bên đầu vã mồ hôi, vẻ mặt cũng lộ ra sự sợ hãi. Ma hồn đứng tại chỗ, nhìn thấy Hàn Lập khuôn mặt biến sắc, con người chuyển động vài cái, sau đó âm trầm cười, thân hình nhoáng lên lại hóa thành một đạo hắc mang bắn nhanh đến. Hàn Lập mỉm cười, hắc mang mới bay được khoảng mấy trượng thì kim quang bỗng nhiên lóe lên, một đạo kim ti bất ngờ hiện ra, tấn công về phía ma hồn. Choang một tiếng vang nhỏ, kim ti sau đó lóe sáng, hắc mang bỗng nhiên bị chặn lại hai cây huyết sắc trường đao che phía trước nhưng theo thanh âm trầm muộn này hắc mang chợt bị bắn lùi lại hơn một trượng hiện ra thân hình ma hồn có chút nghiêng ngả trên hai cái đầu đều lộ vẻ kinh hãi kim ti sau đó liền biến mất đại canh kiếm trận rút cuộc cũng đã được hàn lập phát động hàn lập giờ phút này hai tay bắt quyết thần thức đồng thời liên lạc với tất cả kiếm quang điều khiển toàn bộ kiếm trận một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy vô số kim sắc ti tuyến lóe lên kim mang thoát ẩn thoát hiện xuất hiện bốn phía Chúng vô thanh vô tức chấp động, không theo quy luật nào, chậm rãi thu nhỏ lại. Sắc mặt ma hồn trở nên âm lệ, lúc này hắn mới biết mình đã sập bẫy, bị hãm nhập vào trong một loại cấm chế không biết tên. Hắn kinh sợ, vùng song đao lên, mấy đạo huyết mang giao xoa bắn ra, chém thẳng tới chỗ hàn lập. Hơn 10 đạo kim ti đồng thời lóe sáng vài cái, huyết mang trong phút chốc đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất vô ảnh vô tung. Ma hồn ngẩn ra, đầu lâu phía trước lộ vẻ ngưng trọng, sau đó hử lạnh một tiếng, hai cây huyết sắc trường đao tụ lại, hóa thành một huyết sắc cự nhận. Bốn cánh tay cùng cầm nó, chậm rãi chém thẳng tới trước. Cự nhận tỏa ra huyết mang chói mắt, một đạo đao mang hình lưỡi liềm dài khoảng mấy trượng xuất hiện. Khí thế thật kinh người, đao mang to lớn liên tục chém vào kim ti nhưng kim ti vẫn hiện lên dày đặc, mới tiêu diệt được vài thước, huyết quang trên đao mang đã biến mất. Ma hồn rút cuộc cũng đã kinh hãi thực sự, mà kim ti từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng thắt chặt lại. Do Hàn Lập đã từng thi triển đại canh kiếm trận một lần nên việc điều khiển nó so với trước đây thành thục hơn nhiều. Ngân Phát lão giả ở bên cạnh vừa vui mừng, vừa sợ hãi. Lão không biết Hàn Lập có loại thần thông sâu không lường được như vậy. Ma hồn ở trung tâm liên tiếp thi triển nhiều loại độn thuật, khi thi hóa thành hắc khí nhàn nhạt, khi thi hóa thành hắc tim mỏng manh với mục đích trốn thoát khói kiếm trận nhưng đều bị kim sắc ti tuyến không ngừng sinh sôi ngăn chặn lại. Thậm chí cự nhận hắn cầm trong tay còn hóa thành bốn quái nhận nhỏ dài bốn cánh tay huy vũ tạo thành một cái huyết sắc quang câu bảo vệ toàn thân, sau đó lại xông ra một lần nữa. Kết quả tình huống càng tệ, kim ti chẳng những sắc bén dị thường, hơn nữa mỗi cái đều bao hàm cự lực. Nếu không phải huyết sắc quang nhận có thể tạm thời ngăn cản kim sắc ti tuyến thì có lẽ hắn đã bị loạn đao phanh thấy rồi. Mắt thấy kiếm trận co rút lại, kim ti ngày càng tiến tới gần, khoảng không gian hoạt động được chỉ còn cỡ mấy trượng thì ma hồn rút cuộc cũng không nhịn được nữa, ngửa đầu lên hú dài. Hàn lập hơi nhíu mày, không biết đối phương muốn làm gì, đột nhiên tên cổ ma ở trong ma hỏa cách đó hơn trăm trượng cũng phát ra âm thanh tương tự. Tiếp đó một bóng người thật lớn từ trong hỏa diễm bắn nhanh ra, phi độn về phía hàn lập. Bên trong hắc sắc ma diễm cũng có một đại ma vật hai đầu bốn tay, thân cao chừng sáu, bảy trượng, ẩn hiện trong hỏa quang. Độn tốc của hắn quả thực rất nhanh, trong nháy mắt đã đến rất gần hàn lập. Hàn lập sắc mặt không khỏi đại biến. Sư đệ, viện binh của chúng ta cũng tới rồi. Ngay lúc này, ngân phát lão giả ở một bên mừng rỡ nói với Hàn Lập. Hàn Lập sửng sốt, mục quang xoay chuyển, đột nhiên nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy hai phía chân trời đồng thời có hào quang chấp động, thêm hai nhóm tu sĩ đồng thời tìm đến. Điều này khiến Hàn Lập dập tắt đi ý niệm chạy trốn vừa hình thành. Hắn nhìn ma hồn bị vây trong kiếm trận một chút, sau đó lại liếc mắt về phía cổ ma đang bay đến. Trong lòng đã có chủ ý, Hàn Lập liền điểm chỉ về phía tử sắc hỏa điều đang bay trên đỉnh đầu. Hỏa điều lập tức giang hai cánh ra, tấn công về phía cổ ma. Sau đó tay hắn khẽ lật, huyết ma kiếm vốn đã thu hồi nay lại hiện ra. Tay kia thì huyết quang chấp động, một lá huyết phù xuất hiện, ở trên bề mặt có huyết sao màu đỏ không ngừng di chuyển, chính là thứ hắn hao hết tâm cơ mới luyện chế thành công hàng linh phù. Tuy hàn lập đã từng sử dụng nó trong cuộc chiến với người mộ lan nhưng thời gian sử dụng không dài, chỉ hao phí không đến một phần ba uy năng mà thôi. Bây giờ hắn lấy ra, không chút do dự dán lên trên người huyết quang chấp động, linh phù lóe sáng sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Một dao ảnh thật lớn bỗng nhiên xuất hiện trên người Hàn Lập, dài hơn 10 trượng, toàn thân màu đỏ, chính là bộ dáng bản thể của độc giao cấp 8 nọ. Dao ảnh sau khi hiện ra liền ngẩng đầu lên trời, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Cổ ma đang bay đến và ma hồn trong kiếm trận nghe được cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Còn ngân phát lão giả thì càng trợn mắt há hốc mồm. Chương 851, ý ngoại kinh biến, tiếng long ngâm xé gió thu lại, Dao ảnh tận trời bay lên, sau đó xoay quanh rơi xuống, chui vào lưng hàn lập biến mất. Tại sống lưng, huyết quang nhập vào cơ thể, lập tức hiện ra một cái huyết giao đồ án, từ mơ hồ đến rõ ràng, dài vài tấc trông rất sống động. Lúc này quanh thân hàn lập huyết quang lóe ra, từ gương mặt đến cánh tay, ngón cái hiện ra huyết sắc lân phiến, trong suốt dị thường. Mà trên đầu sau một trận đau nhức, cũng chui ra một sừng dao, đỏ đậm như máu. Bàn tay với 10 đầu ngón tay nhọn, huyễn hóa ra móng tay cứng rắn, dị thường sắc bén. Vừa nhìn Hàn Lập biến thân, có ba phần tương tự bị vây ở trong ma hồn trận. Chỉ là Hàn Lập vẫn còn là khuôn mặt nhân loại, trên người xuất hiện lân phiến màu đỏ chất át. Mà hai khối đầu lâu ma hồn cũng giữ tợn dị thường, lân phiến màu tím. Hàn Lập thi triển hàng linh phù, trong cơ thể chân nguyên dung hợp giao hồn lực, tu vi trong nháy mắt tiên vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh cấp, cách trung kỳ chỉ bất quá một đương tơ. Hắn thả ra quanh thân linh quang thanh hồng nhị sắc, hai bàn tay đồng thời bắt được huyết ma kiếm, đem pháp lực toàn thân điên cuồng nhập vào. Huyết ma kiếm lồng lộn, sau đó, tiêm máu bành trướng mấy trượng, phát ra mùi máu tanh gắt mũi. Mà trên chán hàn lập, trồi ra một sừng màu đỏ, cũng bởi vì duyên cớ giao hồn lực toàn bộ khai hỏa, phát ra quang mang đỏ tươi chói mắt. Hàn lập đã hạ quyết tâm, một khi đem ma hồn vây ở trong kiếm trận, quyết không thể làm cho một cổ ma tướng bên ngoài cứu ra, nếu không vạn nhất làm cho nhị ma hợp thể, vậy phiền toái có thể rất lớn nhưng một ma vật độn tốc đến, căn bản đợi không được kiếm trận hợp lại, đã vào tới trước mắt. Biện pháp duy nhất là chủ động ra tay, đem ma hồn giết chết. Chỉ còn lại có một cái ma vật, sẽ không phải đối thủ quần tu phía sau chạy tới. Mặc dù vận dụng huyết ma kiếm hậu hoạn không nhỏ, có thể làm cho chân nguyên tổn hao nhiều. Nhưng hắn trong lòng đã nghĩ kỹ, toàn lực diệt sát ma, sau đó lập tức độn rời xa khỏi hiểm địa. Không hề trộn lẫn cùng quần tu, ma vật mà vây công để tránh tu vi đại giảm ra ngoài ý muốn hắn độc lập giải quyết một con ma vật nói vậy tu sĩ khác cũng không có gì oán giận nhưng giờ phút này huyết ma kiếm giống như động không đáy trong nháy mắt cắn nuốt quá nửa linh lực hàn lập huyết sắc kiếm quang lóe ra bất định chừng sáu bảy trượng linh khí tụ tập mạnh mẽ chính hàn lập cũng âm thầm giật mình ma hồn trong kiếm trận thấy tình hình này nhìn chằm chằm vào kiếm quang trên khuôn mặt lại dần dần lộ ra một vẻ sợ hãi ngươi muốn tìm cái chết nhân loại tu sĩ sao lại bất chấp hậu quả mà khu xử thánh khí của thánh giới chúng ta? Người muốn bị ma hóa sao ma hồn rốt cục nhẫn nại không chịu nổi, hai khối đầu lâu đồng thời lớn tiếng quát. Hàn lập cười lạnh một tiếng, chỉ là tiếp tục rót linh lực vào trong kiếm, căn bản không để ý tới việc này. Ma hồn nhất thời trong lòng giận dữ, nó cũng biết, đối phương là có chủ tâm muốn lấy tánh mạng nó. Lúc này trên khuôn mặt, vẻ lo lắng hiện ra, đột nhiên tia máu chợt lóe, lại giơ tay chém xuống chính cánh tay mình miệng vết thương bóng loáng trong như gương, một giọt máu tươi cũng không có lưu ra, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng cánh tay cụt rơi xuống trong nháy mắt, đã sớm bị tay kia ôm ở trong tay. Sau đó há mồm, phun ra khẩu máu huyết, trong miệng đồng thời truyền ra cố chú ngữ trầm thấp. Cánh tay cụt lập tức quang mang lưu chuyển, huyết quang chấp động, sau một trận vặn vẹo, lại hóa thành một cái giống như huyết ma kiếm. Kiếm này bạch cốt lân lân, trải rộng ma khí đen nhánh. Huy động một chút, ma khí phóng nhẹ nhẹ lên cao. Ma hồn đem kiếm này hướng trước người chém một cái, đem ma khí trong cơ thể hướng vào kiếm rát vào. Trên thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang màu đen, nhanh chóng bành trướng. Hàn lập nhìn thấy vậy, có chút ngoài ý muốn, đồng thời đối với sự âm độc mà dùng mình. Mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn tự tàn biến hóa ra kiếm có uy lực gì, nhưng rõ ràng thủ đoạn này không phải chuyện đùa. Hắn cũng không dám có chút khinh thị, tâm niệm chuyển động một chút, hắn đình chỉ rót pháp lực, hai tay cầm kiếm đem huyết ma kiếm rung lên, nhắm ngay ma hồn trong trận, hung hăng một kiếm chém tới. Hắn cũng sẽ không để đối phương có cơ hội đem uy lực cốt kiếm phát huy cực hạn, lập tức phát động công kích. Hơn 10 triệu huyết sắc kiếm quang, vô thành vô tức chảm ra, lành lạnh hướng vào trong kiếm trận đè xuống. Kiếm quang chưa tới, ma hồn bị khí thanh máu bao phủ, trong kiếm trận không gian chấn động, thậm chí bắt đầu vặn vẹo biến hình, mọi nơi đồng thời vang lên thanh âm ong ong. Ma hồn trong lòng hoảng sợ, tình hình này xuất hiện, rõ ràng là đã đem kiếm này phát huy đến mức tận cùng. Mà nó nếu không có nhớ lầm, mà giới thánh khí bọn họ, nhân loại tu sĩ tựa hồ không có khả năng chém ra nhiều hơn phân nửa uy lực. Điều này chẳng lẽ cùng đối phương mới vừa rồi biến thân có quan hệ. Ma vật này mặc dù kinh nghiệm qua thượng cổ đại chiến, nhưng cũng không biết sau này nhân loại tu sĩ lại nghiên cứu ra hàng linh phù, cho nên cũng một đầu mờ mịt. Bất quá lúc này tánh mạng nguy ngập, ma vật này chỉ có thể bất đắc dĩ rót pháp lực vào cốt kiếm, vội vàng bay lên trên hai khối đầu lâu đồng thời phát ra một tiếng hét lớn một đạo kiếm quang đen thui nhiễm máu gần nửa mang theo tiếng kêu ong ong từ trên thân kiếm bắn ra trực tiếp nghênh đón tia máu trên không trung một lát sau hai đạo kiếm quang va chạm nhau âm một tiếng giống như tiếng sét nổ từ trên cao truyền ra hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đan vào nhau một cơn lốc khí lãng từ kiếm quang bạo phát ra đem ngân phát lão giả thổi về phía sau vài chục bước mới khó khăn ổn định thân ảnh về phần Hàn Lập đẩy cao tui vi gần Nguyên Anh Trung Kỳ, thân hình chỉ rung lên, ngay cả nửa bước, cũng không động. Mà ma hồn, nhìn kỹ như không có gì, căn bản không di chuyển một bước, chỉ là mặt mang một tia khẩn trương chăm chú nhìn vào bầu trời. Một màn làm cho Hàn Lập cùng ma hồn đồng thời kinh ngạc, đó là khí lãng mới vừa thổi qua, một quả cầu hình tròn đen thúi chừng nắm tay, khi kiếm quang đan vào nhau, đột nhiên quỷ dị hiện ra, hơn nữa nhanh chóng biến dài. Trong nháy mắt, một đạo hắc hồ dài 45 trượng, rộng vài trượt, xuất hiện tại bầu trời. Hàn lập ngẩn ngơ, không rõ chuyện gì xảy ra, thì mảng lớn ánh sáng mở ngũ sắc từ trong đó chợt lóe ra. Bởi vì khoảng cách gần quá, luồng sáng mở tốc độ quá nhanh, ma hồn cùng hàn lập, đứng ở bên bờ kiếm trận cũng không có chút nào đề phòng, đã bị ánh sáng mở bao lại, sau đó bị một cổ thật lớn hấp lực, nhắm thẳng không trung mang đi. Nhưng thật ra, lão giả bị thổi ra ngoài vài chục bước thì may mắn không bị bao ở trong đó. Không ổn, đây là khe hở không gian, nhìn thoáng qua, Hàn Lập tỉnh ngộ, nhất thời trong lòng kinh hãi, mạnh mẽ từ trong ánh sáng mở phá quang ra. Nhưng nhắc tới vận pháp lực, Hàn Lập búp một tiếng, mặt không có chút máu, tất cả linh lực bổng nhiên từ trong cơ thể biến mất vô tung vô ảnh, không có một tia pháp lực. Hàn Lập suốt mồ hôi lạnh, mắt thấy đã bị khe hở không gian cắn nuốt, tay chân luống cuống, chỉ có thể hướng về phía bảy trận thanh trúc phong vân kiếm dùng thần thức kinh hoàng vẫy gọi. Mà ma hồn cũng bị hút vào luồng sáng mờ, tựa hồ cũng gặp phải tao ngộ như Hàn Lập, trên mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Sáng mờ chợt lóe, Hàn Lập cùng ma hồn không chút chống cự, bị cắn nuốt vào không gian cái khe, mà phía dưới, lúc này mới phát ra một trận thanh minh xé gió, trăm đạo kim sắc kiếm quang đồng thời tại bốn phía hiện ra, sau đó đều hóa thành vài thước cầu vòng hướng tới khe hở mà bắn nhanh tới. Cùng lúc đó, xa xa một tiếng nổi giận cực kỳ to truyền đến. Tiếp theo xa xa một đoàn ma diễm màu đen chợt hiện, thuấn di ra không gian phụ cận khe hở, ma diễm chợt lóe tức diệt, hiện ra một khối ma thân thân ảnh đúng là một con cổ ma ma nhãn thấy ma hồn bị hút vào trong khe hở không gian không khỏi kinh sợ nhưng lại không có dũng khí bước vào phạm vi ánh sáng mờ bất quá vừa lúc nhìn thấy hàn lập cuối cùng đem thanh trúc phong vân kiếm hướng vào khe hở bay đi không nghĩ nhiều mà đưa tay hướng tới phi kiếm vỗ một chảo nhất thời một ma chảo thật lớn thoáng hiện ở trên khoảng không phi kiếm sau đó chụp tới các phi kiếm kết quả đại bộ phận phi kiếm thanh minh một tiếng lập tức cực kỳ thông linh tránh né Bắn nhanh tiến vào khe hở. Chỉ có hai khẩu kim quang tránh né không được, bị ma chảo chụp vào trong tay, không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, một đoàn hỏa cầu màu tím cũng gào thét một tiếng, không biết từ chỗ nào bay vụt đến. Một lúc sau lại đi theo bay vào khe hở. Cổ ma cao lớn nao nao, đang muốn một cử động, cái khe trong không trung lại đột nhiên run run, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nơi đây nhất thời chỉ còn lại có ma vật cùng ngân phát lão giả cách đó không xa đang trợn mắt há hốc mồm. Cổ ma kinh ngạc nhìn khe hở không gian biến mất, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định, sau đó hướng về phía lão giả, khuôn mặt giữ tợn lộ ra thần sắc bạo ngược. Ngân lão vội vàng nâng tay thả ra một cái phi kiếm màu vàng, bảo vệ toàn thân, sau đó chậm rãi lui về phía sau, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng. Nhưng dưới ánh mắt hắn, ý thức vừa chuyển, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Gì? đây không phải trình đạo hữu sao, nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đây là ma vật gì. Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên từ xa xa truyền ra, một đội tu sĩ mặc lục bào xuất hiện ngoài trăm trưởng. Một gã lục bào lão giả nhìn cổ ma hai đầu sáu tay, mặt không khó hiện ra vẻ giật mình. Người nạp đúng là đại trưởng lão ngự linh tông đông môn đồ. Ngoài ba người phía sau, còn lại là ba người còn sót lại trong ngũ hành linh anh. Không sai, lão phu cũng có nghi vấn này. Cơ hồ cùng lúc đó, một phương hướng khác, cũng một câu nói âm trầm xé gió truyền ra. Tiếp theo cũng có mười mấy đạo linh quang bay vụt đến, mỗi người cũng một thân hắc bào, nhưng là đệ tử quỷ linh môn, mở miệng nói chuyện đúng là trung trưởng lão quỷ linh môn. Hai đội tu sĩ này cũng chứng kiến khe hở không gian biến mất, đám người tất cả đều vạn phần kinh ngạc. Lời này nói đến dài, hay là đối phó yêu ma này trước, sau sẽ nói. Bất quá trừ vị đạo hữu ngàn vạn lần coi chừng, ma vật này cực kỳ lợi hại, không lưu ý thì có họa sát thân ngay ngân lão cười khổ một tiếng chỉ có thể đề cao tinh thần nói như thế đông môn đồ cùng chung lão mặt mang nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái lúc này cũng không nói gì lập tức vạn phần cảnh giác thống lĩnh tu sĩ phía sau đi tới đem ma vật thân cao mấy trượng xa xa vây đến ma hồn hai khối cực đại quỷ đầu chậm rãi chuyển động đánh giá tu sĩ nhân loại bốn phía một chút khóe miệng chợt hé ra hiện ra sát khí nồng đậm một khuôn mặt khác mở ra lộ ra vẻ mặt như cười như không trong mắt hiện lên ý châm chọc nó cũng không nói gì, bốn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bốn khẩu quang nhận đen nhánh thật lớn, cùng hiện lên ở trong tay. Có chút run run, mỗi khẩu cự nhận cũng truyền ra âm thanh chói tai. Ngân lão vừa thấy một màn quen thuộc dị thường này, sắc mặt lập tức trở nên cúc kỳ khó coi. mươi 852, Ngân Diễm, khoảnh khắc tại khe không gian nuốt vào hàn lập chỉ cảm thấy bốn phía ánh sáng làm mờ mắt, căn bản không thể nhìn thấy gì chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Đồng thời trong cơ thể pháp lực không còn, lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể cực kỳ khó chịu. Tin rằng bây giờ nếu không phải là bán giao bán nhân thân thể cường hãn, thì đã sớm chịu không được trực tiếp hôn mê. Nhưng lát sau Hàn Lập cảm thấy trong cơ thể linh lực vừa động, trong nháy mắt sung mãn, pháp lực lại khôi phục. Hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ, trước tiên hồi phục quyền khống chế cơ thể làm cho thân hình từ từ rơi xuống. Ngay lúc đó xung quanh ánh sáng chợt lóe lên rồi tiêu tán đi, hết thảy bốn phía đều hiện ra. Hàn Lập liếc nhìn, thân hình bốc một chút, trong nháy mắt đã độn hơn 10 trượng, nhưng ma hồn cũng lơ lửng trên không trung, cơ hồ như kẻ bên hắn. Điều này không làm cho Hàn Lập giật mình, vội vàng tránh xa. Hàn Lập cũng không có nhìn kỹ nơi này, bởi vì không gian xung quanh chỉ có hơn 10 trượng, tất cả đồ vật nhìn cũng không bỏ sót thứ gì. Lúc này xung quanh cũng chẳng có ai, chỉ có hắn và ma hồn hai người, điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Cảm ứng một chút hắn phát hiện nơi đây linh khí nồng đậm kinh người, quanh thân phảng phất một ít cây cỏ linh dược hơn nữa còn có một tòa thạch đỉnh với nửa đoạn hành lang ngoài bốn bức tường cùng với trên cao một mảnh bụi mưa lất phất thì không còn gì khác nơi này giống như một tòa dược viên không được trọn vẹn hàn lập trong lòng kinh ngạc nhưng bây giờ đang đối đầu với kẻ địch cực mạnh khó giữ được cái mạng nhỏ tất nhiên không còn lòng dạ nào nghiên cứu các thứ này hắn lạnh lùng nhìn phía đối diện ma hồn cả người thanh quang lưu chuyển hai tay vung quyền trên người điện hồ màu vàng hiện lên đồng thời một viên hỏa cầu màu tím từ phía trên giáng xuống quay xung quanh đỉnh đầu Tử la thiên hỏa, tại nơi Hàn Lập bị khe cắn nuốt cũng thông linh vội vã theo sát vào không gian này, điều này làm cho Hàn Lập an tâm một ít. Phía đối diện ma hồn cũng đang dò xét nơi đây, hai khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc nhưng không lâu trên mặt lại xuất hiện một tia cổ quái. Ha ha, không nghĩ tới nơi đây đúng là một tòa hài cốt không gian linh miểu viên. Xem như trong hỏa có phúc, ngược lại làm cho bổn ma tôn tránh được một kiếp. Ma hồn ngửa đầu cười điên cuồng sau đó nhỏ dần, hai khối đầu lâu đồng thời quay lại, quỷ dị nhìn Hàn Lập. Hàn Lập hư lạnh, tay áo rung lên hơn 10 phi kiếm màu vàng từ trong bay ra hóa thành một kiếm ảnh che ở trước người. Lúc này hắn mới phát hiện, thanh trúc phong vân kiếm mà mình kết hợp canh tinh vào lại thiếu hai cái, điều này làm cho hắn không khỏi giật mình. Mấy cái phi kiếm này đều là bổn mạng pháp bảo nhưng lại không cảm ứng được nó ở nơi nào, xem ra hai cái phi kiếm kia còn đang ở ngoài không gian chưa có bay vào đây. Trong lòng hắn không khỏi liên tục cười khổ, có lẽ đành phải bỏ lại pháp bảo này, nhưng thanh trúc phong vân kiếm đều là luyện chế nguyên bộ, Thiếu hai phi kiếm đại canh kiếm trận không cách nào bố trí được như vậy uy lực sẽ giảm mạnh. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng tiếc nuối, không thể trông cậy vào kiếm trận, cũng chỉ có thể dựa vào hàng linh phù cùng Ích Tà Thần Lôi. Ma hồn thấy bộ dáng của Hàn Lập như gặp đại địch liền cười lớn, mặt lộ vẻ dữ tợn. Ma khí ngập trời trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa nơi này, không gian nơi đây ma khí cuồn cuộn, âm phong từng trận nổi lên. Hàn Lập hít sâu một hơi, đem Ích Tà Thần Lôi còn sót trong cơ thể xuất ra ngoài nhất thời kim quang trên người đột một xuất hiện, hơn trăm đạo kim hồ theo toàn thân bắn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành vài con rồng kim sắc vây xung quanh hàn lập, ngửa đầu thị uy. Còn có nhiều ích tà thần lôi như vậy, ma hồn lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó cười lạnh, hai tay vung lên. Hai cổ ma phong trong tay áo tuôn ra cùng với ma khí phía trên đan vào nhau, trong nháy mắt hoa thành một đám xúc tu màu đen tràn ngập đầy trời. Tuy nói ích tà thần lôi có thể khắc chế ma khí, nhưng nếu ma khí quá nhiều thì cũng không thể diệt hết. Hàn Lập cùng ma hồn đều rõ điều này, cho nên vừa thấy tình hình này sắc mặt Hàn Lập có chút trầm xuống. Hơn nữa khó chịu nhất là tại không gian phong bế này không thể ỉ vào huyết độn thuật mà bảo mệnh, xem như là vô dụng. Ma hồn quát một tiếng tất cả các xúc tu đồng loạt hướng phía Hàn Lập lao lên, giống như một con hác mãng thấy mồi, khí thế hung hãn. Hàn Lập trong lòng xoay chuyển, kim sắc điện dao quấn quanh người âm âm vang lên, chuẩn bị lên. Còn về phần tử la thiên hỏa, dưới thần thức hắn thúc dục liền hoa thành một bức tường lửa che trước người. Mắt thấy Hàn Lập muốn cùng ma hồn liều mạng giao thủ thì đột nhiên cả không gian không chút dấu hiệu tự nhiên run rẩy, âm thanh ông ông nổi lên, bầu trời đầy bụi chợt hiện lên bạch quang chói mắt rồi từ từ biến thành ngân bạch chi sắc. Hàn Lập và ma hồn cùng thất kinh, động tác trong tay cũng chậm lại một chút. Lúc này mây mù trên bầu trời nổi lên một trận mãnh liệt rồi hóa thành một một mảng ngân bạch sắc hoa quay cuồng không ngừng. Sau đó dưới ánh mắt của Hàn Lập ầm một tiếng nổ truyền đến, một đạo ánh sáng bạc từ trong hỏa diễm bắn ra, vừa lúc ngay chỗ của ma hồn ngân quang vừa đến tất cả ma khí đều tiêu tán trực tiếp bao vây ma hồn vào trong hàn lập còn thấy rõ ràng trong ngân quang hai đầu của ma hồn lộ vẻ sợ hãi thân hình bị ngân bạch sắc diễm bao vây ở trong sau đó hóa thành hư không quang trụ đột nhiên đại phóng sau đó vỡ ra vô số ngân sắc hỏa bay đầy trời đem ma khí còn lại quét sạch không còn nơi ma hồn đứng lúc đầu giờ chỉ còn vài món pháp khí trôi trên không trung viên hoàn pháp kỳ bảo vật cũng ở trong đó sau khi diệt ma hồn ngân sắc hỏa diễm cũng thoái lui một lần nữa khôi phục thành đám bụi khuôn mặt hàn lập lộ vẻ bất ngờ trong lòng có vẻ khó tin ngân sắc hỏa diễm cấm chế này quá lợi hại hình như không phải là của nhân giới cũng có chút ý tứ ngay lúc hàn lập không biết làm sao thì trong đầu thanh âm của đại diễn thần quân truyền đến lời này có ý gì lai lịch của ngân sắc hỏa diễm là gì hàn lập cuối cùng cũng phục hồi tinh thần trên mặt hiện vẻ mừng rỡ đại địch như vậy mà không cần hắn động thủ bị không gian cấm chế nơi này giết chết tự nhiên cũng làm cho hắn vui mừng lẫn sợ hãi. Hàn lập khoát tay đem kim hồ tử diếm cùng phi kiếm đều thu lại. không gian cấm chế nơi này quá lợi hại, có thể diệt sát cổ ma dễ dàng, rõ ràng không phải là pháp trận của nhân giới. mà ngân diếm kia sau khi diệt sát cổ ma cũng không mang theo tà khí. suy ra chỉ có linh giới tu sĩ mới có thần thông này. xem ra lúc đầu thượng của tu sĩ đối đầu cùng cổ ma cũng có bóng dáng của linh giới tu sĩ nhúng tay vào đại diễn thần quân im lặng trong chốc lát mới thở dài nói ý của tiền bôi là không gian nơi này là của linh giới tu sĩ hàn lập nghe vậy cũng động dung chắc là không sai nơi này giống với linh miểu viên thời thượng cổ nghe nói lúc trước có tu sĩ đại thần thông có ít bảo vật có thể sáng tạo ra một không gian dược viên linh khí hơn xa nhân giới chuyên môn bồi dưỡng các loại linh dược tuy nhiên số lượng rất ít nhưng sau đó lại xảy ra biến cố tất cả linh miểu viên cũng đột nhiên biến mất về sau các tu sĩ cũng không tìm thấy được một tòa như vậy không nghĩ tới trong trụy ma cốc lại có một cái bất quá linh miểu viên này cũng có biến cố bị phân liệt thành bộ dáng này nơi này hẳn cũng là một tiểu bộ phận trong đó đại diễn thần quân chậm rãi nói trong giọng nói tràn ngập vẻ đồng cảm linh miểu viên trước kia vãn bối cũng có thấy qua trong các điển tịch nhưng tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới lại có tồn tại hàn lập trong miệng thì thảo nói ánh mắt lại nhìn xung quanh nhưng lát sau ánh mắt hắn dừng lại vào các pháp khí của ma hồn trong lòng vừa động chỉ vào các đồ vật phiêu phù trên không Nhất thời vài món đồ vật hóa thành linh quang bay vào trong tay, vội vã liếc nhìn một cái, Hàn Lập nhướng mày trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Mấy bảo vệ này đầu tiên thì bị ma khí ô nhiễm, sau đó lại bị ngân sắc hỏa diễm thiêu luyện, uy lực đã giảm đi bảy tám phần. Sau này có luyện chế lại thì uy lực cũng không phát huy được bao nhiêu, xem như đã thành phế vật. Hàn Lập lắc đầu đem vài món đồ vật tùy ý thu vào túi trừ vật. Sau đó huyết quang chợt hiện giải trừ hàng linh thuật một đạo huyết sắc phù lục trong cơ thể bay ra, một tay bắt lấy quan sát kỹ lưỡng. Xem ra nhiều lắm cũng có thể dùng lại hàng linh phù này thêm một lần. Hàn lập thì thầm nói một câu, sau đó đem linh phù cẩn thận thu hồi, thân thể trực tiếp hạ xuống. Hai chân vừa chạm đất, tay áo hàn lập rung lên một tiểu hồ màu trắng từ trong bay ra, sau đó bạch quang chấp động một thân hình thiếu phụ quyến rũ xuất hiện, đúng là ngân nguyệt. Ta tưởng rằng chủ nhân đối địch sẽ gọi tiểu tỳ ra tương trợ, không ngờ bây giờ mới gọi Ngân Nguyệt ra Ngân Nguyệt nhìn Hàn Lập thi lễ rồi cười nói. Thân thể yêu hồ ngươi tu vi rất thấp, gọi ngươi ra thì được gì? Bất quá ngươi tinh thông độn thuật, cùng ta dò xét xem thử nơi đây có cơ quan cấm chế ẩn nặc không? Hàn Lập thản nhiên nói, tuân mệnh Ngân Nguyệt lập tức gật đầu, thân hình Ngân Quang chợt lóe độn xuống đất biến mất tại chỗ. Hàn Lập trực tiếp ngồi xuống, hai mắt nhắm lại đem thần thức chậm rãi thả ra bắt đầu kiểm tra mỗi tấc không gian này, xem có thể tìm được cái gì bí ẩn hay đường ra không? Thân sắc Hàn Lập ban đầu bình tĩnh vô cùng nhưng tựa hồ không có thu hoạch gì, có vẻ có chút lo âu nhưng một lát mí mắt chớp động nét mặt lộ ra một tia cổ quái, hai mắt mở ra. Hắn đứng dậy, hướng tới một góc của không gian, khuôn mặt mang vẻ hưng phấn mà dừng lại. Chương 853, Giáng Vân Đan và Tuyết Phách Hoàn. "Ồ, đây hình như là Uyển Mộng Quả, đã biến thành màu tím sập, ít nhất cũng có vài vạn năm dược tính mới có loại màu sắc này đại diễn thân quân giật mình nói vọng ra." vị trí của dược viên tàn hài này không biết bao nhiêu vạn năm không ai tới. Nếu dược tính không đến hơn ngàn năm, ta mới cảm giác được kỳ quái đấy. Cưỡng chế sự kích động trong lòng, Hàn Lập bảo trì sự tỉnh táo nói. Không có lập tức động tay động chân hái cái gì, mà lẳng lặng quan sát hơn nửa ngày, mới xoay người ly khai, hướng đến một góc khác mà đi. Long Vân Thảo, Phong Linh Hoa thì thảo gọi tên mấy linh dược chân quý dị thường hoặc đã tuyệt diệt bên ngoài. Linh tính của mấy cây linh thảo này, không chỗ nào là không phải hơn vạn năm. Hai con mắt của Hàn Lập phát sáng cả lên, không thể tưởng tượng được, ngươi lại quen thuộc linh dược như thế. Ngươi nói ra vài cái tên, có vài loại ta cũng không rõ ràng lắm dược tính của chúng đại diễn thần quân có chút không nhịn được, kinh ngạc nói. Tiền bối diếu cợt vãn bối trăng, linh dược nơi này, tại hạ cũng không chắc có thể nhận ra ba phần. Linh thảo còn lại còn cần tiền bối chỉ điểm một chút hàn lập nâng tay nhìn sang hướng dược thảo khác, cười nói. Hừ, lão phu tuy có dính dáng đến luyện đan thuật nhưng đến giờ vẫn chưa nghiên cứu cái gì cũng chỉ có thể nhận ra vài loại bên kia chính là đại diễn thần quân có lẽ cảm thấy đây là việc nhỏ không có làm khó dễ hàn lập cái gì lại dễ dàng chỉ ra tên cùng vài loại linh dược hắn nhận ra hàn lập vừa nhìn vừa gật đầu bàn tay vừa lột một khối ngọc giản màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn không trần trừ đem thần thức đắm chìm trong đó đứng tại chỗ không nhúc nhích tựa hồ đang tìm cái gì đó Đại diễn thần quân thức thời không có lên tiếng quấy giày Hàn Lập, một chữ cũng không phát ra. Độ thời gian ăn một bữa cơm, Hàn Lập đem thần thức từ Ngọc Giản thu hồi, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Ngọc Giản này chính là khối nữ tử họ tống của Lạc Vân Tông đưa cho Hàn Lập ngày trước. Bên trong ghi lại không ít thượng cổ linh dược cùng phương thuốc. Hắn dựa toàn bộ vào vật này mới có thể phân biệt được nhiều linh thảo linh mộc trong dược viên này. Nhưng vừa rồi Hàn Lập nhìn kỹ một lần, mấy cái thượng cổ đan phương bên trong có một loại có thể lập tức phối chế tài liệu để luyện chế. Trong đó một bộ phận tài liệu này là mấy thượng cổ linh thảo mới nhận biết này. Một phần tài liệu còn lại là tiền chuộc đồng đăng cổ bảo lúc hắn ở cuộc chiến biên giới. Hai phần hợp lại, nguyên liệu mới miễn cưỡng có cửa luyện loại có tên là dáng vân đan. Theo chỉ dẫn của phương thuốc, loại thượng cổ linh đan này cho dù ở thời man hoang, cũng là một loại đan dược tinh tiến tu vi khó mà gặp. Đối với hàn lập tu vi mới nguyên anh sơ kỳ mà nói, dược tính thậm chí có một chút lãng phí cũng vô cùng bá đạo. Cảnh giới tốt nhất để phục dụng nên là tiên vào nguyên anh trung kỳ càng thêm thích hợp. Nguyên anh sơ kỳ phục dụng dáng vân đan chẳng những lãng phí một bộ phận dược tính, còn phải thừa nhận sự thống khổ mãnh liệt do sự bành trướng, thậm chí là xé rách của kinh mạch. Ngoại trừ dáng vân đan, còn có một loại linh đan tên là tuyết phách hoàn cũng có hy vọng lớn có thể luyện thành. Bởi vì trùng đan dược này nguyên tài liệu chủ yếu có thể thu thập bên trong dược viên, còn những loại tài liệu khiếm khuyết tuy chân quý khó tìm nhưng ở ngoại giới có thể tìm được tuyết phách hoàn tuy không phải là một loại đan dược tăng tiến tu vi nhưng là một loại linh dược phụ trợ làm cho tu sĩ tu luyện công pháp băng hàn tiến thêm một tầng hiệu quả do linh đan mang lại trên đan phương chỉ đơn giản nói một câu cũng không có nói tường tận tỉ mỉ bất quá dùng nhiều nguyên liệu chân quý như vậy mới có thể luyện thành đan dược chắc chắn là không bình thường về phần linh dược còn thừa bên trong dược viên không cách nào thu thập để tạo thượng cổ đan dược nào nữa chỉ có thể thu thập trước để sau này sử dụng. Hàn lập tâm niệm xoay chuyển, liền đem mấy linh dược sử dụng được ra chỉnh lý lại, cho dù bình thường bình tĩnh thì lúc này cũng không thể kìm hãm được sự kích động. Hắn tiến vào Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng đã mấy năm, mặc dù nói là vẫn bị bận rộn vây quanh, không có cơ hội chân chính bế quan tiến hành tu luyện pháp lực thời gian dài. Nhưng thực không phải, bởi vì trong tay không có đan dược thích hợp để xúc tiến tu vi tăng trưởng. Cho nên theo bản năng mới hoạt náo tứ phía, tìm cơ duyên cho mình. Hiện tại một phen vất vả này xem ra thật không uổng phí. Cơ duyên của mình thực sự đã đến, nếu dược lực của giáng vân đan này thần kỳ như trong đan phương nói, với lượng lớn linh dược nơi đây có thể đưa tu vi của hắn thúc tiến đến sơ kỳ đỉnh cấp, sau đó có thể thử đột phá chướng ngại, tiến vào nguyên anh trung kỳ. Càng huống chi đem một ít linh dược hái đem về trồng, còn có thể tiếp tục dùng lục dịch tiến hành thúc dục. Từ nay về sau giáng vân đan có thể cuồn cuộn không ngừng. Về phần băng phách hoàn cũng có chỗ hữu dụng dù sao kiềm lam bang diễm cùng tử la thiên hỏa đều là những thần thông lạnh vô cùng. Vừa lúc dùng đan dược này để xúc tiến uy lực của nó. Hàn lập hoàn tất kế hoạch trong lòng, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nếu hết thảy đúng như kế hoạch của hắn, vậy lần này hắn xông vào trụy ma cốc cũng không có mạo hiểm vô ích. Các loại bảo vật cùng khôi lôi bị phá hủy so sánh với việc này cũng có vẻ không quan trọng. Điều duy nhất làm hắn lo lắng chính là hai cây phi kiếm đã được trộn lẫn canh tinh. Bất quá, hai cây thanh trúc phong vân kiếm đều là bổn mạng pháp bảo của hắn, khi chủ nhân chưa chết, cũng không sợ bị ai cướp đi. Tệ nhất thì sau khi thoát ra khỏi đây, tốn hao chút tâm tư đi tìm lại thanh phi kiếm nên không là vấn đề khó khăn. Hàn Lập không hề biết rằng phi kiếm đã rơi vào tay một con cổ ma khác, tự nhiên tự định lượng như vậy là đương nhiên. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều nữa, nhắm tay hướng túi chữ vật vỗ, hơn 10 cái hộp ngọc to nhỏ khác nhau trong miệng túi thi nhau bắn ra, từng cái lơ lửng trước người. Hàn Lập lúc này kho người một cái, bắt đầu cẩn thận di thực từng gốc linh thảo. Mỗi gốc linh thảo chuyển vào một cái hộp ngọc xong, hắn cũng không vội vã động đến các linh dược khác, mà vừa mang hộp ngọc đến phiến linh dược khác. Mặc kệ linh dược nhận thức được hay là lạ lắm, tất cả Hàn Lập đều không có ý định bỏ qua, di thực hết gốc này đến gốc khác. Chờ sau rời không gian này tốt vẫn có thể tiếp tục thúc giục linh dược này để sử dụng. Chẳng qua chờ Hàn Lập lần nữa thực hiện ý định này, sắc mặt lại trầm xuống, thật sự rất khó coi bởi vì mấy thượng cổ linh dược trong dược viên trong đó có ba gốc không có biện pháp di thực một gốc cây vừa mới di thực vào trong hộp ngọc liền vô cớ tự nhiên cháy hóa thành hư vô một gốc cây thì cùng với linh trụ quả hắn nhìn thấy lúc trước giống nhau vừa rời chỗ trồng lập tức cành lá khô héo mất đi dược tính loại linh thảo cuối cùng càng thêm thái quá mới đụng vào bùn đất cách một bước linh dược kia liền giống như bị kinh động bức bách trong nháy mắt tan thành nước biến mất hóa thành một bãi chất lỏng ngay tại chỗ trong lòng hàn lập cực kỳ ảo não không thể nói linh dược thế gian này không thể di thực cũng không nhiều gì thế mà một góc dược viên nhỏ như vậy liền xuất hiện ba loại để cho hàn lập buồn bực chính là một loại linh thảo trong đó là một trong những nguyên liệu chủ yếu dùng để luyện chế dáng vân đan đây chính là một tin tức không ổn đến cực độ mấy hỏa hồng tiểu thảo màu đỏ đậm sau khi đi quanh vài vòng hàn lập sắc mặt âm trầm như nước bỗng nhiên nhớ tới cái gì sau khi trần chờ một chút thân thủ hướng trong áo lục lọi một trận lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng gỗ màu xanh biếc, nhìn kỹ thì chính là tiểu bình trí bảo thần bí của Hàn Lập. Dưới tình huống bình thường, đều bị Hàn Lập dùng bí thuật giấu trong người, trừ khi là hắn chết, nếu không tuyệt đối không có cách nào bị người khác phát hiện cướp đi. "Đây là cái gì?" Đại Diễn Thần Quân tò mò hỏi. "Không có gì, là một món pháp khí thôi." Hàn Lập tùy ý nói một câu. Sau đó một tay đem tiểu bình cầm bên trong, tay kia bình tĩnh mở bình ra. Kết quả mặc dù bị mở ra, nhưng cũng không có phát sinh dị tượng gì. Đợi thêm một lát, Hàn Lập chậm rãi đem cái chai ra lần nữa, cẩn thận thu hồi, mặt mày cao có. Không gian này không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có phân ngày tháng. Tiểu Bình tại đây mất đi hiệu dụng cũng không có gì kỳ quái, nhưng trong lòng Hàn Lập vẫn buồn bực một trận. Điều này có nghĩa dù hắn ở đây bao nhiêu năm, cũng vô pháp luyện nhiều hơn một chút dáng vân đan. Linh Thảo trước mắt luyện chế bao nhiêu đan dược là cũng chỉ có từng ấy đan dược. Trong lòng phiền muộn một trận, hàn lập thở dài ngẩng lên nhìn bầu trời mờ tối hai mắt nheo lại mặc kệ sự tình đan dược hắn còn có một vấn đề càng thêm cấp bách cần giải quyết trước mắt đó là làm thế nào từ trong không gian này đi ra ngoài một lần nữa phản hồi nhân giới phải biết rằng bây giờ không có người nào cùng hắn hợp lực đánh thêm một lần nữa mà mới vừa rồi hắn đã dùng thần thức dò xét bốn không gian chi bích cũng không có chỗ nào bất ổn hay có cái gì bất thường tất cả đều toát lên một vẻ vô cùng an toàn mà bầu trời cùng mặt đất thần thức dò xét vào, liền bị một cái gì đó bắn ngược lại. Xem ra có cấm chế ở hai nơi này, Ngân Nguyệt đã sử dụng thổ độn thuật đi vào trong đất, tinh tế xem xét. Địa phương duy nhất hắn muốn dò tìm đến tận cùng chính là khối vân vụ minh mông bên trên. Nhưng ma hồn nọ mới bị cấm chế đáng sợ này đánh chết ngay trước mắt, Hàn Lập tự nhiên cũng không nguyện dễ dàng xúc động cấm chế này, mang đến cho mình một cái đại phiền toái. Đang cúi đầu trầm tư, trên mặt đất trước người ngân quang chấp động, thân ảnh của Ngân Nguyệt hiện lên cũng vội vàng cấp cho Hàn Lập một sự tôn kính. Chủ nhân, tiểu tì đã tra hết thảy bên dưới, phía dưới còn một cái cấm chế, nhưng đã không được đầy đủ. Tiểu tì theo lỗ hồng xâm nhập vào, lần tìm các nơi cũng không có phát hiện điều gì dị thường, chỉ sợ làm chủ nhân thất vọng rồi Ngân Nguyệt có chút áy náy nói. Không có gì, dưới đất nguyên bổn không thể có cái sơ hở gì được Hàn Lập thần sắc không đổi gật đầu một cái chậm rãi nói, ngẩng lên nhìn bầu trời. Chủ nhân định dò xét không chung à, Ngân Nguyệt vừa thấy cử động này của Hàn Lập, nhưng lại bắt đầu lo lắng. Ừm, bốn phía cùng mặt đất đều không có sơ hở gì, cũng chỉ có thể mạo hiểm nhìn bên trên một chút. Nếu ngân sắc hỏa diễm có thể diệt sát cổ ma, cấm chế này mặc dù lợi hại nhưng với nhân loại tu sĩ hẳn là vô hại mới đúng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu không chẳng lẽ chúng ta thực sự phải bị nhốt ở chỗ này cả đời sao? Hàn Lập dị thường quyết đoán, sau đó trên người thanh quang chấp động, người liền hướng không trung phiêu phù đi. Chương 854, Trệ Lưu. Không gian nơi này cũng không tính là quá cao. Hàn Lập thoáng cái đã đến gần đỉnh, nhìn lên đám sương mù trên đỉnh đầu, hắn vận chuyển linh lực lưu động toàn thân, hai mắt lam mang lóe ra, dừng lại trên độn quang. Dưới thanh minh linh nhãn, tầng mây trên không trung hiện màu xanh nhạt. Nhưng mấy cái tầng mây này, mặt sau có một tầng ngân sa bàng bạc, lơ lửng trên cao không nhúc nhích. Chẳng lẽ đây là cấm chế do linh giới tu sĩ bố trí? Hàn Lập trong lòng vừa động, tay vừa nhấc Năm ngón tay hé ra, một viên quang cầu màu xanh hiện trong bàn tay. Sau một khắc, quang cầu bắn ra, vô thanh vô tức tiến vào trong tầng mây. Một lát sau, Hàn Lập nhìn thấy rõ ràng, quang cầu không chút phân đề xuyên qua cấm chế màu bạc, bay ra sau hơn 10 trượng, phản phất đụng vào cái gì đó, tự động nổ tung. Hàn Lập thần sắc buông lỏng, lúc này vận khởi lam quang trên người, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp bay vào trong tầng mây. Dù lúc trước dò xét thử một lần, hàn lập khi xuyên qua cấm chế tâm vẫn lo lắng đề phòng cũng may bình yên vô sự thông qua cũng không có phát động cấm chế này xem ra cấm chế trong tàn tích của linh miểu viên thật sự chỉ nhắm vào cổ ma mà bố trí không biết những phần bị tách ra của linh miểu viên có liên quan đến cổ ma hay không hàn lập không biết vì sao trong đầu lại có loại ý niệm cổ quái này sau khi qua cấm chế một lần hàn lập tự nhiên yên tâm xuống dưới đem thần thức cùng minh thanh linh nhãn toàn bộ triển khai kiểm tra từng tác một trên vách ngăn không gian. Khu vực hơn 10 trượng, chỉ chốc lát đã kiểm tra xong một lần, cũng không có phát hiện dị thường gì. Hàn lập từ vui mừng lẫn sợ hãi vì tìm được linh dược hoàn toàn tỉnh táo trở lại, biết phiền toái của mình chỉ sợ còn lớn hơn trước. Hắn cúi đầu nhìn xuống cấm chế màu bạc như tấm lụa, lập lè sáng lên có chút đáng chú ý. Nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đi nghiên cứu cái gì. Cái ngân sắc hỏa diễm thật là lợi hại, hắn muốn xem thử, nhưng không muốn vô cớ chạm vào cái cấm chế này, khiến chính mình rước lấy họa sát thân. Hàn lập trên không trung sau khi kiểm tra thêm hai lần, thở dài một hơi, cuối cùng vẻ mặt thất vọng từ không trung hạ xuống mặt đất. Chủ nhân, không có phát hiện ra cái gì, xem ra nơi này thực hoàn toàn bị phong bế, không có lỗ hổng nào để lợi dụng hàn lập mặt không chút thay đổi nói. Thế này không phải nghĩa là, chúng ta có thể vĩnh viên bị nhốt nơi đây sao? Có thể có thần thông phá không mở ra một không gian thế này, phải là tu sĩ hóa thần kỳ mới làm được Ngân Nguyệt bắt đầu có chút bất an. Hàn Lập nghe nói thế, không có phản bác gì, nhưng chân mày nhăn sâu thêm ba phần, đột nhiên ánh mắt chấp động vài cái, sau đó hắn hướng tới một bức tường trong không gian đi đến. Ngân Nguyệt sau khi thất thần một chút, sau đó đi theo sát ngay sau. Đi đến khi cách bức tường không gian mấy trượng, Hàn Lập cũng không nói không rằng, hai ống tay áo rung lên một chút, nhất thời sau đó một trận kim quang, hơn 10 thanh phi kiếm đồng thời trong tay áo bắn ra, sau đó bắt pháp quyết, trong nháy mắt trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh cử kiếm màu vàng, dài hơn trượng. Khoát tay một lần nữa, Hàn Lập hướng kiếm điểm một cái, tiếng sấm ẩm ù xé gió vang lớn, kim sắc hồ quang hình cung từ trên thân kiếm bay ra đánh lên, ích tà thần lôi bị hắn không chút do dự kích phát ra. Tiếp theo lại há mồm, một luồng tử sắc hỏa diễm từ miệng nhẹ nhàng bay ra, cũng đánh lên thân kiếm. Nhất thời trên cử kiếm tử diễm, kim quang đan vào nhau lóe ra. Âm thanh sét đánh liên tiếp không ngừng, thanh thế đại tăng. Hàn Lập trong miệng quát khẽ một tiếng, cự kiếm ở tầng trời sau khi xoay gấp khúc một cái, hóa thành một đạo kim tử sắc hình cầu vồng. Nhắm ngay bức tường không gian trước mặt hung hăng chém tới. Một tiếng nổ truyền ra, phía trước bộc phát ánh sáng chói mắt, cả không gian bị chấn lung lay, vang lên tiếng ông ông. Hàn Lập vội vàng hai tay bắt quyết, vù một tiếng, một đạo cầu vồng bay vụt về, hào quang kinh người chợt tắt, sau đó trở thành cự kiếm như cũ. Mà quang mang trước mắt sau khi dần tan, hàn lập ngưng thân liếc mắt nhìn kỹ nhíu hai mắt lại ngân nguyệt phía sau đồng thời cũng thấy rõ chỉ thấy chỗ vách tường phía trước của không gian bị cự kiếm chém một chút nứt vỡ cũng không có chỉ vặn vẹo chốc lát rồi bình yên vô sự khuôn mặt nàng hiện lên một tia uể oải mà hàn lập ánh mắt chấp động không ngừng chẳng biết đang xem xét cái gì hắc hắc tiểu tử người nghĩ đánh vỡ không gian này quả thực là việc nằm mơ giữa ban ngày đại diễn thần quân thấy hàn lập một kích không hiệu quả không khỏi lười biếng nói Ồ xem ra tiền bối biết làm sao để ra ngoài còn phải xin tiền bối chỉ giáo một phần hàn lập nghe vậy không có tức giận trái lại trong lòng vui vẻ mở miệng hỏi muốn từ đây đi ra ngoài trước tiên phải suy nghĩ cẩn thận chính mình tiến vào đây thế nào ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi cùng cổ ma toàn lực đánh một phát có thể tùy tiện mở ra một khe hở không gian tiến vào một không gian khác sao đại diễn thần quân cười lạnh nói tiền bối ý nói là hàn lập sắc mặt thoáng động trần trừ hỏi một câu rất đơn giản không gian tàn hài này, nguyên bản trải qua một phen kinh biến mới miễn cưỡng được bảo lưu lại, trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu đã bên bờ của sự hủy diệt. Vừa rồi ngươi cũng thấy, vách tường bị ngươi đánh một nhát, đã lay động không ngừng, mà theo cổ thư ghi lại, vách tường của không gian có màu vàng xám ảm đạm, chính là điểm báo trước sự bất ổn của toàn bộ không gian này. Quá nửa là đòn đánh của bọn ngươi tại nhân giới đã may mắn kích trúng điểm yếu của không gian này, lúc này mới phá vỡ không chiên đến nơi đây đại diễn thần quân dị thường bình tĩnh phân tích. Điểm yếu nhất, ta cùng Ngân Nguyệt cũng đã tìm kiếm qua mỗi một chỗ trên vách tường, cũng không có phát hiện chỗ nào dị thường. Hàn Lập im lắng trong chốc lát, mới chậm rãi hỏi lại một câu. Hừ, ngu xuẩn, điểm yếu nhất của không gian, đều không phải ở bốn bức tường, mà tại bất kỳ điểm nào trong không gian này cũng có thể gặp được. Người chỉ hướng bốn vách tường kiểm tra, tự nhiên là không có phát hiện được gì rồi. Hơn nữa, không gian đã chính thức bất ổn, hơn phân nửa cái điểm yếu này đã chạy loạn trong toàn bộ không gian này. Các ngươi hảo hảo tìm kiếm lại một chút, hẳn là không khó phát hiện đại diễn thần quân trong lời nói mang theo một tia châm biếm, nhưng đã chỉ ra những điểm trong yếu của vấn đề. Bất kỳ điểm gì trong không gian, Hàn Lập vừa nghe lời này, nhất thời giật mình đứng lên. Hắn dù sao tu vi còn thấp, đối với lý giải về tri thức không gian, tự nhiên không có khả năng cùng lão quái vật sống ngàn năm đại diễn thần quân đánh đồng. Nhưng qua một lần nhắc nhở của đối phương, cũng lập tức hiểu rõ. Lúc này Hàn Lập nhắm hai mắt lại, đem thần thức cường đại phóng xuất, bắt đầu tìm kiếm từng chút một trong toàn bộ không gian. Thời gian trì hoãn cũng không dài, chỉ chừng thời gian uống một chén trà, liền tìm thấy cái muốn tìm. Hàn lập cũng không đứng dậy, thân hình linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vòng bay tới giữa một bức tường. Hào quang sau khi thu liếm, thân hình hàn lập lộ ra, hắn lập tức nhìn chăm chăm vào một điểm trên cao, chừng năm sáu trượng, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lam mang chớp động. Nơi này thoạt nhìn hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong mắt hàn lập lại mơ hồ có một lam sắc quang diễm nhàn nhạt tồn tại ở đó chỉ nhỏ bằng hạt gạo hình dáng mơ hồ ảm đạm dùng thần thức cẩn thận cảm ứng phụ cận còn phát ra linh khí ba động cực kỳ yếu ớt xem ra chính là nơi này hàn lập trên mặt lộ vẻ mừng rỡ suy nghĩ một chút bàn tay vừa lật một thanh huyết sắc tiểu kiếm từ trong lòng bàn tay hiện ra thế nào người muốn sử dụng kiếm này thanh âm của đại diễn thân quân tràn ngập ý cổ quái không sai một kích lúc trước ta rất rõ cho dù tìm được điểm yếu, bằng vào bổn mạng pháp bảo của ta mà đánh một kích, vô luận thế nào cũng không có khả năng phá vỡ bức tường. Lấy lực phá hoại đơn thuần mà nói, tự nhiên thanh huyết ma kiếm này uy lực lớn nhất. Ta tạm thời thử thêm một lần nữa Hàn Lập bình tĩnh nói. Hừ, ta khuyên ngươi không nên hao tổn nguyên khí. Ngươi lúc trước thi triển bí thuật cổ quái kia, làm tu vi của mình tăng lên, lại cùng một kích của ma hồn mới chảm mở được không gian liệt phùng này. Với ngươi hiện tại, cảm giác có khả năng đồng dạng làm được chuyện đó sao? biện pháp duy nhất của ngươi bây giờ là nhanh chóng đem tu vi tiến cấp đến nguyên anh trung kỳ sau đó lại dùng cái phủ kia cùng với huyết ma kiếm như vậy còn có vài phần có khả năng khai mở vách tường đại diễn thần quân không khách khí nói tiếng cấp đến nguyên anh trung kỳ cái này cũng không phải chuyện nhất thời cho dù nơi đây linh khí nồng đậm dị thường lại có linh đan phụ trợ tiến giai đến nguyên anh trung kỳ cũng muốn hai ba mươi năm khổ công mới có khả năng hàn lập trong lòng dùng mình giật mình nói trong hai ba mươi năm không gian này cũng sẽ không sụp đổ, ngươi sợ cái gì? Nếu là ngoại giới tu luyện, lấy tư chất của ngươi, không có trăm năm thời gian, đến ý niệm tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ cũng đừng mơ tới đại diễn thần quân hừ một tiếng, tựa hồ đối với lòng tham của Hàn Lập có chút bất mãn. Hàn Lập trên mặt thần sắc âm u bất định hẳn lên. Đan dược nơi này của hắn tự nhiên chính là dáng vân đan. Có đan dược này tương trợ hắn mới nắm chắc trong 30 năm tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ đại viên mãn. Sau đó mới có thể đánh sâu vào bình cảnh. Đan dược này một phần chủ yếu vì nguyên liệu không cách nào trồng được, cũng đại biểu hắn nguyên bổn nhất định phải ở nơi này đem đan dược luyện chế xong mới được. Mà bây giờ rời không gian mình khổ tu hơn chục năm, Hàn Lập thấy cũng không có cái gì tốt để mâu thuẫn. Mà nơi này mật độ linh khí lại dày, thậm chí so với động phủ hắn bày ra linh nhãn chi vật còn mạnh hơn mấy phần. Cái này tự nhiên là một cơ duyên khó có được, điều duy nhất khiến Hàn Lập lo lắng chính là Nam Cung Uyển đang bị phong hồ chú vây khốn hắn phải nhanh chóng trở về dùng yêu đan của hỏa thiềm thú giải trừ độc chú cho giai nhân. Bất quá Nam Cung Uyển lưu lại Ngọc Giản có nói qua, nàng dùng bí thuật đại khái có thể đem thời gian độc chú phát tác trì hoãn hơn trăm năm. Chậm trễ hai ba mươi năm, hẳn là không có vấn đề gì. Hàn lập tinh tế tự đánh giá nửa ngày, tự tìm kết luận phải bị nhốt một thời gian dài trong không gian này, không khỏi cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngân Nguyệt, người trước tiên đem những linh dược này hái xuống chúng ta ngay hôm nay bắt đầu luyện chế linh đan. Hàn Lập mở miệng không trần chờ nói. Ngân Nguyệt ở một bên, tự nhiên cũng nghe được Hàn Lập cùng đại diễn thần quân nói chuyện với nhau, nghe thấy có biện pháp rời nơi này, liền cảm thấy thoải mái hơn. Cái loại tư vị bị nhốt một chỗ, nàng không bao giờ muốn nếm thử lần nữa. Vì vậy lúc này nàng thản nhiên cười, miệng đáp ứng một tiếng, lập tức từ trong tay Hàn Lập tiếp nhận một đống chai lọ, thân hình nhẹ nhàng bay sang một bên, bắt đầu xử lý những linh thảo linh mộc này. Hàn Lập giữa bức tường không khách khí khoanh chân ngồi xuống, lần nữa đem khối ngọc giản ghi chép mấy phương thuốc cổ ra, cẩn thận nghiên cứu phương pháp luyện chế dáng vân đan. Nơi này linh thảo có hạn, Hàn Lập tự nhiên không dám đối với luyện chế đan lần này có chút cầu thả. Chương 855, Thoát thân. Chữ Châu thuộc về Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằm kề Sương Châu có trụy Ma Cốc và là một châu rất nhỏ và bình thường. Trong Sương Châu này đầy rừng rậm cùng vô biên sơn lĩnh hoàn toàn trái ngược với Trừ Châu khắp nơi đều là đất vàng núi hoang hy Hi hữu lắm mới thấy có cây cối và sông suối. Cho nên người tu tiên cư ngụ tại đây đã ít lại càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứ châu này với vài giải linh mạch thấp kém mà cũng tiêu diêu tự tại, không có người nào tranh đoạt với bọn họ. Phía tây nam trừ châu có một chỗ gọi là Linh Lân Sơn Lĩnh là một trong những nơi có vài khối linh mạch. Linh Lân Sơn này diện tích cũng không quá nhỏ, chừng hơn chám dặm nhưng linh mạch lại chỉ dài hơn 10 dặm mà thôi. Ở đây chỉ có Linh Lân Sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cận là nơi có thể được các tu sĩ miễn cưỡng chọn làm nơi đả tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vậy lại đồng thời có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đó, phân biệt mỗi gia tộc chiếm cứ một tòa sơn phong. Ba tộc Hoàng, Lý, Phương bị ép ở tại Chữ Châu là vùng đất linh khí đơn bạc như thế này thì đương nhiên đều là một số tiểu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạnh nhất nhưng không muốn nói kết đan tu sĩ mà ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi. Còn lại đám môn nhân đệ tử đều là một số đệ tử cấp thấp luyện khí kỳ, hơn nữa đa số mới ở cảnh giới 3-4 tầng. Thậm chí ba nhà còn có mấy ngàn gia tộc đệ tử căn bản không có linh căn nên không thể không ở bên ngoài linh lân sơn. Ba nhà tình hình như thế mà còn có thể bình yên vô sự sống chung với nhau thì bình thường giao tình tự nhiên cũng không tồi. Thậm chí gần trăm năm nay đệ tử ba nhà không thiếu trường hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứu căn nguyên thì do Linh Lân Sơn này mặc dù phàm chất linh mạch thật sự là không có gì đặc biệt nhưng trên đỉnh chủ phong lại có một dòng linh tuyển vô danh kỳ dị. Linh tuyển này mặc dù không phải là linh nhãn chi tuyển thế gian hiếm thấy như linh nhãn chi vật nhưng cũng là một loại linh vật có hiệu dụng thần kỳ. Dùng nước linh tuyền này hòa với một ít linh dược rồi tẩm vào linh trà cho đám đệ tử luyện khí kỳ 5-6 tầng uống thì cũng có tác dụng tẩy tủy dịch kinh nhất định và đối với việc tu luyện này có lợi lớn. Ba gia tộc này mặc dù biết là nơi đây thật sự không có cái gì tốt cho việc tu luyện nhưng vẫn cắn răng kiên trì không đi chủ yếu là do linh tuyền này. Bất quá, linh tuyền này mặc dù có loại hiệu quả kỳ dị này nhưng cũng không phải có thể sử dụng quanh năm. Mà hàng năm chỉ có mấy ngày cố định mới có linh tuyền từ dưới đất tuôn ra. Mỗi lần số lượng nước suối chảy ra cũng ít đến đáng thương nên căn bản không đủ phân phối đều cho cả ba nhà. Theo đó, các trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đã dứt khoát cử người của cả ba nhà đem linh tuyền này phong kín lại, cứ 10 năm mới mở ra một lần. Qua 10 năm Linh Tuyền lại tích tụ số lượng nước suối đủ cho cả ba nhà sử dụng một lần. Mà cứ mỗi 10 năm cũng vừa lúc thế hệ đệ tử mới trưởng thành của ba nhà xuất hiện nên Linh Tuyền cũng phát huy hiệu quả tốt nhất, tránh bị lãng phí. Chính Linh Tuyền này đã khiến cho ba nhà không thể không ràng buộc gắn bó với nhau, cùng thủ hộ và sử dụng linh vật này. Cách 10 năm lại mở Linh Tuyền ra một lần lấy nước cấp cho đám đệ tử trẻ tuổi trong nhà dùng để tẩy tủy dịch kinh. Mà một ngày này, trên đỉnh Linh Lân Sơn chủ phong ba nhà đang cử hành nghi thức đầy thanh thế mở ra linh tuyền. Đứng trước một vách núi màu đen cao hơn trăm trượng đang có mười mấy tên đệ tử ba nhà sắp xếp thành hàng, người nào người ấy mặt mày đầy vẻ hưng phấn nhìn về phía trước. Đám đệ tử này lớn thì 16-17 tuổi mà nhỏ thì mới 11-12 tuổi mà thôi. Tu Vi thì đại bộ phận đều là luyện khí kỳ 3-4 tầng, thậm chí có tên mới ở cảnh giới luyện khí kỳ 1-2 tầng. Phía trước mặt đám người này có hơn 10 người tuổi cao hơn rất nhiều, đều là tu sĩ luyện khí kỳ đã ngoài 10 tầng, thậm chí trong đó còn có ba lão già tu vi cũng đã bước vào trúc cơ kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lại là sơ kỳ. Hơn 10 người tu vi cao thâm tu sĩ này đang đứng trước thạch bích, trong tay cầm một cây pháp khí. Trong miệng bọn họ đọc chú ngữ liên tiếp không ngừng tiến hành nghi thức mở pháp trận. Trên thạch bích cao lớn đối diện có dán bảy tám cái cấm chế phủ triện to nhỏ màu sắc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chấp động không ngừng, chợt ám chợt minh. Giờ phút này, dưới sự thống lĩnh của ba lão già, hơn 10 tên tu sĩ trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ chợt cao lên và thêm dồn dập đồng thời ba cây pháp kỳ trong tay ba người bạch quang dần dần sáng rực lên. Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đồng thời dơ quả đấm lên và đánh ra một đạo pháp quyết hóa thành một mảnh ánh sáng mở cuốn đi. Phù triện trên thạch bích sau khi bị pháp quyết hóa thành ánh sáng mở kích vào khẽ run lên một trận rồi đều rơi xuống. Lúc này phía sau có vài tên đệ tử trợ thủ tay cầm hộp ngọc đứng chuẩn bị đợi lệnh từ lâu vội vàng sông lên phía trước, đem linh phù này nhất nhất nhặt lên, cẩn thận đem thu vào trong hộp rồi lập tức lui xuống. Loại cấm chế phù triện này đối với tiểu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảo vật khó tìm nên hết sức cẩn thận. Không còn có phù triện cấm chế phía trên, thạch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắng đồng thời nhẹ nhàng rung động. Nhất thời, cả ba lão già đứng trong đám tu sĩ phía trước đồng thời nhất cử pháp kỳ trong tay phát ra mấy đạo tinh tế quang ti màu sắc khác nhau bắn nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạch quang biến mất thạch bích càng chấp lên thêm kịch liệt sau đó đất sung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên thạch bích dần dần tự động phân ra thành hai phần và để lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn 10 trượng hình bán nguyệt đám đệ tử tuổi trẻ ba gia tộc đứng sau cùng trợn hai mắt vội vàng nhìn chằm chằm vào lỗ hổng đánh giá tình hình không ngừng phải biết rằng linh tuyền này được ba gia tộc coi là vật trí bảo đám đệ tử bình thường rất có thể cả đời cũng chỉ có lúc này đây mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy linh tuyền nên tự nhiên là không muốn bỏ qua cái gì nhưng thật ra hình dáng thật sự của linh tuyền này thì ngay cả đứa trẻ 3 tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thể nói ra rõ ràng. Linh tuyền này được xây bao quanh bằng bạch ngọc trắng nõn dài 3 trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lỗ hổng rộng hơn 10 trượng. Thoáng nhìn trong ao chỉ có non nửa là thứ nước suối trong suốt, cực kỳ tinh khiết và phảng phất như không nhiễm một bụi trần. Càng khiến cho người ta cảm thấy bất phàm chính là từ trong ngọc trì này lại mơ hồ tản mát ra một loại hương thơm ngát nói không nên lời làm cho người ta sau khinh gửi thì cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần đại chấn. Đám đệ tử tuổi trẻ này thấy vậy thì sao động, còn một lão già mặt trắng không có dâu trong ba lão già đột nhiên quay người lại, hai mắt bắn ra tinh mang sắc bén hướng mọi nơi đảo qua. Nhất thời tất cả mọi người đều yên lặng, vị này chính trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, Tu Vi đã đến chúc cơ trung kỳ có thể xem như là đệ nhất tu sĩ tại Linh Lân Sơn. Không chỉ đám đệ tử Hoàng thị gia tộc kính sợ hắn mà ngay cả đám đệ tử hai nhà vương, Lý cũng đồng dạng đối với hắn cung kính dị thường. Ha ha, uy danh của Hoàng Huynh thật có tác dụng, có thể khiến cho đám tiểu tử kia đàng hoàng nghe lời một lão già khác mặc áo màu xám nhìn thấy màn này thì hai mắt hiếp lại cười hì hì nói. Điều đó là đương nhiên, Hoàng Huynh bây giờ tu vi đã đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Nói không chừng còn có thể tiến thêm một tầng, bước chân vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ một lão già mặc thanh bào khác cũng hâm mộ dị thường nói. Hai vị hiền đệ nói dẫn rồi, vi huynh cũng đã từng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầng nữa thì cũng chỉ có thể lưu lại cho đám vãn bối đi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà để cho đám tiểu tử kia dùng thôi. Bây giờ nước suối trong ngọc trì tựa hồ so với năm vừa rồi cũng không ít hơn là mấy, đây chính là một chuyện tốt Hoàng Nguyên Minh sau khi cười hắc hắc thì khách khí khiêm tốn nói. Hai gã lão già khác tự nhiên là chúc cơ kỳ trưởng lão của hai gia tộc kia. Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằng, miến cưỡng cũng mới chỉ có thể bồi dưỡng ra được một gã trúc cơ kỳ tu sĩ chống giữ cục diện, Hoàng Nguyên Minh cùng hai người này cũng đã có giao tình nhiều năm cho nên những ngôn từ mới vừa rồi hoàn toàn thoải mái không cần giữ ý. Hai lão già này cũng vi nhiên cười không nhắc lại việc này nữa rồi bắt đầu quay đầu phân phó đám đệ tử bí truyền nhà mình bắt đầu tiến lên pha chế linh trà. Lúc này mỗi một gia tộc đều có hai gã đệ tử ứng tiếng nhận mệnh tiến đến đi thẳng đến Ngọc Trì nhưng ngay lúc chúng nhân đang dương mắt nhìn và đám đệ tử này chưa kịp đi tới bên cạnh Ngọc Trì thì đột nhiên một màn kinh người ngoài ý muốn xuất hiện chỉ thấy phía trên ngọc trì khoảng ba bốn trượng đột nhiên vang lên một tiếng sâm trầm thấp cùng ngũ sắc hà quang chợt ẩn chợt hiện lên vài cái thì một cái quang cầu màu đen bổng từ hư không hiện ra tiếp theo trong cái quang cầu màu đen này phát ra thanh âm sẹt sẹt quái dị tiếp đó nó bắt đầu vặn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầm một trượng theo sau có thanh âm phục phục vang lên trước ánh mắt ngốc trệ của chúng tu sĩ một cái nhân ảnh bị một mảnh ngũ sắc thải hà ném ra vừa lúc rơi vào trong ngọc trì sau đó cái khe hở không gian này chợt cuồng hiện lên vài cái và biến mất vô tung vô ảnh nhân ảnh này sau khi rơi vào ngọc trì thì miệng khẽ ồ một tiếng thân hình thoáng một cái đã đứng thẳng dậy ánh mắt nhìn chúng tu sĩ đứng trước ngọc trì liếc một cái nét mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái hoàng nguyên minh cầm đầu tu sĩ ba nhà sớm đã bị làm kinh hãi không nói nên lời nhân ảnh kia là một nam tử tuổi còn trẻ mặc áo bảo màu xanh Hắn vừa hiện thân đã thấy nhiều tu sĩ như vậy thì cũng cảm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấu hổ nhưng sau đó thần sắc lại như thường. Trên người thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đang bị ướt súng trong nháy mắt đã bốc hơi và trở nên khô giáo dị thường. Nơi này là phương nào, có phải là đông dụ quốc không nam tử từ trong ngọc trì đi ra sau đó xoay chuyển ánh mắt, rất dễ dàng tìm thấy tu sĩ cao thâm nhất ở đây là Hoàng Nguyên Minh lạnh nhạt hỏi. Trong giọng nói tràn ngập khẩu khí không thể từ chối, nơi này là chữ châu thuộc đông dụ quốc. Không biết tiền bối Tôn Tính đại danh là gì, có thể cho vãn bối biết tục danh. Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thần thức đảo qua nam tử trước mắt thì kết quả là trong lòng đại chấn vì căn bản không có cách nào nhìn ra sâu cạn của đối phương. Điều này cho thấy đối phương tối thiểu cũng là kết đan kỳ tu sĩ. Mà tình huống đối phương xuất hiện vừa rồi lại thật sự cực kỳ quỷ dị nên hắn tự nhiên là không dám có chút chậm trễ, sau khi cung kính thi lễ thì cẩn thận dị thường trả lời hai gã lão già còn lại đồng dạng cảm ứng được tu vi của Hàn Lập Thâm bất khả chắc thì trong lòng hoảng sợ đồng dạng cung kính thi lễ vẻ mặt cười bồi. Chữ châu gã nam tử tuổi trẻ này mắt khẽ hấp hái, trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng trong miệng lại thì thào một câu, vẻ mặt hiện ra một tia trầm ngâm. Người này tự nhiên đúng là Hàn Lập vừa mới từ tàn tích linh miểu viên chạy thoát ra. Lúc này đã cách lúc khởi đầu trận đại chiến trong trụy ma cốc hơn 27 năm. chương 856 Thiên Nam Ma Ảnh Hoàng Nguyên Minh và các tu sĩ khác cẩn thận đối mặt với Hàn Lập, đồng thời ánh mắt không khỏi len lén liếc nhìn Ngọc Trì một cái. Thì ra Ngọc Trì có non nửa là nước, sau khi Hàn Lập rơi vào thì chỉ còn một nửa. Nước suối trong đó chỉ còn lại có một tầng mỏng đến mức đáng thương. Ba lão già này thấy vậy thì tự nhiên trong lòng đau như bị cứa thịt nhưng đối mặt với đối phương tu vi thâm bất khả chắc thì cũng chỉ có thể ra vẻ không biết, miễn cưỡng mà cười để tránh đắc tội với vị tiền bối cao nhân này khiến cho gia tộc gặp đại họa. Hàn Lập sau khi đem toàn bộ hơi nước trên người hơ khô thì cũng ngửi thấy mùi hương kỳ dị trong linh tuyền, nên sau khi trầm ngâm một chút thì theo tiềm thức quay đầu về phía sau liếc mắt một cái. Hàn Lập như tùy ý liếc mắt một cái nhưng lại làm cho ba lão giả đối diện trong lòng nhất thời bất an hồi lâu. Ba nhà bọn họ thủ hộ linh tuyền nhiều như vậy nhưng nếu bị vị tiền bối này nhìn chúng thì cũng chỉ có thể hai tay dâng lên mà thôi, căn bản là không dám nói lời cự tuyệt. Bất quá ánh mắt Hàn Lập chỉ đảo qua Ngọc Trì một cái chứ không có ý tham lam gì, mà ngược lại xoay người nhìn ba người thản nhiên nói. Một đoạn thời gian dài này ta không nhập thế nên sự tình thiên nam gần đây có chút xa lạ. Ba vị đạo hữu có thể giới thiệu cho ta một chút những đại sự mới phát sinh gần đây được không? Đương nhiên là có thể, tiền bối nêu không chê thì mời tới đại sảnh của hoàng gia chúng ta để cho cho vãn bối tiếp trà chiêu đãi tiền bối một phen. Tiền bối có gì nghi vấn bọn vãn bối mà biết thì tuyệt không dám che giấu thấy hàn lập căn bản đôi với linh tuyền tuyệt không có một đỉnh điểm hứng thú, thì bọn Hoàng Nguyên Minh trong lòng an tâm vội vàng cung kính nói. Hai vị lão già khác trong lòng cũng thở phào một hơi. Được rồi, chuyện ta muốn thật đúng là không ít, như vậy xin quấy giày ba vị đạo hữu một phen hàn lập sau khi nhìn đám đệ tử tuổi trẻ của ba nhà đứng xa xa, hơi tự đánh giá một chút rồi cũng gật đầu đáp ứng. Không có gì, được chiêu đãi cao nhân tiền bối như vậy là vinh hạnh của gia tộc họ Hoàng chúng ta. Hoàng Nguyên Minh trong lòng mừng rỡ cười mà nói rồi phân phó với vài tên đệ tử đằng sau vài câu gì đó, chỉ thấy mấy tên đệ tử này vội vàng bay độn trở về, chắc là về chuẩn bị để tránh việc tiếp đón tiếp chu toàn. Sau đó hắn mới tự thân dẫn đường Hàn Lập rời đi hướng tới một khu lầu các trên ngọn núi đi đến. Hai lão già khác cũng phân phó cho vài tên tộc nhân, rồi cũng vội vàng đuổi theo, cũng gần nửa bước cũng không rời. Cả ba gia tộc các ngươi cùng quần cư một chỗ, việc này rất ít xảy ra. Trên đường đi Hàn Lập có hỏi vài câu đem vị trí cùng tình huống đại khái nơi đây hỏi ba lão già, nên có chút ngoài ý muốn nói tiền bối nói dẫn rồi, chúng ta cũng là do thật sự không có cách nào đặt chân tại nơi khác nên mới phải định cư nơi đây Hoàng Nguyên Minh cười khổ mà trả lời. Ta xem đám đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc các ngươi tựa hồ có một chút tư chất, sao không cử bọn họ đi đến các tu tiên đại phái. Lấy tư chất của bọn họ thì có thể không trở thành thân truyền đệ tử nhưng trở thành ngoại sự đệ tử cũng không phải không có khả năng hàn lập cảm thấy hứng thú mà lộ ra một tia kỳ quái. Tiền bối không biết, tại Đông Dụ Quốc chúng ta, các môn phái tu tiên mặc dù đông đảo nhưng đại bộ phận đều lấy đệ tử trong gia tộc tu tiên hoặc là từ các một số cộng đồng do môn phái đó khống chế. Bọn ta đều là mặt lưu tiểu phái, nào có tư cách lọt vào pháp nhãn của các tông môn này. Cho dù bên trong môn phái ngẫu nhiên xuất hiện một hai tên đệ tử đặc biệt kiệt xuất thì cũng không dám dễ dàng để cho bọn họ bái nhập làm đệ tử tông môn khác, mà phải lưu lại trong tộc để chống đỡ môn diện một chút trong hai lão già, một gã khuôn mặt béo phì to lớn và có chút hơi tròn cẩn thận giải thích với Hàn Lập đồng thời trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ba người bọn họ nếu khi tuổi còn trẻ được đồng ý cho bái nhập vào một đại tông đại phái, thì Tu Vi hôm nay nói không chừng đã tiến vào một tầng khác, nhưng vì duy trì gia tộc nên cũng chỉ có thể buồn bã lưu lại. Đây cũng là nổi khô bất đắc dĩ của tiểu gia tộc. Hàn lập ánh mắt chấp động vài cái, thản nhiên gật đầu và không tiếp tục hỏi gì nữa mà đi xuống đứng dưới hiên các. Lão giả dẫn Hàn lập đi thẳng đến một tòa lâu các cao nhất trong đó. Một lát sau, mấy người đã tới trước cửa lầu các. Ở nơi đó sớm đã có hai hàng nữ đệ tử trẻ tuổi cung kính đứng chờ. Tiền bối mời vào, linh lân sơn chúng ta không có linh dược linh quả gì mà chỉ có một loại linh trà. Tiền bối có thể uống một hai chén hoàng nguyên minh vừa nói vừa dân Hàn Lập tiến vào trong đại sảnh của tòa lầu. Hàn Lập cũng không khách khí bước tiến vào trong lầu các. Đại sảnh này cũng không quá lớn, diện tích chỉ có khoảng hai ba mươi trượng nhưng đối với một tiểu gia tộc thì lại đủ rộng. Dưới ánh mắt cung cẩn của ba người, Hàn Lập bình tĩnh ngồi xuống ghế thượng tọa còn ba lão giả thì thành thật đứng ở trước người, không dám cùng Hàn Lập ngồi chung. Hai người tu vi cùng thân phận kém nhau quá xa, Hàn Lập cũng không có ra vẻ khiêm nhượng gì. Lúc này, một nữ đệ tử Mỹ mục như hòa tay bê một khay trà đi lên, sau đó bưng một chén dâng cho Hàn Lập rồi cẩn thận lui xuống. Hàn Lập cầm lây chén trà tùy ý uống một hớp, đầu tiên hắn cảm thấy hơi đắng nhưng một lát sau thì đầu lưỡi chợt có mùi vị cực kỳ thơm mát. Không sai, thật là linh trà khó được hàn lập khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút, nổi lên vẻ mỉm cười rồi khen ngợi một câu. Tiền bối tu vi sâu không lường được nhưng khuôn mặt có chút xa lạ. Tiền bối chẳng lẽ không phải người đông dụ quốc lão già to béo mặt tròn không nhịn được cất lời hỏi. Hàn mổ xác thực không phải là người đông dụ quốc, nhưng các người cũng đừng lo lắng cái gì sau khi hỏi rõ ràng một chút sự tình ta sẽ lập tức rời đi và sẽ không nhờ vả các ngươi lâu đâu hàn lập không có ý nói ra tên mà chỉ nhìn lão giả mặt tròn liếc mắt một cái lộ ra vẻ như cười như không tiền bối đa tâm rồi chúng ta có thể nhìn thấy tiền bối là đã là chuyện may mắn lớn lao rồi làm sao dám có tâm tư bất kính đuổi tiền bối đi hoàng nguyên minh như bị hù dọa giật mình sắc mặt đại biến mở miệng nói tốt ta lúc đầu cũng là từ tu sĩ cấp thấp mà đi lên các ngươi trong lòng vừa có sự kiêng kỳ cùng chờ mong ta tự nhiên cũng biết một chút. Chỉ cần câu trả lời của các ngươi làm cho ta hài lòng thì ta cũng không ngại cấp cho các ngươi chỗ tốt. Dù sao các ngươi có thể nhìn thấy ta cũng xem như cùng ta có chút cơ duyên hàn lập, nhìn lão giả mặt tròn thấy lão vẻ mặt thành khẩn như muốn giải thích cái gì đó, nhưng khoát tay chặn lại rồi thản nhiên nói: "Tiền bối muốn biết gì thì cứ việc hỏi, ba gia tộc chúng ta mặc dù không lớn nhưng một ít tin tức thì coi như cũng có chút linh thông, nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng." hoàng nguyên minh vừa nghe nói thế trong lòng mừng rỡ càng thêm cung kính nói hàn lập mỉm cười cho dù hắn không cấp cho họ chỗ tốt nào thì phỏng chừng những người này cũng sẽ không nói dối hắn nhưng nếu có chút chỗ tốt mà nói thì bọn họ tự nhiên là càng tận tâm trả lời có những việc có thể nói hoặc không thể nói thì phỏng chừng đều chủ động nói ra lần trước trụy ma cốc mở ra khiến cho đông đảo tu sĩ vào cốc tầm bảo các ngươi gần Sương Châu như thế thì chắc chắn là có biết một ít trước tiên đem việc này kể lại cho ta đại khái một chút Hàn Lập nhìn ba người liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mà nói. "Chuyện Ma Cốc, việc này vãn bối tự nhiên là biết Hoàng Nguyên Minh vừa nghe Hàn Lập lại hỏi việc này thì mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không cần suy nghĩ đã lập tức nói. Sau đó hắn sửa sang lại mọi chuyện có liên quan và tiếp tục nói. Số lượng lớn tu sĩ tiến vào Trụy Ma Cốc dò xét bảo vật là chuyện hơn 20 năm trước." Bởi vì quỷ linh môn tìm được phương pháp nhập cốc ổn thỏa nên có đến hàng trăm tu sĩ có tu vi ngoài kết đan kỳ đã xông vào cốc này để tìm kiếm di bảo của thượng cổ tu sĩ. Nhưng trụy ma cốc xác thực là hung hiểm dị thường, có nhiều tu sĩ cấp cao như vậy tiến vào trong cốc mà đại bộ phận chỉ dám lanh quanh ở ngoại cốc, nhưng vẫn có nhiều tu sĩ bi chết thảm trong cấm chế ở ngoại cốc và khe hở không gian, số tu sĩ còn sống và xuất cốc không đến một nửa mà càng không xong chính là toàn quân quỷ linh môn sau khi tiến vào nội cốc trong lúc ngẫu nhiên vô ý đã thả ra hai con yêu ma có thể cắn nuốt nguyên anh quỷ linh môn môn chủ và đám người đi theo chết đương chàng mà hai con yêu ma này cũng thật sự là lợi hại nghe nói là toàn bộ nguyên anh tu sĩ tiến vào nội cốc cùng liên thủ đại chiến một hồi ngay ngụy tiền bối trong tam đại tu sĩ cùng mộ lan thần sư cũng trước sau ra tay trừ ma mới khó khăn lâm diệt sát được một tên trong đó và để cho một con khác bình yên chạy ra khỏi trụy ma cốc số tu sĩ tham gia vây công bị chết thảm có không ít tiền bối nổi danh bất quá trụy ma cốc cũng không hổ là mộ của thượng cổ tu sĩ vì nghe nói số tu sĩ còn sống cuối cùng đi ra đều có chút ít thu hoạch thậm chí còn có vài tiền bối thật sự ở bên trong tìm được linh đan kéo dài duyên trường thọ mệnh cùng cùng công pháp đột phá cảnh giới khiến cho cả thiên nam tu tiên giới oanh động kết quả sau đó lại khiến cho không ít tu sĩ bởi vậy mà đỏ mắt dứt khoát không để ý tới khe hở không gian mà một lần nữa mượn truyền tống trận nhập cốc của quỷ linh môn để tiến vào trụy ma cốc nhưng một nhóm gần trăm tu sĩ này sau khi vào cốc lại không có ai đi ra, lúc này mới khiến cho đám tu sĩ khác ngo nghe muốn vào cốc bị hù dọa. Chuyện ma cốc mới lần nữa trở thành vùng cấm không người nào dám xông vào ma cốc nữa. Yêu ma sau này như thế nào rồi? Hàn lập sau khi nghe đến đó thì trong lòng trầm xuống sắc mặt nhất thời âm trầm. Chuyện tình về yêu ma này tiền bối không hỏi ta cũng sẽ nói bởi vì do yêu ma này cơ hồ khiến cho cả thiên nam tu tiên giới gặp một hồi đại kiếp hoàng nguyên minh nghe hàn lập hỏi như vậy thì mặt không khỏi khẽ biến sắc nói hàn lập mày mặt nhăn nhó nhưng cũng không nói gì chờ đối phương nói xong nguyên bổn yêu ma này sau khi mới vừa trốn ra được thì một số vị tiền bối từng tỏ vẻ qua nói rằng loại yêu ma này không có cách nào tồn tại tại lâu dài tại nhân giới chúng ta đến lúc đó sẽ trở về dị giới bởi vậy ngay từ đầu cũng không ai để nó ở trong lòng nhưng không nghĩ tới yêu ma này không kiêng nể gì đi khắp nơi đánh lén cao giai tu sĩ rồi thôn vệ nguyên anh để hồi phục nguyên khí ngắn ngủn một năm thời gian đã có 6-7 tên nguyên anh tu sĩ trước sau gặp độc thủ mà vẫn không thấy nó có vẻ muốn trở về. Lúc này các tu sĩ khác mới biết được yêu ma này không biết dùng phương pháp gì mà dĩ nhiên có biện pháp đem bản thân lưu lại nhân giới lâu vậy. Kể từ đó, tam đại tu sĩ đều xuất hiện tập trung hơn 10 tu sĩ nguyên anh trung kỳ tiền bối tổ chức một cái đội quân diệt ma liên thủ vây diệt yêu ma này. Bất quá yêu ma này rào hoạt dị thường, căn bản không cùng diệt ma đội liều mạng mà chuyên môn chọn tu sĩ đơn độc xuống tay, thậm chí đối với Mộ Lan Nhân cũng ra tay khiến cho Mộ Lan Nhân cũng phái một nhóm đại thượng sư tham gia diệt ma đội. Kể từ đó về sau, yêu ma này mới bắt đầu không có cách nào thoát khỏi việc tu sĩ cùng pháp sĩ liên thủ bao vây tiêu diệt, bị bắt buộc chạy trốn khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Nhưng như vậy ngược lại lại làm cho yêu ma này càng thêm điên cuồng chẳng những tập kích cao giai tu sĩ mà thậm chí đối với thấp giai tu sĩ cũng nổi điên liên tiếp ra tay. Nghe nói tại mấy tháng gian cuối cùng nó liên tiếp huyết tẩy người mấy tu tiên gia tộc cùng mấy tu tiên tiểu phái. Các gia tộc cùng môn phái này căn bản không người nào có thể ngăn yêu ma này, nhưng bởi vậy nó cuối cùng bị một vị ma đạo tông môn trưởng lão trước khi chết hạ bí thuật nên bị diệt ma đội truy tung đuổi theo và đến phong đô quốc lạc hồn sơn thì bị bao vây. Nghe nói yêu ma này khi nguyên khí hoàn toàn khôi phục thì tu vi gần như hóa thần kỳ tu sĩ nên khiến cho hai vị đại tu sĩ cùng một vị mộ lan thần sư cùng xuất thủ đối phó. Trận chiến ấy khiến thiên hôn địa ám, các tu sĩ khác đều không thể xen vào mà cả lạc hôn sơn đều bị san phẳng thành đất băng. Khi nói đến đây thì Hoàng Nguyên Minh bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Chương 857, xoáy nước. Hàn Lập khi nghe đến đó thì trong lòng cũng khiếp sợ vì ba gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ liên thủ đối phó với cổ ma, mà tựa hồ không thể bắt được trong thời gian ngắn. Điều này chứng tỏ cổ ma sau khi khôi phục sợ rằng thật sự có thực lực tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Cổ ma này có bị tiêu diệt trong cuộc chiến đó hay không Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi. Cái này thì bọn vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Có người nói yêu ma này chết thảm tại chỗ do bị chúng tu sĩ vây công, nhưng cũng có người nói nó sử dụng bí thuật khó tin tìm được đường sống trong chỗ chết thoát vây chạy thoát. Năng lực của gia tộc vãn bối gia tộc có hạn, không cách nào phán đoán được việc này là thiệt hay giả. Bất quá từ sau lần vây công đó cổ ma này không còn thấy tung tích tại thiên nam nữa và thật sự sợ rằng cũng đã bị hình thần câu diệt Hoàng Nguyên Minh sau khi do dự một chút thì cũng nói ra phán đoán của mình. Hình thần câu diệt, hàn lập sờ sờ cầm, sau khi hơi đánh giá một chút thì trong lòng lại cho việc này có gì không đúng nếu thật sự đã tiêu diệt được cổ ma này thì đám người ngụy vô nhai đầu cần che che giấu giấu làm gì xem ra hơn phân nửa là thực sự đã xảy ra biến cố gì đó nên mới làm cho thật thật giả giả cố ý không ra mặt làm sáng tỏ việc này bất quá ma đầu đó từ sau đó biến mất thì lại có chút kỳ quái chẳng lẽ là bị thương quá nặng trong chiến đấu không thể không ẩn núp dưỡng thương hay là đã dứt khoát rời khỏi thiên nam Hàn lập ngẫm lại thì cũng cảm giác được không có cách nào phán đoán chính xác được, nên tạm thời vứt nó khỏi đầu. Hoàng đạo hiếu, gần 20 năm qua trừ chuyện yêu ma và trụy ma quốc gia thì còn có đại sự gì phát sinh không? Mặc kệ là chuyện quốc gia hay không thì cũng nói nghe qua một chút. Hàn lập bình tĩnh hỏi chuyện khác, mấy năm gần đây xác còn có một sự kiện khác xuất hiện, bất quá so với chuyện trụy ma quốc thì căn bản là không đáng nhắc tới. Sự kiện này gây cho người chú ý cũng như ẩm ý một hồi sau khi yêu ma nọ biến mất không lâu, tại vô biên hải bờ biển gần khê quốc đột nhiên xuất hiện một đại tuyền qua cổ quái phun ra đại lượng linh khí và bắt đầu tinh lọc vùng biển phụ cận vô biên hải. Hơn nữa xung quanh xoáy nước này lại xuất hiện bảy hòn đảo nhỏ từ đáy biển trồi lên, hòn đảo nào cũng có linh khí bức người và là linh mạch đỉnh cấp khó gặp. Xung quanh chuyện sở hữu quần đảo này thậm chí tam đại tu sĩ phải liên thủ mở ra đoạt đảo đại hội với không ít tông môn cũng tham gia. Kết quả là thất gia tu tiên đại phái giành được quyền sở hữu mấy hòn đảo này. Mà nghe nói xoáy nước này sâu không lường được, đã có rất nhiều tu sĩ muốn xâm nhập vào để dò xét cội nguồn của nó nhưng sau khi xâm nhập xoáy nước này thì gặp phải áp lực rất lớn, hơn nữa càng xuống sâu thì áp lực cũng càng lớn khiến cho thân thể không thể thừa nhận được. Nghe nói một trong tam đại tu sĩ là Trí Dương Thượng Nhân cũng đã xâm nhập tìm kiếm qua một lần nhưng sau khi xuống đến khoảng 3.000 trượng thì cũng không chịu nổi áp lực vạn cân mà quay lên không thu hoạch được gì Hoàng Nguyên Minh hơi nghĩ ngợi một chút rồi lại lập tức nói ra chuyện này. Đại tuyền qua, lại có chuyện như vậy sao hàn lập trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn kinh ngạc hỏi thăm vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối việc này gây oanh động liên tiếp mấy năm trời rồi mới dần dần im ắng tiền bối chỉ cần hỏi qua những người khác thì biết ngay việc này là thật hay giả hoàng nguyên minh cười bồi nói hàn lập gật đầu trong lòng cũng cảm thấy khá hứng thú nhưng tiếp tục hỏi thêm mấy chuyện khác đặc biệt là những chuyện có liên quan đến mộ lan nhân và tránh ma lưỡng đạo mấy năm nay đều được hỏi rất tỉ mỉ Ba người Hoàng Nguyên Minh biết gì nói nấy không dám có ý tứ giấu điểm cái gì. Toàn bộ các vấn đề đều chủ yếu do Hoàng Nguyên Minh trả lời còn hai gã lão già kia thì chỉ thỉnh thoảng lại ngắt lời bổ sung thêm một số tình tiết khiến cho Hàn Lập rất hài lòng. Không lâu sau, Hàn Lập đã có cái nhìn đại khái về mọi chuyện to nhỏ mới phát sinh và trong lòng cũng an tâm. Trừ chuyện cổ ma cùng suối chảy ra thì các chuyện khác bất quá cũng chỉ là chuyện nơi nào đó có linh dược hoặc bảo vật hoặc một số tu tiên tông môn kết thù tranh đấu một phen. Đối với những việc này Hàn Lập cơ bản cũng không để ý lắm nhưng thần sắc hắn thủy chung vẫn như thường, tỏ vẻ nghiêm trang mà nghe ba người nói. Về phần chuyện của Lạc Vân Tông, Hàn Lập không có hỏi tới. Dù sao nơi đây cách Khê Quốc quá xa, gia tộc nhỏ như bọn họ chắc cũng không có khả năng biết được chuyện gì cụ thể. Muốn biết chuyện về Lạc Vân Tông thì tự nhiên là phải đi tới các phường thị hoặc sau khi trở về Khê Quốc cẩn thận hỏi một chút. Nghe xong ba người nói, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ rồi đột nhiên phất tay áo bảo một cái thanh quang chợt chớp động rồi một giáo ngăn ánh vàng rực rỡ hiện ra trên bàn. Làm phiền ba vị đạo hữu đã dành thời gian kể chuyện cho hàn mỗ. Đồ tốt tại hạ không có nhưng một đôi pháp khí đoản qua này cấp cho ba vị đạo hữu hàn lập thông rong nói. Đa tạ tiền bối tặng bảo, cái này chắc là thượng cấp pháp khí. Hoàng Nguyên Minh nhìn đôi đoản qua một chút rồi vội vàng kho người thi lễ tạ ơn nói. Lấy thế lực ba nhà bọn họ thì thượng bậc pháp khí cũng không phải là không có một hai kiện nhưng bất quá cũng rất ít nên ai cũng coi đây là vật chí bảo thế mà bây giờ chỉ trả lời hàn lập mấy câu mà đã dễ dàng có được loại bảo vật này nên bọn họ tự nhiên là vừa vui mừng lẫn sợ hãi đoàn qua này mặc dù chỉ là thượng cấp pháp khí nhưng nếu phối hợp sử dụng tốt thì cũng không kém so với đỉnh cấp pháp khí là mấy đâu ta năm xưa trong lúc vô ý có được mà nay vẫn cảm giác được có chút ý tứ nên vẫn lưu trong tay hôm nay cấp cho các ngươi là cũng không muôn để chúng mai một đi hắc hắc chỗ tốt đã cho các ngươi ta cũng sẽ không ở lại lâu sau này nếu có cơ duyên thì có lẽ còn có thể gặp lại Hàn Lập hơi giải thích huy lực của đoàn qua một chút rồi khẽ cười, quanh thân linh quang đại phóng rồi chợt hóa thành một đạo cầu vồng bay ra cửa đại sảnh, sau khi chợt hiện chợt ẩn vài lần thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Ba lão đồng thời sửng sốt, không nghĩ tới là Hàn Lập nói đi là đi ngay. Một đống lời cảm tạ định nói trong miệng không thể không nuốt trở lại. Theo sau ánh mắt ba người đồng thời rơi trên đôi đoàn qua nọ. Vị tiền bối này ra tay thật là hào phóng, lại có thể dễ dàng xuất ra thượng cấp pháp khí lão giả mặt tròn nhìn chằm chằm đoàn qua trước mặt thì thảo nói. Cũng phải xem là ai, thượng cấp pháp khí đối với chúng ta mà nói thì tự nhiên là bảo vật chân quý khó được nhưng đối với vị tiền bối này thì căn bản là không đáng để ở trong lòng ba người đang nói chuyện thì lão giả mặc áo bảo trắng vốn ít nói nhất đột nhiên vẻ mặt cổ quái nói. Vương Huynh, lời này là có ý gì? Nghe lời khẩu khí của ngươi thì hình như là có nhận ra vị tiền bối này. Hoàng Nguyên Minh trong lòng vừa động, không khỏi hỏi mà lão già mặt tròn cũng cả kinh nhìn lão già mặc áo bào trắng. Hoàng huynh, các người thật là thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ. Người này vừa đi ra đã hỏi chuyện trụy ma cốc cùng yêu ma đồng thời bộ dáng còn trẻ mà tu vi lại cao, vừa lại tự xưng là họ hàn. Chẳng lẽ các người còn không biết là ai sao? Không nên quên là khi vây công yêu ma trong tại trụy ma cốc trừ nguyên anh tu sĩ chết trận ra thì không phải là còn có một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh mất tích sao lão già mặc áo bào trắng cười khổ nói. Người nói chính là người nọ, Vị Hàn Tiền Bối kia Hoàng Nguyên Minh sau khi được nhắc nhở thì sắc mặt đại biến thất thanh nói, lão già mặt tròn cũng tỉnh ngộ vẻ mặt khiếp sợ. Bây giờ hai vị huynh trưởng đã hiểu rõ ràng ý của tiểu đệ rồi chứ? Vị tiền bối này là chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ nên ra tay mới hảo phóng như thế. Nghe Vương Huynh nói như thế thì có đến bảy tám phần là đúng. Bất quá mặc kệ là có phải hay không thì đối với chúng ta cũng không có gì khác nhau. Chúng ta cho dù nghĩ muốn dựa vào nhân gia thì bậc tu sĩ này cũng căn bản xem gia tộc chúng ta không là gì lần này có thể được đến hai kiện thưởng cấp pháp khí vui mừng đã ngoài ý muốn rồi, phỏng chừng cũng là vì vị tiền bối này vì thể diện phá hư linh tuyển thủy nên mới tặng. Bây giờ nên bàn thử xem xử lý đoạn qua nay ra sao trầm mặc trong chốc lát sau khi Hoàng Nguyên Minh thở dài nói. Trong giọng nói, vẫn bao hàm một tia bất đắc dĩ. Mặc dù cơ duyên khó được, nhưng loại cấp bậc như Hàn Lập đối với bọn họ thật cao không thể với tới. Cho nên trong lòng ngay cả có chút tiếc nuối cũng không có. Nghe Hoàng Nguyên Minh nhắc tới đoạn qua này, hai lão già kia cũng đem chuyện thân phận Hàn Lập tạm thời gác ra ngoài, sau đó tập trung nhìn đôi đoạn qua. Dù sao làm sao phân chia pháp khí trước mắt cho tốt mới là việc cần nghĩ bây giờ. Ba người lúc này bắt đầu bàn bạc chuyện phân định trong thời gian dài. Không nói đến việc ba vị trưởng lão đang thương nghị phân chia bảo vật, Hàn Lập tự nhiên là không biết mình đã bị ba lão già này nhận ra mà lúc này đã bay ra ngoài trăm dặm. Lần này hắn rất vất vả mới từ khe hở không gian thoát ra được vị trí thoát ra ngay ở đông dụ quốc cũng là chuyện may mắn. Dù sao sau khi phá vỡ điểm yếu không gian thì nơi đi đến lại là ngẫu nhiên, không cẩn thận có thể là một nơi nào đó cách đây ngàn vạn dặm cũng không có gì là kỳ quái. Tiểu tử, người chuẩn bị đi nơi nào, quay về Lạc Vân Tông ư. Không nên quên là ta yêu cầu một số tài liệu luyện chế khôi lỗi, nhưng trong đó còn thiếu một ít nhưng nhất định phải có được thanh âm đại diễn thần quân đột nhiên vang lên trong đầu hàn lập. Việc này ta tự nhiên là biết, bất quá tài liệu ngươi muốn không cái nào không phải là vật thế gian khó cầu. Phỏng chừng có đi cả thiên nam cũng không có cách nào thu thập được. Việc này không thể thực hiện trong thời gian ngắn được, hàn lập mặt nhăn mày nhíu có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, ngươi cảm giác được lão phu còn có thể đợi thêm 7-80 năm nữa sao? Nếu thiên nam không có tài liệu thì đi đại tấn một chuyến. Ở đó chỉ cần ngươi có linh thạch thì lo gì tài liệu chân quý gì không tìm được. Lão phu nói trước, nếu ngươi không thể giúp lão phu luyện chế khôi lỗi này thì lão phu sẽ tình nguyện đem phương pháp luyện chế này phá hủy, cũng không đem phương pháp luyện chế để lại cho ngươi đại diễn thần quân có chút ảo não nói. Yên tâm, đại tấn, ngươi không nói thì ta cũng muốn đi một chuyến. Ngươi không phải đã nói sát khí trên người ta quá nặng sao, chỉ sử dụng huyết ma kiếm có hai ba lần mà tà khí đã thâm nhập rất sâu. Nếu không sớm trừ đi thì chẳng những thân thể dần dần có tổn hại, mà hơn nữa sau này khó bước vào cảnh giới nguyên anh trung kỳ nửa bước hàn lập thở dài buồn bực nói ngươi biết là được rồi lúc đầu gặp ngươi ta đã có chút kỳ quái ngươi tuổi còn trẻ như thế sao lại nhiễm sát khí nặng đến vậy lão phu năm xưa cũng không phải là kẻ nhân từ nhưng khi đó sát khí trên người còn không bằng một phần người của ngươi chật chật thật có chút khó tin khi ngươi chuyển sang tu ma đạo công pháp thì cổ sát khí này ngược lại có thể trợ giúp tu vi của ngươi tiến thêm một bước đương nhiên đến cảnh giới hóa thần kỳ khi ngươi phi thăng thì có thể không lên linh giới mà là thượng cổ ma giới đại diễn thần quân hiển nhiên có chút hỉ nộ vô thường lúc này thanh âm của trách hòa cùng tiếng cười rồi lại trêu chọc hàn lập. chương 858, trở về Lạc phân Tông. Cuối cùng mà lại tu luyện thành cái loại quái vật như cổ ma thì tại hạ không có hứng thú hàn lập lạnh lùng nói. Hàn tiểu tử, người tưởng rằng tất cả cổ ma khi lớn lên đều có hình thù kỳ lạ như vậy sao đại diễn thần quân sau khi im lặng một chút thì khẩu khí có chút kỳ quái nói. Xin tiền bối chỉ giáo cho, chẳng lẽ sau khi biến thành cổ ma thì không phải là thành dị giới yêu ma sao, không lẽ là còn có thể bảo trì nhân hình sao hàn lập sửng suốt hỏi lại một câu. Điểm này thì ngươi có chút hiểu lầm rồi, theo ta biết từ một số điển tịch thì ma tu sau khi từ nhân giới phi thăng lên ma giới, cho dù có trở thành cổ ma thì ngoại hình cũng không thay đổi cái gì. Đương nhiên nếu như vận dụng ma công biến thân thì lại là chuyện khác. Năm đó thượng cổ tu sĩ cùng cổ ma tranh đấu, đến cuối cùng có một bộ phân nhỏ tu sĩ đã bị cổ ma cấp cao dụ dỗ dùng phương pháp ma khí quán đỉnh trực tiếp biến thành cổ ma khiến cho tranh đấu càng thêm kịch liệt. Nghe nói những người này sau khi bị ma hóa thì vẫn bảo trì được nhân hình cùng thần trí nhưng lại cam tâm để cho đám cổ ma cấp cao này sử dụng. Không biết là bên trong có huyền cơ gì, không nhưng từ đó về sau có tin đồn truyền ra rằng nhân loại tu sĩ sau khi tu luyện thượng cổ ma công đến cực trí thì cũng tự động phi thăng lên thượng cổ ma giới. Về phần bản thể hình thù kỳ lạ của cổ ma thì chia làm hai loại. Một loại là hình dạng nguyên thủy của yêu ma trên thượng cổ ma giới là cấp bậc tồn tại cao nhất của thượng cổ ma giới hình như được gọi là thánh tổ gì đó yêu ma này tồn tại rất thưa thớt nhưng không con nào không cực kỳ kinh khủng thậm chí bây giờ một số ma tu đang tu luyện cổ ma công đang không ngừng triệu hoán danh húy của cổ ma thì mới có thể mượn ma khí làm phép thành công một loại khác thì là do một bộ phận yêu tộc tại nhân giới chúng ta sau khi tu luyện ma công tự động phi thăng tới cổ ma giới bản thể của yêu tộc vốn không phải là nhân loại nên sau khi biến thành cổ ma thì tự nhiên là có ác hình ác trạng yêu tộc điều này làm sao có thể chúng nó sao có thể được chúng nó tại sao lại tu luyện thượng cổ ma công chuyện này ngươi không nên hỏi lão phu vì ta cũng không hiểu trên điển tịch đối với việc này cũng không thuật lại cái gì chỉ là hình như thời gian thượng cổ yêu tộc tiếp xúc với cổ ma tựa hồ là sớm hơn so với nhân loại chúng ta nhiều lắm cụ thể là như thế nào thì lão phu cũng không rõ ràng lắm bất quá lão phu ngày xưa đã từng nhìn thấy một số yêu tộc cấp cao còn bây giờ tại sao chúng không còn tu luyện ma công trên người cũng không có ma khí gì đó thì nguyên nhân có lẽ phải đến lúc ngươi đến đại tấn thì mới biết được đáp án. Dù sao nơi đó vẫn còn bảo tồn một ít điển tịch cổ xưa nhất của nhân giới chúng ta. Đại diễn thần quân lười biếng đáp, hàn lập sắc mặt có chút âm tình bất định mà trong lòng nhớ tới Phạm Thánh chân phiến trong túi chữ vật nghe nói là truyền thừa chi bảo của yêu tộc. Trên đó có công pháp ba đầu sáu tay thoạt nhìn thật sự giống công pháp do cổ ma hai đầu bốn tay thi triển ngày đó. Cực kỳ giống, chẳng lẽ là hai người này thật sự có mối liên quan gì? sau khi yên lặng suy nghĩ trong chốc lát hàn lập đột nhiên cười to cho dù yêu tộc cùng cổ ma có quan hệ gì không muốn người khác biết được thì điều này cùng hắn có liên quan gì đâu hắn cũng không phải là nhàn rỗi đến mức xen vào việc của người khác có những chuyện cần phải rõ ràng nhưng cũng có những chuyện hồ đồ một chút thì tốt hơn hơn nữa phạm thánh chân phiến hắn có trong tay cũng chỉ là tàn phiến mà thôi nên dù đây có thật là yêu tộc công pháp đi nữa thì hắn cũng không có nhàn rỗi mà đi tu luyện quang thanh nguyên kiếm quyết cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tu luyện đến mức cực trí càng huống chi công pháp này nếu có liên quan đến cổ ma và yêu tộc thì cũng không thích hợp cho loài người tu luyện hàn lập lắc đầu đem chuyện yêu tộc cùng phạm thánh chân phiến vứt ra khỏi đầu sau đó lại nói đến một cái vấn đề khác chuyện khôi lỗi ngươi không cần lo lắng vô luận ta có đi đại tấn hay không thì vẫn sẽ giúp ngươi kiếm đủ tài liệu đến tay hai năm trước ngươi đã nói với ta rằng ngươi đã tham mộ được bảy tám phần phương pháp luyện chế trên thất diễm phiến Đến bây giờ thì chắc là đã hoàn toàn tham mộ xong. Nếu đã có phương pháp luyện chế thì nên giao cho ta trước vì ta phải luyện chế thêm hai khẩu phi kiếm nữa, nếu không thì không có cách nào bố trí được kiếm trận. Tránh để tới lúc gấp rút bỏ lỡ mất bảo vật Hàn Lập cũng không có quanh co lòng vòng mà trực tiếp nói. Trải qua hơn 20 năm ở chung, hắn cùng đại diễn thần quân đã có sự hiểu biết nhau hơn, quan hệ cũng hòa hoãn hơn so với trước rất nhiều, thậm chí là có vẻ như nửa là sư phụ, nửa là bằng hữu. Theo phương pháp luyện chế trong thất diễm phiến thì ta đến nay vẫn vô pháp tìm được đầy đủ tài liệu nên chỉ còn cách ra giảm mà thôi, cái nào có thể thay thế được thì thay thế. Ta có thể cho ngươi một phương pháp nhưng liệu có thật sự thành công hay không thì lão phu cũng không dám mười phần nắm chắc. Nhưng phương pháp luyện chế này trong bảo phiến thật ra không thể gọi là thất diễm phiến mà nên gọi là tam diễm phiến thì đúng hơn, bởi vì ban đầu cần 81 loại hỏa trúc linh linh thì mới có thể luyện chế thành, còn nay bị ta đổi thành 31 loại, đương nhiên là uy lực cũng theo đó mà giảm hơn phân nửa đại diễn thần quân cũng không có che đậy gì mà trực tiếp nói cho hàn lập tình hình cụ thể không quan hệ gì cho dù uy lực có giảm đi một chút cũng không sao cả thông thiên linh bảo trong truyền thuyết lợi hại như vậy đồ phản chế này cho dù là tam diễm phiến thì tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản được hàn lập không cần suy nghĩ nói ta đem phương pháp luyện chế ghi trong ngọc giản người cứ xem qua một chút đi Bất quá cho dù là phương pháp phản chế không có vấn đề gì thì vẫn có vấn đề khó khăn là còn vài loại tài liệu cực kỳ khó tìm. Ta phỏng chừng rằng nếu muốn luyện chế thành công bảo phiến này thì còn phải phí một phen gian khổ đại diễn thần quân thản nhiên nói. Sau đó cái ống trúc sau lưng Hàn Lập chợt mở ra, từ trong đó có một đạo bạch quang bắn ra. Hàn Lập sau đầu như có mắt đưa tay bắt lấy, đó là một khối ngọc giản màu trắng. Hàn Lập bình tĩnh đem thần thức tiến vào xem qua nội dung ngọc giản một lần sau đó chỉ thấy hắn mặt mày lơ đắng, lông mày khẽ nhíu lại. những đồ vật khác thì không nói đến vì chỉ cần tốn chút thời gian là có thể kiếm được. riêng có lông hạo dương điểu và vảy xích hỏa giao thì là vật khả ngộ bất khả cầu, đi tìm ở đâu đây? tối thiểu ta cũng chưa bao giờ nghe nói ở thiên nam lại có hai loại đồ vật này xuất hiện qua. hai loại tài liệu này lão phu cho rằng là hai loại tài liệu thay thế có thể dễ dàng tìm được nhất. các đồ vật khác thì một tia hy vọng cũng không có trong đó lông hạo dương biếu lão phu ngày xưa đã từng gặp qua khi đi du lịch tại đại tấn khi đó ta từng gặp qua một nữ tu trẻ ở nhạc dương cung cô ta có nuôi một con chim này thời gian lâu như vậy rồi nhưng cho dù là con hạo dương biểu ngày đó không còn thì vẫn có thể còn có hậu đại của nó lưu lại ngươi có thể đi xem liệu có cơ hội không về phần xích hỏa giao thì phải xem cơ duyên của ngươi bất quá nếu ngươi đi đại tấn thì cũng không khó để giải quyết được vấn đề đại diễn thần quân thản nhiên nói Hừ nói một hồi lâu rốt cuộc cũng chỉ là muốn ta chạy đến đại tấn hàn lập hừ một tiếng có chút bất đắc dĩ hắc hắc lão phu muốn ngươi đi đại tấn cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi chỉ có đi đại tấn du lịch qua một lần thì ngươi mới có thể chính thức hiểu được cái gì gọi là thánh địa tu luyện đại tấn quốc tuyệt đối là trung tâm của tu tiên giới đại diễn thần quân tỏ vẻ không thèm để ý nói hy vọng là như thế nhưng trước khi rời đông dụ quốc đi ta còn có một việc muốn làm ta trước tiên muốn đi đến phía ngoài trụy ma cốc xem qua một cái đã hàn lập đem ngọc giản thu lại bình tĩnh nói đi trụy ma cốc ngươi có ý tứ gì đại diễn thần quân như bị hù dọa giật mình nói yên tâm ta không muốn xông vào cốc đâu ngươi còn nhớ là trước đây ta đã thả ra thiên tuyệt ma thi không sau khi từ trong khe hở không gian đi ra ta lập tức thông qua bí thuật cảm ứng được ma thi này vẫn chưa bị tiêu diệt nên muốn mau đến xem liệu nó còn có ở trong trụy ma cốc không và có thể đem nó triệu hồi ra không sau khi nói xong hàn lập lập tức gia tăng độn tốc hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi sau khi vừa tiến vào sương châu hàn lập lại một lần nữa tiến vào vạn lĩnh sơn quay trở lại cửa vào trụy ma cốc ở nơi này hai ngày hàn lập rốt cục khẳng định là thiên tuyệt ma xác thực vẫn còn đang ở trong cốc nhưng nó tựa hồ là bị nhốt ở một nơi nào đó mặc cho hàn lập dùng pháp quyết thúc giục các kiểu nhưng vẫn không thể xuất cốc gặp mặt hàn lập sau khi trần trừ hơn nửa ngày thì đành buồn bực rời đi xem ra cũng chỉ có cách chờ lần tới khi trụy ma cốc mở ra nếu ma thi này vẫn chưa bị tiêu diệt thì đem cứu ra. Hai tháng sau, Hàn Lập rốt cục đã về đến phụ cận Vân Mộng Sơn nhưng vừa mới tới gần Sơn Môn của Lạc Vân Tông thì đã gặp mấy tên đệ tử Tuần Sơn. Đám đệ tử này vừa thấy Hàn Lập thì tự nhiên là oanh động. Bọn họ mừng rỡ thỉnh an Hàn Lập đồng thời vội vàng thả ra truyền âm phù hướng tới hai vị trưởng lão báo tin. Không bao lâu sau, tất cả đệ tử trong Lạc Vân Tông từ trong Tông Môn bay ra đến đây nginh đón Hàn Lập. Vị tổ sư trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh này, cầm đầu đúng là lão già họ Trình cùng Lữ Lạc, hai người này khi nhìn thấy Hàn Lập thì tự nhiên là rất vui mừng lẫn sợ hãi, tất cả đều hiện ra trên mặt. Nhưng hai người cũng không nói thêm gì mà vội vàng đem Hàn Lập nghênh tiếp vào tông môn rồi sau đó khiến cho đám đệ tử đi xuống. Hàn sư đệ, ta chỉ biết rằng lấy thần thông của ngươi thì quyết không thể gặp chuyện không may được bất quá nếu vô sự thì vì sao sư đệ không sớm trở về tông môn khiến cho hai sư huynh đệ ta lo lắng không thôi trong đại điện của lạc vân tông sau khi ba người ngồi xuống thì vị trình sư huynh này cao hứng cùng không khỏi có chút oán giận nói không sai sư đệ nếu sớm trở về thì cũng không làm cho hai bọn ta lo lắng không thôi lữ lạc vẻ mặt tươi cười nói ý vui mừng thực sự phát ra từ phế phủ hai vị sư huynh bỏ qua cho hàn mổ ta lúc đó vẫn bị vây trong khe hở không gian không cách nào chạy thoát được ta cũng mới từ bên trong đó chạy ra được mà sau khi thoát ra thì đã lập tức trở về hàn lập nhếch mép nói chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mặc kệ như thế nào chỉ cần hàn sư đệ có thể sống sót trở về là đủ rồi lại nói tiếp vi huynh còn chưa có tạ ơn sư đệ cứu mạng đó nếu không phải sư đệ ở trong cốc cứu giúp thì lão phu sớm đã hóa thành một đống bạch cốt rồi lão giả từ trên ghế đứng dậy nhìn hàn lập thi lễ nói việc này không có gì sau khi ta gia nhập Lạc Vân Tông, Trình Sư Huynh đối với ta vẫn luôn luôn chiếu cố, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Nhìn thấy Trình Sư Huynh gặp nạn sao lại không ra tay cứu giúp được Hàn Lập mỉm cười cũng có chút thành khẩn nói. Đây là việc nhỏ thôi sao có thể so sánh với ân cứu mạng được. Sư đệ sợ rằng đang nghĩ đến Nam Cung đạo hiếu. Sư đệ cứ việc yên tâm, Nam Cung muội tử vẫn đang bình yên vô sự lão giả hiển nhiên biết Hàn Lập quan tâm nhất đến cái gì nên đem tin tức này nói cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy thì thở phào một hơi nhưng lúc này Lữ Lạc lại đột nhiên đánh giá tỉ mỉ Hàn Lập vài lần rồi trên mặt lộ ra một tia khó thể tin. Sư đệ, ngươi đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ, đây là chuyện thật sự là khó tin, chẳng lẽ sư đệ gặp được kỳ ngộ gì trong trụy ma cốc? chương 859, Uy Đan, vừa nghe Lữ Lạc nói xong vị trình sư huynh này cũng cả kinh, vội vàng dùng thần thức đảo qua một chút. Kết quả là phát hiện ra Hàn Lập khí cơ nội liếm, quánh quang nội trảo, rõ ràng là đã tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ khiến cho hắn không khỏi ngơ ngẩn. Ta biết hai vị sư huynh tuệ nhãn như đuốc, rất nhanh có thể nhìn ra được. Sư đệ xác thực là có một phen cơ duyên tại trụy ma cốc, sau khi trải qua một phen khổ tu thì đã tiến cấp. Nhanh như vậy đã có thể tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ, ngay cả ta cũng không nghĩ tới chuyện này. Bất quá nếu không vì biết huyền nhi có hai vị sư huynh bảo hộ, sẽ không xảy ra trở ngại gì thì ta bị nhốt nhiều năm như vậy sẽ lo lắng vạn phần, làm gì có tâm tư mà an tâm tu luyện điều này là cũng nhờ vào hai vị sư huynh hàn lập cảm khái thở dài một tiếng nhìn hai người ôm quyền nói ra lời cảm tạ sư đệ sao lại nói như vậy nam cung muội tử nếu đã nhận ta làm đại ca thì chuyện chiếu cố nàng là chuyện đương nhiên huống hồ nói là bảo hộ nhưng kỳ thật ta có làm được cái gì hữu dụng đâu mà chỉ có thể nhìn đệ muội bị vây trong băng mà thôi thật xấu hổ trình sư huynh rốt cuộc từ chuyện hàn lập tiến cấp tỉnh táo lại rồi lại vừa nghe hàn lập nói vậy thì vội vàng khiêm nhường nói Sư đệ không đầy 300 năm đã tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ, nói ra sợ rằng khiến cả Thiên Nam khiếp sợ. Xem ra sau này việc tiến lên Nguyên Anh hậu kỳ không cần phải nói, thậm chí là có thể tiến cấp lên Hóa Thân kỳ, sư đệ cũng là có khả năng lớn. Lữ Lạc cũng không nhịn được nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại Thiên Nam tu tiên giới đến nay, trong lịch sử chỉ có rất ít mấy người mới có thể sánh được với Hàn Lập. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy đối với tư chất của người tu luyện không có quan hệ quá lớn. Mà hơn phân nửa là do cơ duyên tạo hóa của người đó, điều này không có thể cưỡng cầu được. Hàn Lập tự nhiên trong miệng nói khiêm tốn một hai câu, tiếp theo cố ý chuyển đề tài hỏi thăm chuyện tại trụy ma cốc năm đó sau khi mình mất tích. Chuyện đại chiến từ lời kể của người trực tiếp chứng kiến tự nhiên là chân thực hơn xa so với nghe qua lời kể của những người khác. Lão giả nghe Hàn Lập hỏi như vậy thì không khỏi khổ cười rộ lên. Nguyên bản ngày đó Hàn Lập sau khi bị khe hở không gian cắn nuốt thì cổ ma nọ vô cùng nổi giận lão giả thấy tánh mạng khó giữ được thì một số tu sĩ khác lại vừa mới chạy tới. Mặc dù trước đó chúng tu sĩ cùng ngụy vô nhai liên thủ nhưng vẫn không làm gì được cổ ma khác cũng biến thân thành yêu vật hai đầu bốn tay, ngược lại còn gặp không ít nguy hiểm, may mắn là tại thời điểm mấu chốt, đám mộ lan nhân kia cuối cùng đã chạy tới. Kết quả song phương liên thủ vây khốn yêu ma này sau một hồi đại chiến tên mộ lan thường sư họ nhạc kia triệu hoán ra mộ lan thánh cầm hiệp trợ và rốt cục đánh trọng thương yêu ma thậm chí vị mộ lan trọng thần sư kia còn chém dụng cái đầu lâu thứ nhất khiến cho cổ ma quay đầu bỏ chạy ở trong trận chiến này có không biết bao nhiêu nguyên anh tu sĩ bị chết thậm chí vị sư tỷ của nam cung huyền bị cổ ma phát cuồng vào thời điểm tranh đấu tối hậu phun ra một đoàn ma diễm trực tiếp đánh chúng thân thể ngay cả nguyên anh cũng hóa thành cho bụi hình xảo thì tốt hơn một ít tuy thân thể cũng bị hủy nhưng nguyên anh thì may mắn chạy thoát xui xẻo nhất chính là đám tu sĩ quỷ linh môn vị trưởng lão họ trung kia thì trực tiếp bị cổ ma nọ thôn vệ nguyên anh tất cả tu sĩ quỷ linh môn nhập gốc trừ mấy tên kết đan tu sĩ ra thì tu sĩ cấp cao tiến vào toàn quân bị diệt không thể nói không làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc những chuyện còn lại phát sinh thì không sai biệt lắm với những gì mà hoàng nguyên minh đã thông báo cho hắn nguyên tưởng rằng yêu ma này theo như sách xưa ghi lại thì không thể tồn tại lâu được ở nhân giới nên những người này sau khi xuất gốc cũng không có mạo hiểm đuổi theo truy sát nhưng không nghĩ tới là yêu ma này không biết dùng phương pháp gì mà không muốn trở về dị giới mà ở lại thiên nam đại khai sát giới đi khắp nơi cắn nuốt tu sĩ nguyên anh nên cuối cùng khiến cho quần tu nổi giận tiến hành vây sát nghe đến đó thì hàn lập nhân mày hỏi thăm liên quan đến trận đại chiến vây diệt yêu ma này ta có nghe nói qua một số tin đồn nói cái gì thì nói nhưng hai đại tu sĩ cùng một gã mộ lan thần sư đồng thời ra tay mà chẳng lẽ thực sự là có thể đương chàng đem nó đánh gục sao lấy thân phận của hai vị sư huynh thì hẳn là phải biết kết quả thực sự. Khi nói ra lời này thì vẻ mặt Hàn Lập bất giác cũng ngưng trong vì sự hung hăng của cổ ma ngày đó bây giờ vẫn khiến cho hắn khi nghĩ lại vẫn cảm giác được trận trận sợ hãi. Trận đại chiến về diệt yêu ma này hai người bọn ta cũng không tham gia nhưng theo tin tức nghe được thì cổ ma nọ xác thực là chịu đòn chí mạng mà bị thương nặng nhưng sau đó nó thi triển một loại bí thuật cổ quái chạy đi bất quá đám người trí dương thượng nhân vẫn theo sát không tha muốn trừ ác tận gốc nhưng sau khi đuổi tới cạnh mộ lan thảo nguyên thì vì kiêng kỵ người đột ngột nên không thể không buông tha bất quá qua nhiều năm như vậy cổ ma này cũng không thấy xuất hiện tại thiên nam hơn nữa phía đột một nhân bên kia cũng không thấy có gì nổi lên xem ra cổ ma này nếu không phải là thật sự bị trọng thương mà chết thì hẳn là đã đi ngang qua mộ lan thảo nguyên tới đại tấn lão giả giải thích một cách tinh tế cho hàn lập đi đại tấn vừa nghe lời này hàn lập không khỏi khẽ biến sắc nhưng lập tức lại hồi phục như thường trình sư huynh cùng lữ lạc tự nhiên nhìn ra hàn lập không muốn nói nên hai người cũng thức thời không có hỏi thêm cái gì dù sao thần thông cùng cảnh giới của hàn lập bây giờ không phải hai người có thể sánh bằng nên khi đối mặt với hàn lập bất giác có một tia kính sợ hàn lập cùng hai người trò chuyện thêm một chút và rốt cục nói ra chuyện bản thân trong trụy ma cốc đã tìm được lượng dược nên muốn đi tới chỗ nam cung uyển để thử giải trừ độc chú hai người vừa nghe nói thì không khỏi mừng rỡ nam cung uyển nếu có thể khôi phục như thường thì thực lực của Lạc Vân Tông bọn họ tự nhiên là tăng thêm nhiều nên cũng không có tâm tư trò chuyện gì thêm mà lập tức cùng Hàn Lập đi đến trước cấm chế. Tại lối vào, hai người Trình sư huynh tự giác dừng bước nói muốn tự thân bảo vệ nơi này, Hàn Lập cứ việc yên tâm vào giải trừ tà chú. Hàn Lập không khách khí, trong miệng nói lời cảm ơn sau đó không lâu thân ảnh hắn đã hiện ra trước thạch môn của mật thất. Nhìn cấm chế trước cửa thì có thể thấy từ lần trước sau khi rời đi cũng không có ai động chạm tới xem ra hai người trình sư huynh này cũng chỉ dùng thần thức dò xét tình hình của nam cung uyển chứ không có phá cấm đi vào điều này cũng làm cho hàn lập càng thêm hài lòng đối với hai người này tay hắn bắt quyết liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên cửa đá trên cửa đá linh quang chớp động vài cái và kêu lên âm thanh trầm muộn trước khi mở ra trên mặt hàn lập có ánh dị sắc chớp động rồi hắn vô thanh vô tức tiêu sái đi vào cửa đá lại hạ xuống trong mật thất tình hình hết thảy vẫn như cũ trên nóc mật thất có nguyệt quang thạch vây quanh nên cũng không có cảm giác hôn ám, hơn nữa bởi vì có cấm chế nên trong phòng thủy chung vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, không nhiễm một hạt bụi. Mà băng bích vẫn lóe ra ánh linh quang thản nhiên còn nam cung uyển vẫn với bộ dáng như nữ đồng bị phong ấn trong đó, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệch. Hàn lập trên mặt một tia thương tiếc vẻ hiện lên, vài bước đi tới trước băng bích thì dừng lại. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của nam cung uyển, trong mắt hắn giờ phút này lộ ra thần sắc hết sức phức tạp, sau khi đứng tại chỗ nhìn Nam Cung Uyển bị đóng băng không biết bao lâu, hắn mời thở ra một hơi, đưa tay vỗ túi chữ vật bên hông lấy ra một cái hộp ngọc. Một tay hắn nâng hộp ngọc, một tay nhắm cái nắp hộp nhẹ nhàng búng tay. Nắp hộp nhất thời bật ra để lộ một viên yêu đan to cỡ ngón tay màu đỏ đậm, viên yêu đan này nằm trong cái hộp ngọc trắng noãn tinh khiết chợt mở chờ to lấp lóe ánh hồng quang trông có vẻ thần bí uyển lệ. Hàn Lập hít mắt cẩn thận đánh giá yêu đan này hồi lâu rồi đột nhiên há mồm phun ra một đoàn thanh linh khí đem yêu đan cuốn lên, sau đó nhằm hướng băng bích trôi đi. Lúc này một trận âm thanh chú ngữ trầm thấp truyền ra, rồi hắn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên băng bích. Lam quang trên băng bích chợt lóe, yêu đan thoạt nhìn kỹ thì như không có gì dễ dàng dung nhập xuyên qua băng bích dày mà bay vào môi Nam Cung Uyển. Hàn Lập Thông dòng nhắm ngay Nam Cung Uyển điểm một chỉ, Nam Cung Uyển vốn đang giống như tượng gỗ chợt mở miệng ra, yêu đan nhân cơ hội này trong nháy mắt bay vào trong miệng. Nhất thời khuôn mặt Nam Cung Uyển vốn đang tái nhợt không có huyết sắc chợt có một tầng hồng quang hiện lên, nhưng hai hàng lông mi vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hàn Lập thở dài một hơi, hắn biết việc này không cấp bách, cho dù yêu đan thật sự là có hiệu quả thì cũng không phải 10 ngày nửa tháng mới có thể giải trừ được phong hồn chú. Nhưng Hàn Lập cũng không lập tức rời đi mà lẳng lặng đứng trước băng bích nhìn Nam Cung Uyển không nói một lời. Trong đầu hắn không biết vì sao lại hiện lên một màn kinh diễm năm đó khi mới gặp gỡ Nam Cung Uyển thời gian chậm rãi trôi qua qua nhưng thân ảnh hàn lập đứng trước băng bích vẫn không nhúc nhích hơn nửa ngày sau hàn lập mới bình tĩnh đi ra khỏi mật thất đem cấm chế mở ra và theo đường cũ trở về trình sư huynh cùng lữ lạc vẫn đang canh giữ ở trước cửa quan tâm hỏi vài câu hàn lập miễn cưỡng cười cười cũng chỉ nói là còn phải quan sát mấy ngày nữa mới biết liệu có thể giải trừ được phong hồn chú hay không cả ngày chạy tới chạy lui hàn lập cũng có chút mệt mỏi không muốn tiếp tục chuyện trò với hai người nên hắn chia tay rồi quay về động phủ dù sao cuộc sống còn dài, có chuyện gì sau này có thể chậm rãi nói chuyện. Hàn lập hóa thành một đạo thanh hồng bay thẳng đến tử mâu phong. Tại lúc trước hắn nói chuyện cũng đã biết mặc dù hắn đã mất tích hơn 20 năm nhưng hai lão vẫn ra nghiêm lệnh không ai được tiến vào động phủ, hết thảy vẫn bảo trì như lúc ban đầu. Mà thị thiếp của hắn, mộ phái linh vẫn đang ở trong tử phong và được hai người chiếu cố. Hôm nay nữ nhân này đã ở vào cảnh giới giả đan kỳ, chỉ cần hơn một năm công phu nữa là có thể bắt đầu nêm thử mùi vị kết đan. Đây là một việc vui mừng ngoài ý liệu, Hàn Lập trong lòng vừa động thì tự nhiên là nhớ tới chuyện điên phượng bồi nguyên công. Phải biết rằng các loại linh đan diệu dược có thể gia tăng xác suất kết đan thành công hắn còn có không ít. Nữ tử này tư chất lại xem như là tuyệt hảo nên chỉ cần hắn thực sự vận dụng toàn lực trợ giúp thì tối thiểu cũng có ngoài 7 thành nắm chắc là có thể bình yên kết đan thành công. Nhưng không nghĩ tới trong trụy ma cốc hắn lại có một phen cơ duyên, không cần chờ nữ tử này kết đan mà đã đột phá bình cảnh. Kể từ đó, suy nghĩ ban đầu đã có sự thay đổi. Song tu công pháp Điên Phượng Bồi Nguyên công đối với việc đột phá cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cũng có chỗ hữu dụng, nhưng đương nhiên là Hỏa Hầu tu luyện công pháp này khẳng định là phải thâm hậu thêm nhiều mới được. Nữ tử này cũng phải có tu vi kết đan hậu kỳ thì mới có thể dùng được. Ban đầu hắn muốn để cho nữ tử này tu luyện công pháp khoảng hơn 10 năm, sau đó hái nguyên âm chi thân của nàng, tuy nhiên sau này ý nghĩ của hắn không thể không có chút thay đổi. Dù sao trong điều kiện bình thường hắn khó có thể trong vòng hai ba trăm năm tu luyện tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ đỉnh cấp. Thời gian dài như thế nên vẫn cứ để cho nữ tử này tu luyện điên phượng bồi nguyên công công pháp, dù sau đây cũng là loại công pháp tốt, cứ bồi dưỡng tốt một chút. Tuy nhiên điên phượng bồi nguyên công cũng không phải là công pháp đỉnh cấp gì, nếu không có đan dược tương trợ thì nữ tử này trong thời gian ngắn khó có thể tu luyện đến cảnh giới kết đan hậu kỳ. Hàn lập trong lòng suy nghĩ nhưng chỉ một lát sau đã bay tới trước tử mâu phong. Nhìn cấm chế mây mù trước cửa, Hàn Lập khẽ mỉm cười. Hàn Lập khẽ phất tay áo bảo một cái, sương mù dày giặc tự động tách ra một con đường. Hắn bình tĩnh hướng tới chủ phong bay đi, chương 860, thản ngôn. Trong động phủ mọi thứ vẫn như cũ thậm chí ngay cả một bộ phận tam sắc về kim trùng thả ra lúc đó cũng vẫn đang ngưng kết thành một cái tam sắc viên cầu nằm trong đại sảnh không nhúc nhích. Huyền thiên tiên đằng và cửu khúc linh xâm trồng trong dược viên cũng hoàn hảo không bị tổn hao gì, hết thảy phảng phất như hắn mới đi từ hôm qua. Huyền thiên tiên đằng nó cũng chỉ là tàn căn nên không tính, hy vọng cứu sống cũng không cao lắm nhưng cửu khúc linh sâm lại không phải là chuyện đua. Đây là một loại linh dược sớm đã bị tuyệt diệt huống hồ linh dược này đã phát triển đến mức thông linh đã lâu, thậm chí có thể biến hóa hình thế khiến nó càng thêm chân hy dị thường. Nếu không phải là linh sâm này mang ở trên người thật sự bất tiện thì Hàn Lập đã mang linh dược này theo người. Đáng tiếc hiện nay các phương thuốc cổ hắn có được vẫn không có dùng đến linh sâm nên cũng chỉ có thể đem tạm thời không hỏi đến. Trừ linh dược trong dược viên ra thì ấu trùng của lục dược xương công cùng đại bộ phận phệ kim trùng. Hàn lập đã đem chúng bỏ trong túi linh thú mang đi nên không cần lo lắng gì. Thậm chí 24 ấu trùng của lục dược xương công trên đường đi cực Tây không lâu đã nở ra. Nhưng trong thời gian bị vây trong khe hở không gian cái bình nhỏ nọ không cách nào tái sinh ra lục dịch nên đám linh trùng này dừng lại ở mức độ ấu trùng chưa từng tiến cấp. Hàn lập đem chúng nhốt trong một túi linh thú đặc chế khiến chúng ngủ ly bì. Việc này cũng có chút tiếc nuối. Bây giờ Hàn Lập trước tiên đem đám phệ kim trùng đang đợi tiến hóa thả vào trùng thất sau đó lấy ra một cái túi linh thú đặc chế rất lạnh đi tới trùng thất nuôi lục rực xương công. Hắn cầm túi linh thú nhắm ngay cửa trùng thất nhẹ nhàng đảo qua một cái. Kết quả một mảnh bạch sắc hà quang quét qua hơn 20 con ấu trùng lục rực xương công dài khoảng một tấc nằm trong trùng thất. Đám ấu trùng lục rực xương công này toàn thân trắng như tuyết, trong suốt sáng long lanh nhưng lúc này trên người vẫn chưa nhìn thấy có cánh xuất hiện thoạt nhìn như trên người phóng ra một chút ti tàm màu trắng như tuyết tàm trong không có vẻ dữ tợn đáng sợ. Lúc đầu Hàn Lập lấy được lục dược xương công này vào tay cũng không biết loại linh trùng này có thể dùng nghe thường thảo để thúc giục chúng cắn nuốt lẫn nhau mà tiến hóa hay không, chỉ là muốn thử một lần mà thôi. Nhưng không nghĩ tới loại linh trùng này có loại tiến hóa đặc biệt. Điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Chủ ý ban đầu của hắn chỉ là muốn lợi dụng hàn khí của nó để tu luyện tử la thiên hỏa nhưng sau khi trải qua kinh nghiệm chiến đấu trong trụy ma cốc, Hàn lập lại có một ý nghĩa khác. Phệ kim trùng mặc dù vô cùng lợi hại nhưng tốc độ phi độn lại rất chậm nên sợ rằng sau khi bồi luyện thành thục nếu đối mặt với địch nhân có độn tốc cực nhanh hoặc trong trường hợp nhất định thì cũng bị hạn chế không nhỏ. Mà lục rực xương công này sở dĩ có thể bài danh ở vị trí cao trên kỳ trùng bảng là do ngoài việc có thể phun ra hàn khí đáng sợ thì độn tốc lại cực nhanh so với tất cả các linh trùng khác. Tại giai đoạn 2, phi trùng này có độn tốc không thua kém các linh trùng phổ thông khác nhưng khi nó sinh thêm một đôi thiền dược biến thành bốn cánh thì độn tốc tăng thêm rất nhiều, hơn xa tốc độ của pháp bảo bình thường. Nhưng đáng sợ nhất chính là nó có thể tiến hóa thêm đệ tam thiền dực, khi đó độn tốc đủ có thể xếp hàng thứ ba trong số tất cả linh trùng, thậm chí nghe nói là có thể chính thức đến vô ảnh vô tung, có khả năng thuấn di ngoài ngàn dặm. Đương nhiên những lời miêu tả này cũng chỉ ghi những lời đồn đãi trong điển tịch mà thôi, vì ngay cả thời thượng của linh trùng có thể tiến hóa đến sáu cánh cũng rất hiếm thấy, Hàn Lập đối với việc này cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi. Bất quá lục dực xương công tuyệt đối là một loại thượng cổ linh trùng có độn tốc cực nhanh, điểm này thì không hề nghi ngờ. Trong trận chiến giữa Hàn Lập và cổ ma, khi hắn gặp khổ đầu vì thân pháp như quỷ mị của đối phương thi mới nảy sinh suy nghĩ đem lục dực xương công bồi dục đến đỉnh cấp. Huống hồ sau khi tiến cấp đến giai đoạn 6 cánh phi trùng này trong miệng cũng phun ra hàn khí lợi hại hơn nhiều, đối với việc tu luyện tử la thiên hỏa của hắn cũng vô cùng hữu ích. Trong lòng có ý nghĩ như vậy nên Hàn Lập tự nhiên đối với đám ấu trùng lục dược xương công này có vài phần kính trọng. Chứng kiến đám ấu trùng này gặp hoàn cảnh mới cũng không có bài xích thì Hàn Lập trong lòng mới an tâm lại. Ngay lúc hắn đang muốn quan sát thêm một ít thời gian thì đột nhiên thần sắc vừa động hướng chỗ cửa động phủ liếc mắt một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Theo sau ánh mắt hắn lấp lóe, tay áo bảo run lên bắn ra một đạo bạch quang sau đó ngân nguyệt hiện ra trước mặt. Mộ phái linh đang ở ngoài cửa, Người dẫn nàng đến đại sảnh ta có một số chuyện muốn nói với nàng Hàn Lập trầm giọng phân phó nói. "Vâng thưa chủ nhân." Ngân Nguyệt không hỏi gì cung cần đáp lời sau đó hóa thành một đạo ngân quang biến mất. Hàn Lập sau khi đem trùng thất bố trí ổn thỏa thì quay về đại sảnh. Một lát sau Hàn Lập đã ngồi an vị trong đại sảnh, tay chống cằm không nhúc nhích, phảng phất như đang trầm tư suy nghĩ cái gì. Đang lúc này từ cửa đại sảnh cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngân nguyệt cười khanh khách đi ở phía trước còn mộ phái linh nhiều năm không gặp đi phía sau tiến vào nữ nhân này dung nhan vẫn như trước nếu không nói là càng thêm diễm lệ quyến rũ so với trước kia cái cảm giác lạnh như băng ban đầu đã mất đi nhiều ngược lại bây giờ lại có cảm giác như u lan xuất trần tham kiến công tử chúc mừng công tử bình yên trở về cùng tu vi tăng tiến nhanh lên nguyên anh trung kỳ mộ phái linh nhìn thấy hàn lập ngọc dung hiện ra vẻ tươi cười rồi thi lễ nói vừa thấy ta đã chúc mừng ta tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ xem ra nàng đã biết một ít tin tức nàng cũng không nên đa lễ năm đó nàng theo ta đi cực tây một chuyến trên đường không có công lao thì cũng có khổ lao giữa hai chúng ta cũng không cần quá khách sáo quá như vậy hàn lập nhìn nữ nhân này khẽ cười sau đó bảo nàng đứng dậy nói chuyện